Chào mừng các bạn đã đến với tập 7 trong series dài hơi về câu chuyện của Warhammer 40k của Pháo Đài Một Người. Tôi là chủ Pháo Đài, và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về dòng lịch sử của đế chế nhân loại ngay sau kết thúc của sự kiện dị giáo Horus ở tập 6, từ sự tái thiết suy tàn của nó cho đến sự xuất hiện của hy vọng mới nhất đối với nhân loại trong màn đêm tám tối của thiên niên kỷ thứ 42 nhé. Ok, giờ tôi sẽ còn lắm một thời gian của bạn nữa. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Warhammer 40,000, Kỷ nguyên của Imperium. Chương 1: Sự thanh trừng và sự tái sinh. Tại cuộc vây hãm Terra, Warmaster nổi loạn Horus Lupercal đã đứng trên ngưỡng cửa của việc hoàn tất thứ mà hắn tin là định mệnh của mình. Đó là lật đổ hoàng đế nhân loại và thống trị thiên hà của con người. Với sự hỗ trợ và thao túng của các vị thần hỗn ma, Horus đã lôi kéo được 8 người anh em Primarch của mình, cũng như các quân đoàn của chúng với hàng trăm nghìn Space Marines. Cùng với đó là gần một nửa đế chế Mechanicum của Sao Hỏa và hàng trăm tỷ người lính của lực lượng quân đội Hoàng gia tham gia vào cuộc phản loạn kéo dài 9 năm, được ghi nhớ là cuộc dị giáo Horus. Lực lượng của hắn đã bao vây Terra trong khi Hoàng đế bị mắc kẹt trên ngai vàng Golden Throne, cố gắng ngăn chặn quỷ dữ đang tìm cách xâm lăng cung điện Hoàng gia thông qua hệ thống Webway. Nhưng khi biết được các quân đoàn trung thành đã sắp sửa tới Terra, Horus nhận ra thời gian của hắn đang cạn dần, và hắn đã quyết định đánh cược thêm một canh bạc nữa. Hắn đã tắt hệ thống khiên chắn năng lượng của chiếc Vengeful Spirit, xoài hạm của chính hắn. Đây là lời mời Hoàng đế dịch chuyển lên tàu và đối mặt với hắn trong một trận giao đấu cuối cùng. Chiến đấu trên con tàu mà hắn làm chủ và tràn ngập với sức mạnh đen tối của cả bốn vị thần hỗn ma, Horus tin rằng mình không thể thua. Hắn đã sai. Đúng như kế hoạch, Hoàng đế đã chấp nhận lời mời của Horus và đối mặt với hắn trên bong chỉ huy của chiếc Vengeful Spirit. Nhưng sức mạnh tâm linh của cả bốn vị ác thần cũng chẳng là gì so với cơn cuồng nộ thực sự của chủ nhân loài người. Horus Lupercal không đơn giản là bị Hoàng đế đánh bại. Linh hồn của hắn, sự tồn tại tâm linh của hắn đã bị xóa sổ hoàn toàn trong Warp. Sẽ không còn nỗ lực nào của các ác thần có thể mang nhà vô địch của chúng trở lại nữa. Chiến thắng của Hoàng đế với Horus tại Terra đã giải thoát nhân loại khỏi bàn tay của hỗn ma, phá hủy mối liên minh tạm thời của chúng và ngăn cản các vị ác thần của Warp kiểm soát thực tại thông qua những con rối phàm trần của mình. Cái chết đột ngột của Horus đã lập tức có tác động to lớn đến cục diện của cuộc vây hãm Terra. Vì là nhà vô địch của hỗn ma, Horus chính là trung tâm khuếch tán sức mạnh của các vị ác thần. Cái chết của Horus đã khiến sự ảnh hưởng tâm linh của chúng tại thực tại bị suy yếu nghiêm trọng, và kết quả là sự sụp đổ hoàn toàn của các vị trí chiến lược quan trọng của quân lực phản bội trước cung điện Hoàng gia, bắt đầu với việc toàn bộ bè lũ quỷ dữ của Warp tại Terra lập tức bị đẩy trở lại địa ngục Immaterium và buộc các quân đoàn Asate phản bội phải chà đạp lên nhau để thoái lui khỏi Terra trong một cuộc tháo chạy hỗn loạn. Và trong những giờ phút cuối cùng của cuộc vây hãm Terra ngay sau cái chết của Warmaster, lý do khiến hắn quyết định đối mặt với cha mình tại xoáy hãm Vengeful Spirit đã trở nên rõ ràng. Toàn bộ quân đoàn Ultramarines, theo sát bởi hạm đội của các Space Wolf, đã tiến vào hệ mặt trời. Horus đã sớm nhận ra điều này và buộc phải tham gia vào canh bạc cuối cùng, và hắn đã thua. Nhưng dù cho chiến thắng cuối cùng đã thuộc về những người trung thành, các vị thần hỗn mang cũng không hoàn toàn bất mãn với kết quả của chúng. Horus đã bị giết trước khi hắn có thể kết liễu hoàng đế. Tuy nhiên, hắn cũng đã khiến cho cơ thể của cha mình gần như gãy nát hoàn toàn, buộc những người con trung thành phải kết nối cơ thể tàn phế của ngài vào Golden Throne chỉ để duy trì chút sự sống còn le lói của ngài, đồng nghĩa với việc khả năng trực tiếp lãnh đạo nhân loại của hoàng đế đã bị tước mất. Đây luôn là mục tiêu chính của bốn vị ác thần. Việc mất đi một con tốt mạnh mẽ như Horus có lẽ cũng chỉ là một cái giá phải trả. Thêm vào đó, mỗi vị thần hỗn mang giờ đây đều đã có cho mình ít nhất là một trong số các Primarch và quân đoàn Space Marine phản bội. Những kẻ giờ đây được gọi là Chaos Space Marines. Chúng sẽ phục vụ như những bề tôi và vũ khí mạnh mẽ để bàn phát sự thả hóa và đổ máu lên thực tại. Nhưng thiệt hại mà cuộc dị giáo Horus đã gây ra cho toàn thể đế chế nhân loại là vô cùng thảm khốc. Giấc mơ về một kỷ nguyên vàng mới,
về sự phục hưng thực sự của giống loài đã bị vùi dập trong sự điên loạn của những kẻ phản bội. Có lẽ là vĩnh viễn. Mặc cho thất bại tại Terra, các lực lượng phản bội vẫn nắm giữ quyền kiểm soát đối với nhiều vùng lãnh thổ của Thiên Hà. Trên toàn thể Imperium of Man rộng lớn, hàng ngàn thế giới đã bị xóa sổ, trong khi phần còn lại vẫn chìm trong biển lửa. Chính vì lý do này, mà ngay cả khi thi thể của hoàng đế đã gãy nát, ngài đã ra mệnh lệnh cuối cùng của mình cho những người con trung thành còn lại, rằng các quân đoàn phản bội và Primarch của chúng sẽ bị đánh đuổi khỏi các vì sao và ném vĩnh viễn vào địa ngục phía sau cánh cổng Aetherol. Nhưng đây không phải ý nguyện của riêng ngài. Khi các Primarch trung thành đều đã tụ họp trước hình hài tàn phế câm lặng của cha họ, mong muốn báo thù đều đã rực cháy trong tất cả. 9 quân đoàn Space Marine trung thành còn lại, dẫn đầu là các Ultramarines và Space Wolf, đã lập tức giải phóng cơn cuồng nộ của mình khi các lực lượng phản loạn đang thoái lui. Vì đã không còn War Master, các quân đoàn và Primarch phản bội đã không còn có thể hoạt động như một thể thống nhất. Các sự kiện của dị giáo Horus đã đảm bảo rằng nhân loại sẽ tiếp tục cung cấp dòng năng lượng tiêu cực sinh ra từ đổ máu và chiến tranh cho các vị thần của Warp, và đã gieo những hạt giống mạnh mẽ của sự tha hóa lên khắp thiên hà, sẵn sàng nuốt chửng những ai chấp nhận sự cám dỗ của chúng. Với mục tiêu của chúng đã hoàn tất, liên minh tạm thời của 4 vị ác thần trong Warp đã kết thúc một cách tự nhiên. Đã đến lúc để chúng quay trở lại trò chơi vĩ đại, cuộc xung đột vĩnh hằng để giành quyền kiểm soát Immaterium lại bắt đầu. Những kẻ phản bội sống sót giờ đây chỉ đơn giản là những con tốt thí được sử dụng khi cần thiết và thường bị bỏ mặc cho chính những chia rẽ của riêng chúng, khiến chúng đối đầu với nhau, thậm chí còn thường xuyên hơn với kẻ thù. Điều này đã góp phần giúp cho những cuộc thành trừng của Imperium diễn ra tương đối thuận lợi. Trong suốt chiến dịch này, được nhớ đến là The Great Scouring, cuộc thành trừng vĩ đại. Những người trung thành đã từng bước nhận ra mức độ ảnh hưởng thực sự của hồn mang lên nhân loại. Hết thế giới này đến thế giới khác đã được phát hiện là suy đồi dưới sự ảnh hưởng của hồn mang thông qua sự hiện diện của những giáo hội sùng bái các vị thần của Immaterium. Chúng lẩn trốn sự truy quét của lực lượng trung thành như ký sinh trùng trên khắp Imperium, luôn trực chờ cơ hội để chiếm lấy thế giới mà chúng cư ngụ nhân danh các vị thần bóng tối. Và mặc dù các vị thần hỗn mang đã bị suy yếu nghiêm trọng bởi cái chết của Horus, những người lính trung thành vẫn thường xuyên phải đối mặt với những nỗi kinh hoàng từ Warp. Vì đã không đến kịp Terra do sự ngăn cản của cơn bão Runestorm tại Koth, các Ultramarines nay trở thành quân đoàn Space Marine với quân số lớn mạnh nhất, và do đó họ đóng một vai trò trọng yếu trong suốt chiến dịch thành trừng. Và Robert T. Gilliman giờ đây đóng vai trò là nhà chiến lược quân sự quyền lực nhất trên toàn Imperium. Ông đã tập hợp những người anh em còn lại của mình và quân đoàn của họ để tổ chức những cuộc chiến báo thù nhân danh cha của họ trên khắp thiên hà. Hành động của ông không chỉ được thúc đẩy bởi nghĩa vụ đối với nhân loại, mà còn vì cảm giác tội lỗi đang bóp nghẹt trái tim ông. Sâu trong thâm tâm mình, Gilliman cho rằng nếu như ông chỉ cần cố gắng đến sớm hơn vài giờ tại Terra, thì có lẽ hoàng đế đã không cần phải dịch chuyển lên soái hạm của Horus và bị hắn làm trọng thương. Như vậy, vị vua của nhân loại có thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ về thời kỳ hoàng kim mới cho Imperium, thay vì phải bỏ lại những người con của ngài và đối mặt với bóng đêm một mình. Nỗi hổ thẹn này không chỉ đè nặng tâm trí của Gilliman, nhưng người anh em của ông cũng không ngừng dằn vặt bản thân về thất bại trong việc bảo vệ hoàng đế khỏi nanh vuốt của Horus. Và cứ như vậy, cơn cuồng nộ được tiếp lửa bằng cảm giác tội lỗi của họ, rồi đã buộc các quân đoàn phản bội phải tháo chạy vào sâu trong Eye of Terror. Chúng chọn ẩn náu trong miền trạng vạng giữa không gian thực và Warp, nơi mà những người trung thành không thể truy đuổi vì sợ sự tha hóa của hồn ma. Với những thiệt hại gây ra bởi cuộc Horus Heresy, Imperium giờ đây phải chi vì một thiên hà bị tàn phá bởi chiến tranh. Hàng trăm tỷ người đã chết hoặc trở thành nô lệ cho hồn ma, và quá trình tái thiết sẽ mất hàng thế kỷ, thậm chí hàng thiên niên kỷ. Tuy nhiên sau tất cả, Imperium đã đứng vững trước bài tử lớn nhất của nó, sự phản trắc. Nhưng Gilliman biết rằng, để giữ vững nó thì các thể chế của Imperium cần phải được cải tổ để ngăn chặn một thảm kịch tương tự như cuộc nổi loạn của Horus xảy ra thêm một lần nữa. Là một bậc thầy về mặt tổ chức, Gilliman đã đưa ra một quyết định của mình, được nhớ đến là cuộc đại cải cách của Imperium, định hình lại toàn bộ bộ máy quân sự và chính phủ nhằm chống lại các tư tưởng phản loạn trong tương lai. Mục tiêu đầu tiên của cuộc cải cách này
chính là các quân đoàn Space Marines. Mỗi quân đoàn đều giống như một con dao kề vào cổ họng của Imperium. Sức mạnh quân sự tập trung của họ lớn đến mức chỉ cần lòng trung thành của một trong số họ bị lay chuyển cũng có thể đe dọa đến chính sự tồn vong của Imperium. Gilliman quyết định rằng mỗi quân đoàn cần được chia nhỏ thành các đơn vị tổ chức nhỏ hơn nhiều, được gọi là các chapter. Mỗi Space Marine chapter cũng sẽ được điều chỉnh bởi một bộ quy định mới nhằm giảm bớt sự khác biệt trong các nền văn hóa của quân đoàn, điều đã góp phần thúc đẩy tư tưởng phản loạn. Những quy định này đã được soạn trong tác phẩm vĩ đại nhất của Gilliman, được gọi là Codex Astartes. Các quy định của Codex được soạn nhằm mục đích chuẩn hóa và kiểm soát mọi khía cạnh của tổ chức quân sự của các chapter, từ tuyển quân, chiến thuật giao tranh cho đến cách tổ chức và đánh dấu đơn vị. Codex cũng đã khôi phục vai trò của các đơn vị Librarian trong các chapter do sự cần thiết của những sài cờ mạnh mẽ đã được chứng minh trong các cuộc giao tranh của Horus Heresy. Codex sau đó đã được phần lớn các quân đoàn chấp nhận thực hiện, đặc biệt là bởi Ultramarines. Họ coi đây như một văn bản gần như thiêng liêng đối với họ. Nhưng có lẽ thay đổi lớn nhất của Codex Astartes chính là việc thu hẹp quy mô của các quân đoàn Space Marines. Trong khi một quân đoàn có thể lên tới hơn 100.000 Astartes, thì mỗi chapter chỉ được giới hạn ở 1.000 chiến binh. Như vậy, mỗi quân đoàn sẽ được chia thành nhiều chapter hậu duệ, với lối tổ chức và văn hóa riêng biệt, và chỉ một trong những chapter này được giữ lại tên và lối tổ chức của quân đoàn gốc. Và tất cả các chapter còn lại sẽ hoạt động riêng biệt, không còn nắm dưới sự chỉ huy của duy nhất một người là Primarch của họ. Sự phân chia này được nhớ đến như là lần hội quân thứ hai, The Second Founding của các chapter Space Marines, hay như bây giờ họ được gọi là Adeptus Astartes. Second Founding đã được thực hiện chỉ 7 năm sau kết thúc của Horus Heresy, nhưng không phải tất cả các Primarch đều đồng tình với quyết định của Gilliman. Tiêu biểu có Primarch Rugadon của các Imperial Fists. Ông từ chối chứng kiến tình chiến hữu đã qua thử lửa của những Astarte bị chia rẽ bởi quyết định của Gilliman. Sự bất đồng giữa hai người lớn đến mức đã gần như nổ ra một cuộc nội chiến thứ hai giữa những người ủng hộ và phản đối Codex. Tuy nhiên, những khó khăn của cuộc scouring và sự ảnh hưởng khủng khiếp của hôn mang trong Imperium cuối cùng đã thuyết phục tất cả rằng hướng đi của Gilliman mới là con đường khôn ngoan nhất. Và sau đó, các thay đổi cũng đã được thực hiện đối với các lực lượng vũ trang khác của đế chế. Lực lượng phòng tuyến thứ hai, các binh lính phàm trần của lực lượng quân đội hoàng gia này đã được chia thành hai tổ chức riêng biệt. Đó là lực lượng bộ binh Astra Militarum và các hạm đội tàu chiến không gian Imperial Navy. Mối liên kết giữa họ bị phá vỡ hoàn toàn để các chỉ huy quân sự của Astra Militarum và các đô đốc của Imperial Navy sẽ không có thẩm quyền đối với nhau. Theo cách này, không một chỉ huy quân sự nào có thể tự do vận chuyển binh lính và khí tài quân sự giữa các hành tinh mà không có sự hợp tác giữa hai lực lượng, giảm thiểu mối đe dọa của các lực lượng này đối với Imperium khi có nổi loạn xảy ra. Astra Militarum, còn được gọi là Imperial Guard, được hướng dẫn bởi bộ luật chỉ huy chiến thuật và chiến lược của riêng họ, được gọi là bộ luật Tactical Imperium. Ngoài ra, kể từ sau cuộc thành trừng vĩ đại, Astra Militarum sẽ thay thế vị trí của các quân đoàn Space Marine với tư cách là lực lượng quân sự tiền tuyến. Với sự khai sinh của các chapter và lực lượng bị thu hẹp bởi cuộc dị giáo Horus, các Space Marine giờ đây sẽ phục vụ như lực lượng quân sự tình nhuệ đặc biệt của đế chế nhân loại. Như vậy, hàng nghìn tỷ người đàn ông và phụ nữ bình thường của lực lượng Imperial Guard giờ đây sẽ trở thành tuyến phòng thủ chính của nhân loại chống lại thiên hà thù địch. Gilliman cũng đã cải cách lại bộ máy chính phủ của toàn Imperium, kết hợp hội đồng Terra và hội đồng chiến tranh của cuộc Red Crusade thành một bộ máy quan liêu duy nhất của đế chế, được gọi là Adeptus Terra. Tổ chức này tiếp tục được chia nhỏ hơn nữa, tạo thành các nhánh chính phủ khác nhau, được gọi là các Adeptas, thực hiện quản lý các thành phần khác nhau của Imperium. Trong số các tổ chức này là Adeptus Mechanicus, được thành lập thay thế hội đồng Mechanicum cũ của Sao Hỏa, điều hành bởi những giáo sĩ công nghệ đã giữ sự trung thành của mình với Imperium trong cuộc Heresy. Họ tiếp tục nắm giữ sự độc quyền đối với tất cả công nghệ của Imperium trong trật tự mới và phục vụ cho vị thần máy móc Omessiah tối cao, người cuối cùng đã trở thành một với máy móc trên ngai vàng Golden Throne. Với việc hoàng đế ngồi bất động trên Golden Throne và cái chết của người hùng Makador, Gilliman trao quyền điều hành Imperium cho một hội đồng chính phủ mới
được gọi là Sanatorium Imperialis, bao gồm các lãnh chúa tối cao của Terra. Những quý tộc hoàng gia này bao gồm những nhà cầm quyền lão luyện của Adeptus Administratum, Adeptus Mechanicus, Adeptus Astronomicon, Adeptus Telepathica và các đại gia tộc Navigator. Gilliman tham gia hội đồng với tư cách là lãnh đạo tối cao của nó, với tư hiệu Lord Commander of the Imperium. Với cấu trúc này, toàn bộ bộ máy chính phủ của Imperium sẽ biết về các hành động quân sự của các lực lượng thuộc về đế chế và có thể phối hợp chúng hiệu quả hơn, cũng như phát hiện và ngăn chặn những hành động mang tính tạo phản một cách nhanh chóng. Như vậy, chính phủ đế chế nhân loại từng được tổ chức và giám sát bởi trí tuệ siêu phàm của người hùng Makador đã được cải tổ thành một cấu trúc hoàn toàn mới, sẽ cai trị thiên hà một cách hiệu quả mà không cần phải dựa vào một người cai trị duy nhất nào nữa. Nhưng Gilliman cũng đã bất ngờ thêm một ghế ngồi mới vào vị trí của các lãnh chúa Terra. Nó dành cho đại diện của tổ chức mới nhất của Imperium, tổ chức cảnh giới bí mật sau này được gọi là Tòa án Dị Giáo, The Inquisition, được thành lập bởi các thành viên do đích thần Makador lựa chọn. Họ sẽ săn lùng và tiêu diệt mối họa của hồn màng trên khắp thiên hà. 12 thành viên xứng đáng đã được Makador tìm ra, được gọi là Knight Errant, bao gồm 4 người phàm và 8 Space Marines, được thu nhận từ cả các quân đoàn trung thành lẫn phản bội, những người đã chứng minh được lòng trung thành của mình trong cuộc Horus Heresy. Vào những ngày cuối trước khi cuộc về hãm Terra diễn ra, những người được chọn này được chia thành 2 nhóm. 4 phàm nhân được giao nhiệm vụ thành lập và củng cố tổ chức của Tòa án Dị Giáo trên toàn Imperium, còn 8 Space Marine đã du hành đến mặt trăng Titan của sao Thổ. Tại đây, họ được giao quyền quản lý một căn cứ bí mật được chuẩn bị cho họ và đã được giữ trữ mọi thứ cần thiết để tạo ra một Charter Space Marine mới, bao gồm nguồn dinh xít từ chính Hoàng đế. Cùng với đó là một nguồn cung cấp vũ khí và phương tiện khổng lồ được cung cấp bởi một nhánh bí mật của Mechanicus. Các pháo đài của Titan cũng đã được cung cấp sẵn hàng ngàn ứng viên từ khắp thiên hà, bao gồm cả những Astartes đã được bí mật đưa tới từ các quân đoàn Space Marine trung thành. Lực lượng Space Marine mới này sẽ nhỏ hơn một quân đoàn, một chapter như các chapter mới của Second Founding. Họ được đặt tên là các Grey Knights để vinh danh các Knight Errant, những người sáng lập của họ. Họ chọn màu xám cho mình vì coi đó là dấu hiệu của sự thuần khiết tâm linh của họ. Ngay trước khi hạm đội Horus chạm tới hệ mặt trời, Makador đã sử dụng khả năng tâm linh mạnh mẽ của mình để giấu Titan khỏi tai mắt của những kẻ phản bội tại nơi khó đoán nhất, chính là trong lòng Warp. Titan đã được bảo vệ bởi các trường Galavir vô hình và các phép phong thủ tâm linh trong Warp xuyên suốt cuộc về hạm Terra. Và khi lực lượng của Horus tháo chạy khỏi hệ mặt trời, Titan cuối cùng đã trở lại thực tại, ngay trong thời điểm Second Founding đang diễn ra. Thời gian trong Warp của họ đã trôi nhanh hơn nhiều so với trong không gian thực. Vì thế, các hiệp sĩ xám đã trở lại với tư cách là một chapter với đầy đủ 1.000 Astarte mạnh mẽ. Họ ngay lập tức được bí mật liên lạc và giao các nhiệm vụ bởi 4 nhà lãnh đạo phàm trần gốc của Tòa án Dị Giáo. Các Grey Knights chính là món quà cuối cùng của Hoàng đế cho nhân loại. Họ là nỗ lực cuối cùng của ngài để sửa chữa những sai lầm đã dẫn đến Horus Heresy. Họ được tạo ra để chống lại hỗn ma và không thể bị tha hóa. Họ được ban phước với gen seed có nguồn gốc từ chính Hoàng đế. Điều này cung cấp cho họ mức độ tinh khiết tâm linh mà không một chapter nào khác có được, giúp họ miễn nhiễm hoàn toàn với những nỗ lực bằng hoại đạo đức của hồn mạng. Đồng thời, mỗi Grey Knight đều là một Psyker mạnh mẽ. Linh hồn thuần khiết của họ có khả năng tạo ra những phép thuật tâm linh mạnh mẽ, có thể dễ dàng hạ gục và đẩy quỷ dữ trở lại Warp, hoặc thậm chí là mang đến cái chết thực sự cho chúng. Grey Knight với mật danh Chapter 666 chính là công cụ mạnh mẽ nhất của Tòa án Dị Giáo chống lại các mối nguy của hồn ma. Trong khi đó, các đặc vụ của nó hoàn toàn là người phàm, được gọi là các đặc vụ Inquisitor. Họ được tuyển chọn từ mọi tầng lớp xã hội. Một số là những người lao động phổ thông thấp kém, trong khi những người khác đã sống cuộc sống xa hoa của quý tộc hoàng gia. Thẩm quyền của họ chỉ đứng sau duy nhất các lãnh chúa tối cao của Terra, và lời nói của họ chính là luật pháp trên khắp thiên hà. Mỗi vị Inquisitor đều là một điều tra viên và thẩm phán vô song, có khả năng phát hiện các dấu hiệu nhỏ nhất của sự tha hóa tại bất kỳ nơi nào nó xuất hiện trong thiên hà. Họ được tin tưởng giao quyền lực và thẩm quyền để làm bất kỳ điều gì cần thiết để bảo vệ nhân loại, kể cả sự hy sinh của cả hành tinh. Sự thành lập của Tòa án Dị Giáo đã đảm bảo rằng nhân loại vẫn còn hy vọng chiến đấu để giành lại thiên hà. Trong khi đó, cuộc Red Scouring
vẫn được thực hiện trên khắp Imperium. Nhiều thế giới của quân đoàn phản bội hoặc những hành tinh bị tha hóa bởi hỗn ma đã lần lượt bị hủy diệt bởi một đế chế nhân loại căm thù. Tại Sector Cadia, nơi ngự trị của con mắt khiếp đảm, quân đoàn Blood Angels và Dark Angels đã đánh đuổi thành công mọi lực lượng của hỗn ma. Và sau khi những vết nhơ cuối cùng của Warp đã được gột rửa khỏi hành tinh Cadia, nó đã sớm được Imperium tái định cư và biến thành một thế giới pháo đài bất khả xâm phạm, canh giữ các tuyến đường ra khỏi The Eye of Terror, đảm bảo rằng các quân đoàn phản bội sẽ không được phép đi vào vùng lãnh thổ của không gian thiên hà mà không phải đối mặt với họng súng của Imperium. Tất cả những điều này đã giúp nhân loại lấy lại tinh thần để bước tiếp trên con đường sinh tồn của mình, ngay cả khi kế hoạch ban đầu của Hoàng đế đã hóa thành tro tàn bởi những đứa con phản trắc. Nhưng cái giá phải trả cho cơ hội thứ hai này vẫn là quá đắt. Ngay cả khi, tại cái gọi là kỷ nguyên của sự tái sinh này, nhân loại đã dần mất đi sự dẫn dắt của các Primarch trung thành còn lại. Primarch Lion L. Johnson của Dark Angels trở về hành tinh quê hương của mình, Caliban, sau cuộc vây hãm Terra, chỉ để phát hiện ra rằng các Space Marines của mình đóng quân tại đây đã bị tha hóa bởi hỗn ma. Ông đã đối đầu với thủ lĩnh của những thiên thần xa ngã này, người bạn cũ Luther, và rồi đã biến mất khi hành tinh bị phá hủy bởi một cơn bão warp khổng lồ bất ngờ nổi lên giữa cuộc chiến này. Primarch Jakatai Khan của quân đoàn White Scars đã biến mất trong khi theo đuổi một toán quân của loài Xenos Dark Eldar bên trong lòng Webway. Primarch Lehman Russ của các Space Wolf và Corvus Corax của Raven God đã chọn tiến vào Eye of Terror để thực hiện mục tiêu săn đuổi hỗn ma của riêng mình. Primarch Vulcan của Slamanders chỉ đơn giản là bỏ lại quân đoàn của mình phía sau, hứa hẹn một ngày nào đó ông sẽ trở lại trong trận chiến cuối cùng chống lại hỗn ma. Pháp quan Rogadon của quân đoàn Imperial Fists được cho là đã tử trận trong cuộc xâm lăng đầu tiên của Chaos Space Marines vào vùng không gian đế chế kể từ sau Horus Heresy, được nhớ đến là cuộc Black Crusade đầu tiên. Và Lord Commander Robote Gilliman đã không may bị một trong những người anh em phản bội của mình làm trọng thương tại trận T'Challa của cuộc Rescouring hơn một thế kỷ sau cuộc vây hãm Terra. Primarch Gilliman đã đối đầu với người anh em phản bội của quân đoàn Emperor Children, Demon Primarch Fulgrim. Hắn đã bị biến đổi bởi Slaanesh trong cuộc Heresy trở thành một Demon Prince. Sử dụng một lưỡi kiếm tầm độc, Fulgrim đã áp đảo Gilliman và cắt cổ họng ông. Và để cứu lấy mạng sống của Primarch, các Ultramarines đã kịp thời dịch chuyển cơ thể ông đi nơi khác và đặt ông vào trong một buồng ngủ đông, đóng băng thời gian quanh ông ngay tại thời điểm của cái chết. Sau đó, cơ thể của ông đã được đưa tới hành tinh mẹ Macrack, vừa được đặt vào trong một ngôi đền nơi hầu hết mọi người tin rằng ông sẽ nằm lại mãi mãi. Thiên niên kỷ thứ 31 đã sắp sửa khép lại, và sự ra đi của Primarch trung thành cuối cùng đã đánh dấu sự kết thúc thực sự của một kỷ nguyên. Hoàng đế và các người con của ngài đã biến mất, và lần đầu tiên sau hàng ngàn năm, vận mệnh của giống loài lại một lần nữa nằm trong tay của những người phàm. Giờ đây nhân loại phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn, nhưng họ sẽ không run sợ, vì họ biết rằng Hoàng đế bảo vệ. Chương 2. Quân đoàn đen trỗi dậy. Trong những năm tháng sau cuộc thành trừng vĩ đại của Imperium, hầu hết các lực lượng hỗn ma còn sống sót đã buộc phải thoái lui về phía sau cánh cổng warp khổng lồ mang tên The Eye of Terror thuộc Segmentum Obscurus ở phía bắc thiên hà. Bị các chủ nhân trong warp của chúng phó mặc cho những thù hằn và xung đột riêng của mình, cùng với sự thất bại của cuộc dị giáo Horus đã khiến các quân đoàn phản bội mất hoàn toàn phương hướng và mục đích của mình. Điều này gây ảnh hưởng nặng nề nhất đối với chính những đứa con của War Master, quân đoàn Sons of Horus. Chúng đã không chiến đấu trong cuộc phản loạn vì các vị thần hỗn ma, mà là vì người cha Primarch của chúng, Horus. Cái chết của hắn đã lập tức làm tan vỡ tinh thần của chúng trên Terra và khiến các Sons of Horus trở thành những kẻ đầu tiên trong số các quân đoàn phản bội tiến hành rút lui khỏi cung điện hoàng gia. Kể từ đó, những đứa con của War Master luôn phải chịu ánh mắt khinh miệt của tất cả những đồng minh cũ của mình. Nhưng ngay trước khi chúng rời bỏ hệ mặt trời và chạy trốn vào trong warp, các Sons of Horus đã dẫn đầu một cuộc tấn công giành lại chiếc xoáy hãm Vengeful Spirit và thu hồi được thi thể của War Master. Mất đi hoàn toàn phương hướng và tinh thần chống trả, quân đoàn thứ 16 lưu vong cuối cùng đã dừng chân tại một thế giới mang tên Malium nằm phía sau The Eye of Terror, nơi chúng đã xây dựng một pháo đài vĩ đại được gọi là Tượng Đài, được sử dụng như một ngôi đền thờ thi hài của War Master,
ngay cả khi đã chết. Nhưng đứa con của Horus vẫn tôn thờ hắn là chỉ huy của mình và không có người kế vị được xướng tên trong hàng ngũ của chúng. Tại đây, những chỉ huy của các Son of Horus liên tục thực hiện những nghi lễ hiến tế sinh mạng cho cơ thể vô hồn của Horus để cầu xin sự cứu rỗi. Kể từ sau thất bại tại Terra, quân đoàn của War Master liên tục thay đổi liên minh của mình với bất kỳ vị thần nào mà chúng thấy phù hợp tại thời điểm đó, tùy thuộc vào sự lên xuống của trò chơi vĩ đại trong Warp. Nhiều Chaos Space Marine trong quân đoàn đã cho phép bản thân bị quỷ ám với hy vọng tìm kiếm sức mạnh. Nhưng với mỗi lần thay đổi lòng trung thành, những con quỷ của vị thần bị từ chối lại bỏ rơi vật chủ của chúng và để lại cho quân đoàn những cái xác vô hồn. Từng là quân đoàn Space Marine vĩ đại nhất của nhân loại, những đứa con của Horus giờ đang đi trên con đường hướng đến sự diệt vong. Trong khoảng thời gian này, các quân đoàn phản bội đều bị cuốn vào một loạt các cuộc nội chiến dài dẳng, được gọi là Legion War. Phần lớn được tiến hành bởi quân đoàn số 3, Emperor's Children. Những đứa con của Fulgrim dần phải đối mặt với việc các nô lệ và thú vui chơi của chúng dần bị biến thành con số 0 bởi những ham muốn trụy lạc của chính chúng. Do đó, chúng đã bắt đầu tấn công các đồng minh cũ của mình để chiếm lấy kho nô lệ mà chúng đã góp nhặt trên thực tại trong suốt cuộc dị giả Horus. Cuộc xung đột này đã lây đến đỉnh điểm khi pháo đài của Son of Horus trên hành tinh Malium bị phá hủy bởi lực lượng Emperor's Children, và chính thi thể của Horus đã bị đánh cắp bởi chip apothecary của quân đoàn Emperor's Children mang tên Fabius Bile. Fabius Bile muốn thực hiện nhân bản Horus và tạo ra một War Master mới, người mà hắn tin là có thể tái hợp các quân đoàn phản bội và báo thù Imperium theo ý của hắn. Nhưng sau khi biết được kế hoạch nhân bản Horus, một trong các thủ lĩnh của Son of Horus là Farkas Keeper đã quyết định rằng hắn sẽ không cho phép một hành động báng bổ như vậy xảy ra với Primarch của mình. Đồng thời, vì không muốn nhìn thấy quân đoàn Son of Horus sụp đổ, Keeper đã cùng với hai thủ lĩnh của hai bang hội Chaos Space Marine khác là Leoven Elkes, cựu thành viên của quân đoàn Guitos, và Iskander Kion, phù thủy bị lưu đày của quân đoàn Thousand Suns, quyết tâm tìm ra người có thể đoàn kết lại các quân đoàn phản bội. Và kẻ mà chúng tìm kiếm chính là cựu First Captain của Son of Horus, Ezekai Abaddon. Abaddon là người gần gũi nhất với Horus trong số tất cả những Asate mang mã gen của War Master và đã chiến đấu bên cạnh Horus vô số lần, bao gồm cả trận Ulanor đã giúp Horus có được tư hiệu War Master. Nhưng sau kết thúc của dị giả Horus, mặc dù chính Abaddon đã dẫn đầu cuộc tấn công giành lại cơ thể của War Master, lý trí của hắn ta đã tan vỡ bởi cái chết của Horus và tràn ngập những cuộc chiến tranh bất tận. Abaddon đã từ bỏ quân đoàn của mình. Hắn chọn lang thang trong The Eye of Terror và gặm nhấm nỗi đau một mình trên chiếc Vengeful Spirit. Với sự trợ giúp của một phù thủy Wordbearer mang tên Sargon, Kyber và các đồng minh đã tìm thấy chiếc Vengeful Spirit đang bị chôn vùi trên một thế giới cổ đại của loài Eldar nằm sâu trong The Eye of Terror. Và bên trong chiếc xoáy hạm, chúng đã tìm ra Abaddon. Sau khi được Kyber kể về kế hoạch nhân bản Horus của Emperor's Children, Abaddon đã cực kỳ tức giận. Một hành động mang tính báng bổ như vậy đối với thi thể của Horus không thể được phép xảy ra. Abaddon đã nhờ Sargon dẫn dắt các đồng minh cũ của mình đến với hắn. Nhưng không chỉ đơn thuần nhằm đòi lại thi hài của War Master, Abaddon đã quyết định rằng hắn sẽ tiếp tục con đường mà Horus đã thất bại. Hắn ta sẽ gây dựng lại các Son of Horus thành một quân đoàn thậm chí còn hùng mạnh hơn trước cả cuộc dị giáo, và sau đó lãnh đạo nó trong cuộc chiến chống lại người mà chúng gọi là Hoàng đế giả tạo đang ngồi trên cỗ ngai vàng tại Terra để kết thúc cuộc chiến mà Horus đã bắt đầu. Với lực lượng của hắn đang dần được tập hợp, Abaddon đã lập tức dẫn đầu một cuộc tấn công vào căn cứ của các Emperor's Children tại một thế giới sâu trong The Eye of Terror mang tên Harmony. Hạm đội nhỏ của Son of Horus đã phá hủy thành công thành phố trụy lạc của quân đoàn số 3 bằng cách đâm một trong những tàu chiến của mình vào trung tâm của nó. Và khi lực lượng của các Emperor Children bắt đầu tháo chạy, Abaddon đã dẫn đầu lực lượng Son of Horus đổ bộ lên chiếc xoáy hạm mang tên Flash Market, được chỉ huy bởi Fabius Bile. Tại đây, chúng đã phát hiện ra những bản sao trẻ bị đột biến khủng khiếp của tất cả 20 Primarch và đã nhanh chóng kết liễu tất cả. Vô cùng tức tối vì những sáng tạo của mình bị phá hủy, Fabius Bile đã giải phóng bản sao Horus mà hắn đã hoàn thành lên lực lượng của Abaddon. Mặc dù bối rối và không có ký ức, bản sao này vẫn là một Primarch. Với chiếc chùy vĩ đại của War Master, hắn đã gây ra những tổn thất nặng nề cho các Son of Horus. Abaddon đã trực tiếp đối đầu với bản sao bằng một vũ khí cũng từng thuộc về War Master, chính là chiếc găng tay Lightning Claw dũng mãnh. Khi cả hai giao chiến, Abaddon đã đỡ thành công một đòn của hắn. Và trong khoảnh khắc đó,
Bản sao của Gourmaster bất ngờ nhận ra Abaddon và gọi hắn là con trai của mình. Nhưng với một lời chế nhạo, chủ nhân mới của quân đoàn thứ 16 đã phá vỡ cây chùy của hắn bằng một cú vặn từ chiếc Lightning Claw và lập tức đâm móng vuốt của mình xuyên trái tim của Gourmaster mới chào đời cho đến khi sự sống rời khỏi ánh mắt của hắn. Kể từ giây phút này, Ezekiel Abaddon thề sẽ không bao giờ phục tùng bất kỳ người nào khác ngoài chính bản thân. Sau trận chiến tại Harmony, Abaddon đã được công nhận là thủ lĩnh không để chối cãi của Son of Horus. Hắn ta tuyên bố rằng Horus là kẻ thất bại vì đã không thể đánh bại Hoàng đế và tên của Horus không còn đáng được tôn trọng. Hắn ra lệnh cho các Chaos Space Marine của mình đổi màu áo giáp thành màu đen và đổi tên quân đoàn của mình thành quân đoàn đen, Black Legion. Cũng giống như hắn ta, giờ đây chúng sẽ không còn là những đứa con của Horus Lupercal nữa. Thông qua kết quả của cuộc Horus Heresy, Abaddon đã nhận ra rằng trong khi hắn cần đứng về phía hỗn ma với tư cách là đồng minh, hắn quyết tâm sẽ không bao giờ trở thành nô lệ cho ý muốn của các ác thần như Horus đã làm. Sau cùng thì Abaddon đã hiểu rằng đối với các vị thần hỗn ma, tất thảy người phàm đều chỉ là những con tốt thí trên bàn cờ vô định của chúng mà thôi. Do đó, hắn sẽ chỉ tìm đến các cổ thần khi mục tiêu của cả hai bên là như nhau. Còn nếu không, hắn sẽ không để bất kỳ ai ngăn cản hắn làm theo ý muốn của riêng mình. Abaddon cũng đã nhận thấy rằng Horus đã phạm sai lầm lớn khi mạo hiểm mọi thứ để nhanh chóng tiến hành xâm lược Terra. Lật đổ hoàng đế là một kế hoạch cần được chuẩn bị kỹ càng và không được phép nóng vội. Vì thời gian trong Warp thường trôi chậm hơn ngoài thực tại, quân đoàn đen của hắn đã được hưởng một lợi thế to lớn. Abaddon có thể dành hàng thế kỷ, thậm chí hàng thiên niên kỷ để hoàn thành mục tiêu của mình. Điều này có nghĩa là cuộc xung đột mới của hắn sẽ không được tiến hành như cuộc dị giả Horus, mà nó sẽ là một chiến dịch được đặc trưng bởi lối đánh nhỏ giọt và những cuộc tấn công theo đợt dài dẳng, mà hắn gọi là cuộc chiến dài, The Long War. Mà trong đó, quân đoàn đen của Abaddon cũng như các quân đoàn phản bội khác sẽ không ngừng xây dựng lực lượng để thực hiện những cuộc xâm lăng bất ngờ vào không gian thực, mổ xẻ từng phần của Imperium bắt đầu từ The Eye of Terror cho đến khi Terra thuộc về hắn. Nhưng vận may vẫn chưa rời khỏi Abaddon. Khi hắn đang tập hợp thêm lực lượng phản bội giải rác trong Warp vào quân đoàn đen mới sinh của mình, hắn đã bắt đầu nhìn thấy những điềm báo tâm linh về một thanh gươm quỷ ám mạnh mẽ đang gọi tên hắn. Và rồi sau khi quân đoàn đen trở lại đống đổ nát của hành tinh Malium để điều tra một con tàu vũ trụ đã đâm vào hành tinh này tới từ bên ngoài The Eye of Terror. Tại đây, chúng đã tìm ra một cựu đặc vụ Inquisitor bị tha hóa tên là Moriana. Là một Psyker mạnh mẽ, Moriana cho Abaddon biết rằng những điềm báo của hắn là về một thực thể đen tối cổ đại mang tên Dragnian. Con quỷ được sinh ra từ hành động sát nhân đầu tiên của loài người. Nó đã hóa thành một thanh gươm và đâm xuyên qua cơ thể của hoàng đế trong cuộc chiến trong lòng Webway trước khi bị thất lạc mà không rõ nguyên nhân. Bà ta tin rằng giờ đây nó đang nằm bên ngoài con mắt khiếp đảm và bất kỳ ai có được nó sẽ trở thành War Master mới của hỗn ma và sẽ là người lật đổ đế chế giả tạo của hoàng đế nhân loại. Chính vì lý do này, vào năm 781 của thiên niên kỷ thứ 31, Abaddon cuối cùng cũng đã lần đầu tiên dẫn đầu hạm đội Black Legion của mình ra khỏi The Eye of Terror để tìm kiếm lưỡi gươm quỷ Dragnian. Nhưng hiển nhiên, sự đột nhập bất ngờ này không hề qua được ánh mắt cảnh giác của Imperium. Gần như ngay lập tức, một lực lượng Imperium đã đón đầu hạm đội Black Legion ở rìa The Eye of Terror, thuộc về hạm đội của Chapter Space Marine Black Templars dưới sự chỉ huy của nguyên soái Sigismund, cựu First Captain của quân đoàn Imperial Fleet. Khi giao tranh khốc liệt đã nổ ra giữa hai hạm đội ngay trên quỹ đạo của hành tinh Cadia, Abaddon đã đích thân đổ bộ trực tiếp lên chiếc soái hạm của các Black Templar và cố gắng kêu gọi Sigismund là người mà hắn rất kính trọng từ lâu trở thành đồng minh của hắn. Nhưng sau khi bị Sigismund từ chối và lăng mạ, Abaddon đã lập tức tấn công. Sau một cuộc giao tranh ngắn nhưng ác liệt, Abaddon đã hạ gục thành công người bạn cũ của mình một cách tàn bạo, mặc dù hắn cũng đã phải hứng chịu một vết thương chí mạng từ Sigismund. Thi thể bị xé làm đôi của vị nguyên soái Black Templar sau đó đã được Black Legion đặt lên một con tàu bị chiếm giữ của các Black Templar và gửi về Terra như một thông điệp gây chiến của Abaddon đối với Imperium. Và không lâu sau sự thất bại của các Black Templars, lực lượng của Abaddon đã bất ngờ xuất hiện trên hàng ngàn thế giới của Imperium và gây ra cuộc xâm lược lớn đầu tiên vào không gian thực của các quân đoàn phản bội kể từ kết thúc của dị giả Horus. Cuộc xung đột đẫm máu kéo dài hàng thập kỷ này được nhớ đến là cuộc thập tự trình đen đầu tiên, The First Black Crusade. Và nó chỉ kết thúc khi gần như mọi lực lượng của đế chế được tập hợp để đẩy lùi quân đoàn đen và các đồng minh của chúng trở lại The Eye of Terror.
đã gây ra những tổn thất vô cùng lớn cho cả hai bên, trong đó bao gồm sự mất tích hoặc hy sinh của Primarch Rogadon sau khi ông tấn công vào một hạm đội Black Legion và chỉ một bàn tay đứt lìa của ông được tìm thấy. Từ cuộc tấn công này, Imperium mới thực sự có được cái nhìn rõ ràng về mối đe dọa mà các quân đoàn phản bội có thể gây ra cho nhân loại. Để đáp lại, lực lượng Astra Militarum và Imperial Navy đã thực hiện củng cố dày đặc hơn nữa hành tinh Kadia và phần lớn vùng không gian xung quanh tuyến đường du hành warp lớn nhất ra khỏi GIF Terror, được gọi là Cổng Kadian. Trong đó, bao gồm sự xây dựng của một cảng không gian khổng lồ tại quỹ đạo của hành tinh Belis Corona cùng thuộc Segmentum Obscurus nhằm rút ngắn thời gian phản ứng của các lực lượng Imperium khi có các cuộc tấn công tương tự xảy ra. Nhưng ngay trước khi cuộc Black Crusade đầu tiên kết thúc, Abaddon cuối cùng đã tìm ra thanh gươm Dragnian trên một hành tinh mang tên Uralan, nơi chính các vị thần hỗn ma đã cất giấu bí mật của mình trong một tòa thành được gọi là Tòa Tháp Cầm Lặng. Tại đó, Abaddon đã đánh bại thành công một dòng năng lượng đen tối đóng vai trò là người bảo vệ tòa tháp này và bước vào mê cung của những góc tối vô định bên dưới nó. Cuối cùng, hắn bắt gặp một hình nhân cao chót vót được tạo nên từ ánh sáng hoàng kim và nó đã dẫn hắn ta đến với trung tâm của tòa tháp này, nơi hắn đã bắt gặp một dòng năng lượng đen tuyền đang chuyển động trôi nổi. Nhưng khi hắn đưa tay ra để nắm lấy, nó lập tức hóa thành hình dạng của một thanh kiếm vĩ đại. Và như vậy, lưỡi gươm quỷ Dragnian cuối cùng đã thuộc về hắn ta. Sau khi nắm được sức mạnh đáng sợ của Dragnian, Abaddon đã nhanh chóng được công nhận là War Master mới của Black Legion và là chỉ huy không để chối cãi của các lực lượng hỗn màng không phân chia. Sau những hành động tàn bạo của quân đoàn đen trong cuộc Black Crusade đầu tiên, hắn đã thu được sự ưu ái của các Primarch phản bội còn lại, cũng như từ các vị thần mà chúng phục vụ, với phần thưởng là nguồn sức mạnh đen tối dồi dào từ Immaterium. Được biết đến sau cuộc thập tự trình đen đầu tiên là Abaddon the Despoiler, War Master mới của hỗn mang quyết tâm sử dụng sức mạnh của Warp để lật đổ vị hoàng đế xác sống và giành lấy Terra cho riêng mình. Nhưng không giống như Horus, mặc dù hắn chấp nhận bắt tay với các vị thần của Warp, hắn ta thề sẽ không bao giờ trở thành nô lệ của hỗn mang. Chương 3. Đế chế của đức tin. Sau cuộc dị giáo Horus, cấu trúc của đế chế loài người đã bị biến đổi hoàn toàn bởi cuộc cải cách của vị tổng lãnh đế chế Rubut Kilimon. Mục tiêu chính của ông là đẩy lùi sự ảnh hưởng của hồn ma và hình thành các thể chế mới để ngăn chặn một cuộc nội chiến khác xảy ra. Cùng với đó, nền văn hóa của đế chế cũng đã được định hình lại bởi một sự thay đổi bất ngờ. Theo thời gian, lý tưởng vô thần của Imperium mang tên sự thật hoàng gia, Imperial Truth, đã bị thay thế bằng một niềm tin tôn giáo mới, với đức tin hướng vào vị chúa đế trên ngai vàng Terra. Việc tôn thờ hoàng đế như một vị thần thực sự duy nhất của loài người đã bắt đầu những ngày đầu tiên của cuộc thập tự chỉnh vĩ đại. Vào thời điểm đó, nhiều giáo phái lớn nhỏ khác nhau đã xuất hiện trên khắp đế chế đang phát triển phồn thịnh. Nhưng hoàng đế đã cấm hoàn toàn mọi hình thức tồn tại của tôn giáo vì nó vi phạm đến sự thật hoàng gia của ngài. Ngài muốn mọi công dân của Imperium nhận hoàn toàn trách nhiệm về vận mệnh của họ giữa các vì sao mà không bắt ngài hay bất kỳ vị thần nào khác nhận công lao về thành công của họ. Ngài cũng cho rằng sự khác biệt của các tôn giáo chính là nguồn gốc của những xung đột và thiếu hiểu biết sẽ ngăn cản loài người chạm đến tiềm năng thực sự của mình. Hơn hết, hoàng đế lo ngại rằng bất kỳ hình thức tồn tại nào của tín ngưỡng cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho thế lực hỗn màng của Warp. Việc cho phép tôn giáo tồn tại sẽ chỉ khiến cho hỗn mang dễ dàng ngăn cản sự phát triển của loài người hơn. Nhưng đức tin vào tình thánh thần của hoàng đế cũng đã được củng cố vững chắc bởi những hành động của quân đoàn Woodbearers trong cuộc thập tự chỉnh vĩ đại. Trong khoảng thời gian này, Primarch Loga đã viết ra cuốn thánh thư mang tên Lectio Divinitatis, là một văn bản đưa ra sự khẳng định mạnh mẽ về lý do tại sao hoàng đế là vị thần thực sự duy nhất đáng được nhân loại tôn thờ. Cuốn thánh thư này rồi đã phát triển mạnh mẽ giữa nhiều hành tinh của đế chế thông qua chính các hạm đội viễn chinh, đến mức đã dần hình thành một phong trào ngầm và trực tiếp bị lên án bởi hội đồng chính phủ cầm quyền của Terra. Nhưng rồi, khi cuộc nổi loạn của Horus Lupercal chạm đến hệ mặt trời, nỗi kinh hoàng của cuộc vây hãm Terra đã khẳng định hoàn toàn niềm tin ngày càng dâng cao của nhân loại và sự thiêng liêng của hoàng đế. Những con quỷ trong thần thoại và truyền thuyết là có thật. Chúng điên trái đất chỉ để loại bỏ kẻ thù lớn nhất của chúng là hoàng đế của loài người. Và nếu hoàng đế là kẻ thù không đội trời chung của kẻ ác siêu nhiên, thì rõ ràng hoàng đế chính là hiện thân của kẻ tốt đẹp siêu nhiên. Cứ như vậy, mỗi con quỷ được các vị ác thần triệu hồi tại Terra lại là một chiếc đinh trên quan tài của lý tưởng sự thật hoàng gia.
những sự kiện xoay quanh sự thất bại của Horus lại càng củng cố thêm niềm tin tôn giáo này. Vào thời điểm War Master bị hoàng đế đánh bại, tất cả bè lũ quỷ dữ có mặt tại Terra đã bị trục xuất trở lại Warp. Hoàng đế sau đó vì trọng thương đã chọn gắn cơ thể của mình với ngai vàng Webway để rồi phải liên tục chịu sự thống khổ vì sự tồn vong của cả nhân loại bằng cách duy trì ánh sáng của ngọn hải đăng Astronomicon và ngăn chặn thế lực hỗn mang của Immaterium thông qua sức mạnh tâm linh. Thay vì than khóc về sự mất mát này, các tín đồ của hoàng đế đã ca tụng rằng hoàng đế đã thăng thiên lên một cõi tồn tại cao hơn và không thể dễ dàng sống giữa con dân của ngài như trước nữa. Và ngay cả những người không đặt niềm tin vào tình thánh thần của hoàng đế cũng hiểu rõ rằng mỗi giây phút trong cuộc đời của họ đều đã và đang được bảo vệ thông qua sự hy sinh siêu phàm và liên tục của ngài trên ngai vàng Terra. Thì vào đó, sự tôn thờ hoàng đế cũng đã xâm nhập vào hàng ngũ tinh hoa của đế chế. Karel Sinderman là một trong bốn thành viên phàm trần đầu tiên của tổ chức tòa án dị giáo. Ông từng là một trong những nhà tuyên truyền lỗi lạc của lý tưởng Imperial Truth ngay trên hạm đội trừng phạt số 63 của War Master Horus. Nhưng sau một chuỗi những sự kiện bất ngờ, niềm tin của ông và lý tưởng vô thần của hoàng đế đã dần biến mất. Đầu tiên, Sinderman đã được chứng kiến một Space Marine của quân đoàn Luna Wolf hóa thành quỷ dữ và tấn công chính đồng đội của mình sau khi họ thực hiện tấn công vào một căn cứ phiến loạn bí ẩn được nhớ đến là Whisperhead. Sau đó, ông cũng là một trong số ít người đã được chứng kiến Horus được hồi sức nhờ các nghi lễ tâm linh của các tu sĩ tại mặt trăng của hành tinh Darwin. Trong nỗ lực tìm kiếm sự lý giải cho những sự kiện phản khoa học này, trong thư viện của hạm đội, Kyrie Sinderman đã vô tình đọc phải một văn bản hỗn mang khét tiếng mà sau này được biết đến là cuốn sách của Loga và đã vô tình triệu hồi một con quỷ từ Warp. Rất may, Sinderman đã được cứu kịp thời bởi một nữ Remembrancer tên là Efriti Killer. Cô là một tín đồ bí mật của Lectio Divinitatis và đã có cho mình một cơ chế tiêu diệt quỷ dữ mạnh mẽ mặc dù bản thân không hề mang sức mạnh psychic. Chỉ bằng đức tin tuyệt đối của mình vào hoàng đế nhân loại, Killer đã khiến con quỷ bị đẩy trở lại Immaterium ngay trước khi nó kịp tấn công Sinderman. Sau khi cứu được Sinderman, cú sốc từ dòng năng lượng tâm linh mà Killer đã giải phóng đã khiến cô rơi vào cơn hôn mê sâu. Nhưng sau đó, cô đã tỉnh lại ngay trước khi thảm kịch tại hành tinh Istvan 3 xảy ra. Cảm thấy có điểm xấu, Killer đã cùng Sinderman cùng trốn thoát về Terra trên chiếc tàu khu trục hạm mang tên Eisenstein cùng với vị captain của quân đoàn Death Guard, Nathaniel Garro. Sau khi đã tới Terra, Killer đã nhanh chóng được biết đến rộng rãi bởi các tín đồ của Lectio Divinitatis tại đây và cô đã không ngừng nỗ lực giúp truyền bá đức tin của mình với cộng đồng dân cư của Terra. Trong suốt thời gian này, Killer cũng đã thực hiện được nhiều khả năng siêu nhiên mới như nhìn thấu tương lai và chữa lành cho người khác thông qua sức mạnh từ đức tin của mình, đã góp phần khiến niềm tin của dân chúng và tin thánh thần của hoàng đế càng được khẳng định. Nhiều thế kỷ sau đó, Efriti Killer đã được vinh danh là vị thánh thực sự đầu tiên của đế chế nhân loại. Và chính những khả năng của Killer đã giúp Kyra Sinderman giác ngộ được sự tồn tại của cõi tâm linh. Thông qua đây, đức tin vào hoàng đế nhân loại đã có cho mình các tín đồ đầu tiên ngay bên trong tòa án dị giáo, tổ chức cầm quyền bậc nhất của Imperium. Trong suốt cuộc thập tự trình vĩ đại của loài người, vô số các tôn giáo lớn nhỏ đã xuất hiện khắp Imperium. Mặc dù mang những nét khác biệt về cách tổ chức cho đến quan niệm, thì hoàng đế luôn là vị thần trung tâm bất chấp sự ngăn cấm của chính ngài. Sau khi cuộc Horus Heresy kết thúc, số lượng các giáo phái này thậm chí còn trở nên lớn mạnh hơn. Và một trong những tổ chức này sau đó đã trở thành giáo phái chính thức đầu tiên của Imperium, là một giáo hội mang tên Đền thờ của Hoàng đế Cứu Thế. Được thành lập ngay tại Terra sau kết thúc của cuộc dị giáo Horus, điều này đã cho phép đức tin được thuyết giảng ngay tại trung tâm của Imperium, thế giới quê hương của loài người và đồng thời là nơi an nghỉ của Hoàng đế. Đền thờ của Hoàng đế Cứu Thế được lãnh đạo bởi một người đàn ông tên là Fatidicus, có nghĩa là nhà tiên tri trong ngôn ngữ cổ của người Terra. Ông đã từng là một sĩ quan cấp cao và tận tụy của lực lượng Imperial Army và đã chiến đấu để bảo vệ cung điện hoàng gia trong cuộc vây hãm Terra. Trong suốt cuộc đời sau đó của mình, Fadidicus đã không ngừng nỗ lực truyền bá đức tin vào hoàng đế của mình tới người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội, bao gồm cả những lãnh đạo lão luyện của Administratum và các thành viên của mọi nhánh chính phủ và quân sự đế chế. Sau sự hỗn loạn của cuộc dị giáo Horus và cuộc Red Scouring tàn khốc ngay sau đó, Đền thờ của Hoàng đế Cứu Thế đã đưa ra một thông điệp về sự thống nhất thông qua một đức tin chung, điều mà những nhà cầm quyền thế tục không thể làm được. Theo thời gian,
đức tin đã được truyền đi khắp Imperium thông qua những người truyền giáo đi khắp thiên hà để thuyết giảng về sự cứu rỗi mà hoàng đế đã ban tặng cho nhân loại. Và sau khi giáo hoàng Fadidicus đã qua đời ở tuổi 120, điện thờ của hoàng đế cứu thế đã có cho mình hàng trăm tỷ tín đồ. Nó đã tạo ra một tổ chức đoàn kết cho những tâm trí lạc lõng sau sự hỗn loạn của dị giáo Horus, đồng thời tiêu diệt bất kỳ giáo phái nào khác có đức tin sai lệch và thâu tóm các giáo phái nhỏ hơn, để rồi trở thành tổ chức tôn giáo lớn mạnh nhất trên toàn thể Imperium. Sau cùng, vào đầu thế kỷ thứ 32, 2/3 dân số của nhân loại đã tôn thờ hoàng đế. Và rồi sau khi các lãnh chúa tối cao của Terra cuối cùng cũng nhận ra tầm quan trọng của tôn giáo trong việc duy trì ổn định và trật tự của Imperium, điện thờ của hoàng đế cứu thế đã được hợp thức hóa chính thức trở thành quốc giáo của toàn thể Imperium dưới tên gọi mới là Giáo hội Hoàng gia Imperial Cult. Nó được đại diện bởi một cơ quan chính phủ được gọi là Adeptus Ministerium, hay còn được gọi là Ecclesiarchy, và hoạt động dựa trên các giáo luật cơ bản được gọi là Giáo điều Hoàng gia, bao gồm 5 điều. Thứ nhất, hoàng đế từng sống giữa người phàm nhưng là và luôn là một vị thần. Thứ hai, hoàng đế là vị thần thực sự và duy nhất, bất kể những tôn giáo mà con người trong quá khứ đã từng thờ phụng. Thứ ba, diệt trừ dị giáo, cảnh giác đối với sai cơ và dị nhân, ghế tưởng bọn Xenos. Thứ tư, mỗi người đều có một vị trí của mình trong trật tự thiêng liêng của hoàng đế. Và thứ năm, quy phục thẩm quyền của chính phủ hoàng gia và của những cá nhân cấp cao hơn mình một cách vô điều kiện. Ngoài các giáo điều chính thức này, một trong những quan niệm thường thấy khác của giáo hội hoàng gia là lời cảnh báo về một sự kiện hay giai đoạn được gọi là hồi kết, end times, rằng trong những giờ phút cuối cùng của tận thế, hoàng đế sẽ một lần nữa thức tỉnh trên Golden Throne để cứu rỗi nhân loại và thanh trừng những kẻ không có đức tin. Bên cạnh những nguyên lý trung tâm này, còn tồn tại một khối lượng lớn các giáo điều không chính thức được áp dụng tùy theo văn hóa và điều kiện của nhiều hành tinh khác nhau, và thường gây ra không ít tranh cãi do các phong tục tôn giáo thông dụng hành tinh này có thể bị coi là báng bổ ở hành tinh khác. Nhưng dù thế nào, quyền lực và tầm ảnh hưởng của Ministerium vẫn phát triển ngày càng lớn mạnh cho đến khi nó trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống hàng ngày của tất cả các công dân của đế chế nhân loại. Nhưng mặc cho sự hợp thức hóa và lan rộng của tôn giáo, có rất ít tín đồ của hoàng đế được tìm thấy trong hàng ngũ của lực lượng Adeptus Astartes. Phần lớn các Space Marine sau cuộc Heresy vẫn chỉ coi hoàng đế là một con người, mặc dù chắc chắn là con người vĩ đại nhất của nhân loại. Và mặc dù họ đã không còn ép buộc người dân của đế chế đi theo Imperial Truth như trong cuộc Red Crusade, hiện thực này dù đã tạo ra nhiều ngờ vực, thậm chí là xung đột trong tương lai từ phía tòa án dị giáo. Nhưng, trong khi nhiều chapter Space Marine tiếp tục tuân theo một thể thức cũ hơn của Imperial Truth, một số ít chapter đã chọn đi theo giáo hội hoàng gia và tôn thờ hoàng đế như một vị thần thực sự. Trong số này bao gồm các chapter như Black Templars, Fire Angels, Red Hunters và Auric Paragons. Ngược lại, đế chế máy móc Adeptus Mechanicus của sao hỏa lại có sự thích nghi dễ dàng hơn với sự thay đổi mang tính tôn giáo này của Imperium. Vì từ lâu, phần lớn các giáo sĩ công nghệ đều đã tôn thờ hoàng đế với tư cách là ông Messiah, hiện thân phàm trần của vị thần máy móc tuổi cao trong tín ngưỡng riêng của họ, giờ đây được gọi là Cult Mechanicus. Việc hoàng đế phải ngồi bất động trên Golden Throne lại càng khẳng định hơn nữa niềm tin này của họ. Vì trong mắt họ, nó đồng nghĩa với việc Omessiah cuối cùng đã trở thành một với máy móc và sẽ tiếp tục bảo hộ và dẫn lối nhân loại trong hành trình tìm kiếm tri thức của họ thông qua sự tồn tại nửa con người, nửa máy móc của mình. Và như vậy, với tư cách là tôn giáo duy nhất của toàn thể Imperium với một ngoại lệ duy nhất là Adeptus Mechanicus, giáo hội hoàng gia đã nhanh chóng trở thành công cụ đắc lực để hiện thực hóa kỷ nguyên của sự tái sinh. Và rồi, chính nhờ vào sự hỗ trợ về mặt tinh thần thông qua đức tin và sự bảo hộ của hoàng đế, Imperium đã một lần nữa được đoàn kết vì một lý tưởng chung, mặc dù nó sai khác hoàn toàn với những gì mà chính vị chúa đế của họ mong muốn. Nhờ đó, đến khoảng giữa thiên niên kỷ thứ 32, nhân loại đã bước vào một thời kỳ ổn định và thịnh vượng mới. Cuộc thập tự chinh đen đầu tiên của Abaddon đã bị đánh bại, và sự cải tổ lại bộ máy chính phủ, quân sự đề ra bởi Primarch Gilliman đã ngăn chặn hiệu quả bất kỳ mối đe dọa lớn nào khác hình thành. Và bên trong vô số các nhà thờ và thánh đường, hàng triệu tỷ linh hồn đã cùng cầu nguyện với hoàng đế rằng nền hòa bình này sẽ được giữ vững. Chương 4. Người hùng và quái thú. Đến giữa thế niên kỷ thứ 32, Imperium đã duy trì được nền hòa bình và thịnh vượng kéo dài nhiều thế kỷ.
Sau cuộc scouring tàn khốc và sự thất bại của cuộc thập tự trình đèn đầu tiên, các quân đoàn phản bội làm lần nữa quay cuồng với các xung đột của riêng mình bên trong The Eye of Terror. Còn phần lớn các loài Xenos đã bị đẩy lùi đến biên giới của không gian thiên hà. Tự tin rằng các mối đe dọa lớn đều đã bị tiêu diệt trong các vùng lãnh thổ đã biết, các lực lượng quân sự của Emporum bắt đầu chuyển hướng sự chú ý của mình ra các vùng rìa xa xôi của thiên hà, cách xa Terra. Sự đánh giá thấp này đối với các mối đe dọa từ bên trong lãnh thổ đế chế sau đó đã hóa thành một thảm họa đối với chính Segmentum Solar. Vào năm 544 của thiên niên kỷ thứ 32, tại hành tinh mang tên Amantura, chỉ cách khoảng 6 tuần để du hành warp từ Terra, trong khi lực lượng Imperial Navy cùng với Chapter Space Marine Imperial Fist đang thực hiện chiến dịch tấn công một loài Xenos mang tên Chromes tại đây, họ đã bất ngờ bị tấn công bởi một cuộc xâm lăng của loài Orc. Cho đến thời điểm này, loài Orc nói riêng đã được phần lớn dưới cầm quyền của Imperium cho là không còn đáng lo ngại kể từ cuộc thập tự chinh Ulanor hơn 1.000 năm về trước. Do đó điều này đã khiến lực lượng Imperium tại Amantura rơi vào thế bị động hoàn toàn. Sử dụng một vật thể di động với kích thước của một mặt trăng, được gọi là Attack Moon, có khả năng dịch chuyển thông qua một chiều không gian nằm giữa Warp và thực tại, được gọi là Subspace. Đạo quân Orc đã đột ngột xuất hiện ngay bên trên quỹ đạo của Amantua và nhanh chóng áp đảo lực lượng của Imperium vốn đã suy yếu do chiến sự tại đây. Sau cùng, toàn bộ lực lượng của Imperium bao gồm một hạm đội Imperial Navy và gần như toàn bộ chapter Imperial Fist đều đã bị Orc tiêu diệt. Trong những tháng tiếp theo, Imperium đã xác định được sự tồn tại của nhiều Attack Moon tương tự. Nhờ khả năng dịch chuyển của chúng, các đàn Orc khổng lồ đã xuất hiện trên khắp Segmentum Solar. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ các sector đã bị loài Orc bao vây và hàng tỷ người đã thiệt mạng. Theo các dự đoán của Imperium, mục tiêu tiếp theo của loài Orc chính là Terra. Đối mặt với làn sóng Xenos không thể ngăn cản này, các lãnh chúa tối cao của Terra đã không thể đưa ra được sự định hướng rõ ràng nào để đối phó với các Attack Moon. Tệ hơn nữa, đô đốc tối cao của Imperial Navy lúc bấy giờ là tướng Langsong đã tỏ ra là một kẻ hèn nhát, tư lợi, từ chối hợp tác với Astra Militarum và thay vào đó tập hợp phần lớn hạm đội của mình tại vịnh Klausian với lý do bảo tồn lực lượng. Trong lúc đó, loài Orc đã mở rộng cuộc hòa mới của mình lên quy mô thiên hà. Tất cả các segmentum của Imperium đều lần lượt chứng kiến những cơn thủy triều xanh khát máu quét qua. Đây chính là cuộc hòa có quy mô lớn nhất kể từ khi Imperium chạm trán với loài Orc. Nó thậm chí còn lan rộng ra bên ngoài biên giới của Imperium với các hành tinh thuộc về các quân đoàn phản bội tại các cánh cổng Warp cũng đã bị chúng tấn công. Trước tình thế hiểm nghèo, thành viên còn sống sót cuối cùng của Chapter Imperial Fist là Captain Colon đã kêu gọi thực hiện một mã lệnh ngầm đề ra bởi Primarch Rogadon, được gọi là Last War Protocol. Giao thức này kêu gọi toàn bộ các chapter hậu duệ của quân đoàn Imperial Fist cùng hội quân một lần nữa để trở thành một quân đoàn để bảo vệ Terra khi nó bị đe dọa. Cùng lúc đó, sau những áp lực từ tòa án dị giáo, tướng Langsung cuối cùng cũng đã đồng ý tập hợp một hạm đội đủ lớn để đối đầu với Attack Moon đang di chuyển đến không phận của cảng không gian Sanctus của Segmentum Solar. Tại đây, dù đã phải gánh chịu những thiệt hại to lớn trong nhiều cuộc đụng độ vô vọng, hạm đội của Langsung đã tiêu diệt thành công một Attack Moon và phá vỡ cuộc vây hãm của loài Orc. Nhưng bài ca chiến thắng của Langsung tại cảng Sanctus đã nhanh chóng kết thúc. Vì không lâu sau đó, một Attack Moon khổng lồ đã bất ngờ hiện thực hóa ngay bên trên quỹ đạo của Terra. Ngay khi tiểu hành tinh Orc khổng lồ xuất hiện, sự hỗn loạn đã bùng phát khắp thế giới thủ đô của Imperium. Lực lượng trị an Adeptus Abaetis đã phải vật lộn để ngăn chặn làn sóng hoảng loạn và hàng trăm nghìn người đã chết trước cả khi loài Orc tấn công do các cuộc bạo loạn. Và các lãnh chúa tối cao đã buộc phải được bảo vệ khỏi quần chúng giận dữ đằng sau các hàng phòng thủ của cung điện hoàng gia. Tệ hơn nữa, Terra lúc này hầu như không có khả năng tự vệ. Với phần lớn hạm đội Battlefleet Solar của Terra đều đã được triển khai ở các chiến tuyến khác hoặc bị phá hủy trong trận chiến tại cảng Sanctus. Các Chapter Space Marine đều đã xa lầy quá sâu trong các chiến dịch của riêng mình trên khắp thiên hà và quân đoàn Imperial Fist của Colon vẫn chưa tới được Terra. Còn lực lượng Adeptus Mechanicus tại sao hỏa đã bất ngờ từ chối liên lạc. Không còn nhiều lựa chọn, Ministerium đã vội vã phát động một cuộc huy động dân quân lớn nhất trong lịch sử Imperium, sau này được nhớ đến là cuộc thập tự chinh vô sản. Trong đó, hàng trăm triệu dân quân tình nguyện của Terra, cùng với một phần lực lượng của Astra Militarum và Adeptus Abaetis đã được tập hợp cùng với một lượng lớn các khí tài, phương tiện quân sự có sẵn tại Terra để thực hiện một cuộc tấn công đồng loạt lên Attack Moon thông qua một làn sóng bao gồm hàng vạn tàu vận tải khổng lồ.
Nhưng mặc cho những thành công ban đầu với hàng triệu lính cùng phương tiện chiến tranh đã đổ bộ thành công lên bề mặt tiểu hành tinh Ork, cuộc thập tự chinh vô sản của dân quân Terra đã bị chứng minh là một thảm họa. Không lâu sau khi các lực lượng của Emperor xuyên phá được các tấm khiên chắn năng lượng của Attack Moon và bắt đầu tấn công Ork tại bề mặt, trường trọng lực của cả Attack Moon đã bất ngờ biến đổi và gần như khiến toàn bộ lực lượng của họ bị nghiền nát. Ngày sau thất bại thảm khốc của cuộc thập tự chinh vô sản, các lãnh chúa tối cao của Terra đã bị sốc khi ba đại sứ của loài Ork đã đáp xuống không phận của cung điện hoàng gia Terra thông qua một con tàu vận tải còn sống sót và yêu cầu sự đầu hàng ngay lập tức của Terra bằng khả năng nói tiếng High Gothic, ngôn ngữ của giới quý tộc hoàng gia, một cách trôi chảy. Quá sửng sốt trước biểu hiện thông minh khác thường của chúng, các lãnh chúa tối cao đã không thể đưa ra bất kỳ câu trả lời mạch lạc nào. Chán ghét vì sự hèn nhát và thiếu quyết đoán của họ, các đại sứ Ork đã rời đi mà không nhận được câu trả lời. Sau cuộc gặp với những đại sứ Ork này, Imperon đã hiểu ra rằng nhận thức cũ về loài Ork tàn bạo và kém thông minh là sai lầm. Thất bại tại Amantura và trên quỹ đạo Terra không được gây ra bởi sức mạnh cơ bắp đơn thuần của lũ Ork, mà là bởi những tính toán chiến thuật thực sự. Loài Ork mà Imperon đang phải đối mặt bây giờ không chỉ có số lượng, công nghệ dịch chuyển mà còn cả trí thông minh. Nhưng trong lúc các lãnh chúa tối cao còn chưa kịp hoàn hồn, bức tường cuối cùng của Emperor Fist đã tới hệ mặt trời, bao gồm hàng ngàn Astartes thuộc các charter Black Templars, Crimson Fist, Fist Exemplars, Excoriators và sau đó là Iron Knights, với sự lãnh đạo của Nguyên Soái Bohemoth và Captain Colon. Họ còn được hỗ trợ bởi một hạm đội Mechanicus, 5 trung đoàn Skitari và 7 tiểu đoàn Cybernetica của Adeptus Mechanicus. Lực lượng kết hợp này đã lập tức tấn công mặt trăng nhân tạo của loài Ork và sau nhiều nỗ lực tuyệt vọng, 2/3 bề mặt của Attack Moon đã bị phá hủy và các cổng dịch chuyển của Ork đã bị vô hiệu hóa thành công. Terra đã được giải cứu trong gang tấc, nhưng cuộc war của lũ Ork vẫn đang tàn phá thiên hà và mỗi ngày trôi qua, sức mạnh và công nghệ của chúng lại càng lớn mạnh. Nhưng cũng chính vào thời điểm này, Imperium đã có được một khám phá quan trọng từ xa hoa. Colon, sau khi nhận ra sự yếu kém của các lãnh chúa Terra, đã thực hiện một cuộc đảo chính với sự giúp đỡ của quan chức cấp cao khác của Administratum để rồi trở thành vị Lord Commander mới của Imperium. Bước đi đầu tiên của Tổng lãnh Colon là làm sáng tỏ thái độ thờ ơ của Sa Hỏa khi Terra bị tấn công. Với sức ép từ Colon, lãnh đạo của Adeptus Mechanicus lúc bấy giờ là Fabricator General Kobik đã tiết lộ với Colon rằng Mechanicus đã bí mật nghiên cứu về loài Ork nhằm sử dụng công nghệ dịch chuyển mạnh mẽ của chúng để dịch chuyển sao hỏa khỏi vòng vây kìm kẹp của hệ mặt trời và đã bước đầu thành công khi dịch chuyển được mặt trăng Phobos sang mặt bên kia của sao hỏa. Trên hết, Mechanicus đã biết về đầu não của cuộc war từ lâu, rằng cuộc war lần này của loài Ork đã được lãnh đạo bởi một Ork Warboss được gọi đơn giản là The Beast. Và chúng đang có căn cứ tại hành tinh Ork mà năm xưa người con ưu tú nhất của hoàng đế đã nhận từ hiệu War Master, Ulanor Pran. Tới lúc này, Karel Sunderman, người đã trở thành đại diện cho Inquisition với tên gọi mới là Lastan Nemaguin Ventius, cũng đã tiết lộ rằng ông đã xác định được vị trí của một Primarch trung thành là Vulcan của quân đoàn Slamanders. Cũng giống như các Primarch trung thành khác trong cuộc Scouring, Vulcan đã biến mất để theo đuổi những mục tiêu riêng của mình. Nhận ra rằng với sự hỗ trợ của một Primarch, Imperium có thể sẽ lật được thế cờ của lũ Ork. Colon đã lần theo chỉ dẫn của Ventius đến một hành tinh mang tên Cardella, nơi Vulcan đang một mình bảo vệ thế giới này chống lại một cuộc xâm lược của Ork. Sau khi được giải thích về tình hình của toàn Imperium và hiểu rõ rằng cuộc war của loài Ork sẽ không dừng lại cho đến khi lãnh đạo của chúng bị tiêu diệt, cũng như đế chế Ork mà Urak-Ork năm xưa Horus đã đánh bại. Và thế là, ngay sau khi giải cứu thành công Cardella khỏi cuộc xâm lược của Ork, Vulcan đã dẫn đầu một cuộc tấn công lớn vào căn cứ của The Beast tại Ulanor. Sau khi đổ bộ thành công lên bề mặt, Vulcan đã dẫn đầu hơn 3.000 Space Marine tấn công vào một thành phố khổng lồ được cho là tổng hành dinh của The Beast, được gọi là Grog Orok. Họ đã công phá thành công vào trung tâm của thành phố siêu vẹo này và phát hiện rằng The Beast là một cá thể Ork cao hơn 10 mét với sức mạnh và trí tuệ lớn hơn bất kỳ con Ork nào mà nhân loại từng chạm trán trước đây. Và chỉ Vulcan, một Primarch, mới có đủ sức mạnh để đánh bại nó. Vulcan đã lao mình về phía The Beast và khiến cho cả hai cùng ngã vào thống máy phát điện của thành phố, được tiêu năng lượng bằng chính cục hỏa. Thay vì lập tức bị phân rã bởi dòng năng lượng sai kích khủng khiếp bên trong hệ thống này, Vulcan đã gần như hòa làm một với nó và tung ra đòn đánh cuối cùng của mình bằng cây búa Doomtremor thẳng vào mặt của The Beast và rồi kích nổ cả hệ thống máy phát,
gây ra một phản ứng dây chuyền, phá hủy cả tổ hợp thành phố và dường như tiêu diệt cả vị Primarch lẫn tên War Boss khổng lồ. Sau sự hy sinh của Vulcan và cái chết của The Beast, lực lượng Orc tại Ulanor ngay lập tức rơi vào hỗn loạn và mất đi khả năng tổ chức. Tin rằng mình đã chiến thắng, lực lượng bị tổn thất nặng nề của Emperor đã tiến hành rút lui về Terra. Nhưng rồi, trong lúc họ đang neo đậu phía trên quỹ đạo Terra, toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc của họ đã bất ngờ bị tắc nghẽn bởi những bài ca khí thế của Orc. Điều này chứng tỏ rằng hoặc là The Beast vẫn chưa chết, hoặc là cuộc war đã tìm được cho mình một thủ lĩnh mới. Với lực lượng quân sự đã bị thu hẹp, Lord Commander Cullen đã quyết định thành lập các nhóm sát thủ tình nhuệ nhỏ để tìm và tiêu diệt chỉ huy mới của Orc, cũng như tấn công và phá hoại các vị trí chiến lược quan trọng để làm suy yếu cuộc war. Lực lượng tinh nhuệ mới này được tuyển chọn từ nhiều chapter Space Marines, là các Space Marines đã chứng minh được khả năng của mình trong việc chiến đấu chống lại các loài Xenos. Họ được đặt tên là Death Watch để vinh danh những Astartes đã hy sinh tại Ulanor và sẽ tiếp tục hoạt động như một tổ chức riêng biệt ngay cả khi cuộc war bị đánh bại. Và chiến dịch đầu tiên mà lực lượng này thực hiện chính là tấn công phá hủy Attack Moon vẫn đang lơ lửng tại quỹ đạo Terra. Đồng thời, một nỗ lực đánh bại cuộc war khác cũng đã được tòa án dị dào thực hiện. Đó là tìm cách sử dụng chính dòng năng lượng war của lũ Orc để chống lại chúng. Kế hoạch này yêu cầu sự hỗ trợ của các Sister of Silen. Vừa linh hồn thuần khiết miễn nhiễm với sức mạnh sai kích, họ có khả năng truyền năng lực chống sai cơ của mình và hệ thống năng lượng war của loài Orc để đảo ngược khả năng của dòng năng lượng war thông qua các Orc sai cơ, được gọi là Weird Boys. Sau cuộc Heresy, các Sister đã bị phân tán khắp thiên hà và gần như đã bị quyền lãng bởi dòng lịch sử. Nhưng với sự hỗ trợ của tòa án dị giáo, các Death Watch đã tìm ra phòng tuyến cuối cùng của các Sister of Silen tại rìa xa của thiên hà và kêu gọi thành công sự hỗ trợ của họ. Tiếp theo, với sự tham gia của các Sister và số lượng lớn các Orc Psyker bị bắt giữ bởi Death Watch, một cuộc tấn công thứ hai vào Ulanor đã được phát động, và Tổng lãnh Cullen đã hy sinh trong cuộc tấn công này sau nỗ lực tiêu diệt The Beast của mình. Nhưng cũng như lần đầu tiên, cuộc tấn công này tuy đã lấy được mạng của kẻ được cho là thủ lĩnh Orc, nhưng đã bị coi là một thất bại sau khi đế chế nhận ra sự thật rằng có đến 6 cá thể Orc tương tự The Beast, hay được gọi là các Prime Orc, và chúng cũng buộc phải bị tiêu diệt để chấm dứt cuộc war. Và mục tiêu này cuối cùng cũng đã được thực hiện thành công sau lần thứ 3 tấn công lên Ulanor, chỉ huy bởi Maximus Thane, chapter master mới của Imperial Fist, được tái gây dựng từ các chapter hậu duệ của quân đoàn số 7. Trong lần tấn công tuyệt vọng cuối cùng này, không giống như Vulcan và Cullen, Maximus Thane đã không dựa vào sự hỗ trợ của các lãnh chúa Terra yếu kém, mà thay vào đó chỉ hợp tác với những cá nhân có năng lực chủ chốt xung quanh mình. Trong số này là vị Grandmaster of Assassins tên là Drakan Van Gorik và Fabricator General Kubik của Sao Hỏa. Thông qua sự ảnh hưởng của họ trong hội đồng Imperium, Thane đã dần có cho mình một lực lượng đủ lớn để thực hiện nỗ lực cuối cùng để chấm dứt cuộc war của The Beast. Lần tấn công thứ 3 vào Ulanor nổi bật bởi chiến thuật độc đáo của nó. Sử dụng công nghệ dịch chuyển Orc mà Mechanicum đã nghiên cứu được, một làn sóng tiêu hành tinh và thiên thạch khổng lồ đã được ném vào bề mặt của Ulanor và phá hủy phần lớn hệ thống phòng thủ của lũ Orc, và đồng thời quét sạch phần lớn các thành phố của Ulanor đang bị chiếm đóng bởi hàng nghìn tỷ con Orc. Sau đó, thông qua một trong chính các tiêu hành tinh này, được đặt tên là Thosa 44, lực lượng của Maximus Thane đã đổ bộ lên bề mặt của thủ đô Gokoroth để săn lùng các Beast, trong khi hạm đội phía trên tự dẫn đầu bởi pháo đài bay Phalanx tiếp tục bắn phá để thu hút lực lượng của Orc. Cuối cùng, sau cuộc giao tranh ác liệt ngay tại trung tâm của căn cứ chỉ huy của các Beast, các Sister of Silen đã thực hiện thành công nghi lễ của mình, từ đó lan truyền hiệu ứng phản sai kích của mình ra toàn bộ cuộc war thông qua sự tập trung và chính tâm trí của cá thể Beast to lớn nhất và mạnh mẽ nhất, được gọi là Beast of Beasts. Điều này đã tạo ra thành công một hiệu ứng war đảo ngược, khiến cho các vũ khí và phương tiện của Orc trở nên vô dụng và đồng thời đã lập tức giết chết toàn bộ các Prime Orc chỉ trong một đòn duy nhất. Sau cái chết của tất cả các Beast, cuộc war của Ulanor đã sụp đổ gần như ngay lập tức và lũ Orc còn lại nhanh chóng bị chia rẽ thành vô vàn các phe phái xung đột lẫn nhau. Và mặc dù hàng ngàn hệ thống sao vẫn đang bị tàn dư của lũ Orc bùa vây, hòa bình rồi đã dần trở lại với các vùng lãnh thổ của Imperium. Với lực lượng Adeptus Astartes bị tổn thất nặng nề, Maximus Thane, Chapter Master mới của Imperial Fist và là vị tổng lãnh đế chế thứ tư, đã ra quyết định thực hiện một cuộc hội quân mới, từ đó bổ sung thêm các chapter mới và hàng ngũ của lực lượng Adeptus Astartes để củng cố lại sức mạnh quân sự của Imperium. Sau đó, Tổng lãnh Thane đã quyết định sự lãnh đạo chapter Imperial Fist của mình rời khỏi Terra cùng chiếc Phalanx để dấn thân vào cuộc thập tự chinh không hồi kết mới chống lại kẻ thù của loài người.
Trước khi khởi hành, ông giao quyền lực của mình cho vị Grandmaster of Assassins Drakhan Van Gorik với tư hiệu Lord Protector of the Imperium. Nhiệm vụ của Van Gorik sẽ là người đại diện và thay mặt Thane giám sát và chỉ đạo các lãnh chúa Terra trong lúc ông vắng mặt. Tuy nhiên, ngay sau khi vị Lord Commander rời đi, Drakhan Van Gorik với quan điểm rằng các lãnh chúa Terra kém cỏi chính là mối đe dọa tiềm tàng đối với sự ổn định và thịnh vượng của Imperium trong tương lai, đã lập tức thực hiện một cuộc đảo chính và ám sát gần như toàn bộ 12 lãnh chúa tối cao trong một sự kiện được nhớ đến là The Beheading. Trong gần một thế kỷ tiếp theo, Drakhan Van Gorik đã cai trị đế chế nhân loại với tư cách là một bão chùa máu lạnh, nhưng đồng thời cũng đã thực hiện vai trò của mình một cách vô cùng hiệu quả. Dưới sự chỉ đạo của Lord Protector Van Gorik, cấu trúc của Imperium đã được củng cố lại và tàn tích cuối cùng của The Beast đã bị đẩy lùi. Tuy nhiên, sau gần 80 năm cai trị của mình, Van Gorik đã bắt đầu bộc lộ nhiều hành vi cực đoan và chính hoang tưởng quyền lực không kiểm soát được. Nhìn thấy kẻ thù ở khắp mọi nơi, Van Gorik đã kêu gọi tiến hành các cuộc thanh trừng và tàn sát bừa bãi, và dường như ngày càng gia tăng về số lượng. Nhận được những báo cáo đáng lo ngại về sự bất ổn ngày càng gia tăng của Lord Protector, Maximus Thane đã quyết định rằng các Imperial Fist của ông sẽ quay trở lại Terra để hạ bệ ông ta. Và rồi, sau một cuộc đụng độ ngắn ngủi nhưng ác liệt tại chính cung điện hoàng gia, Thane đã thực thi bản án tử đối với Van Gorik bằng khẩu súng bow pistol của mình. Mặc dù Imperium đã một lần nữa rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị tạm thời sau cái chết của Van Gorik, thì dưới sức ép của lực lượng Adeptus Astartes, một hội đồng lãnh chúa tối cao mới đã được thành lập và nhanh chóng mang lại sự ổn định cho toàn Imperium. Sau chuỗi sự kiện kinh hoàng này, được nhớ đến là War of the Beast, Imperium đã nhận ra rằng sự tồn vong của nhân loại không chỉ phải đối mặt với các mối đe dọa từ hỗn ma. Với thực tế này, tổ chức tòa án dị giáo đã phân hóa cấu trúc của mình thành hai cơ quan, được gọi là Ordo Malleus và Ordo Xenos. Trong khi Ordo Malleus vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu ban đầu của tòa án dị giáo đề ra bởi Makador, đó là diệt trừ mối họa của Warp thông qua linh hồn tâm linh thuần khiết của các Grey Knight, thì Ordo Xenos sẽ tập trung sự chú ý của mình vào việc bảo vệ Imperium khỏi các mối đe dọa của các loài Xenos. Lực lượng quân sự chính của họ chính là Death Watch, một lực lượng mạnh mẽ gồm các Space Marine lão luyện từ mọi chapter. Năng lực và kinh nghiệm của họ trong việc tiêu diệt Xenos sẽ trở thành một tấm kiên vô giá của nhân loại trong tương lai. Và với kết thúc của War of the Beast và sự thành lập của Hội đồng Terra mới, một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, Imperium bị tàn phá nặng nề, làm lần nữa bò lên khỏi hố sâu của sự diệt vong và một kỷ nguyên mới của sự tái thiết vĩ đại lại sắp sửa bắt đầu. Chương 5. Ly khai. Khi sự tàn phá khủng khiếp của War of the Beast đi vào lịch sử, đế chế nhân loại đã bước vào một kỷ nguyên mới của sự tái thiết được ghi nhớ là The Forging. Thời kỳ này được nhiều học giả sau này coi là đại diện cho thời kỳ hoàng kim của nhân loại trong thời gian sau dị giáo Horus. Lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ, đế chế đã bắt đầu các cuộc mở rộng lãnh thổ tại những khu vực chưa được khám phá của thiên hà. Nên hòa bình được đảm bảo nhờ các lực lượng quân sự của Imperium đã đẩy lùi các mối đe dọa từ Xenos đến hỗn ma, đồng thời giành lại gần như toàn bộ các sector của thiên hà cho nhân loại. Dòng chảy giao thương và thông tin liên lạc được tăng cường khi những trạm Astropath được thành lập trên vô số thế giới. Và ngay cả những tiến bộ công nghệ cũng đã được thực hiện sau khi Adeptus Mechanicus khôi phục thành công một mảnh STC bị chôn vùi kể từ thời kỳ đen tối của công nghệ tại hệ thống sao Canis. Nhờ sự nhượng bộ của quan chức thuộc Adeptus Terra, giáo hội hoàng gia của Adeptus Ministerium hay Ecclesiarchy đã tiếp tục mở rộng phạm vi và sự ảnh hưởng của mình đối với các công dân của đế chế nhân loại. Trong khi lãnh thổ của Imperium phát triển trong thời Forging, chế độ giáo hội được đón nhận những dòng chảy của cải khổng lồ vào ngân khố của mình và đã bắt đầu chuyển sự tập trung sang việc mở rộng và củng cố tổ chức của mình. Thiên hà đã được Ministerium chia thành các vùng lãnh thổ được gọi là giáo phận. Mỗi vùng lãnh thổ này được lãnh đạo bởi một quan chức được gọi là Hồng Y. Cùng nhau, các Hồng Y cai trị toàn bộ giáo hội thông qua một hội đồng được gọi là Holy Synod, tọa lạc trên Terra. Và hội đồng này cũng như toàn thể giáo hội được quản lý dưới quyền lãnh đạo của một thành viên được bầu ra gọi là Ecclesiarch. Trong thời kỳ này, quyền lực và của cải của Ministerium đã tăng trưởng một cách quá nhanh chóng, đến mức để duy trì các hoạt động hành chính thường ngày của một tổ chức lớn mạnh như vậy, yêu cầu một lực lượng nhân lực không thể đong đếm. Vô vàn những đài thờ và thánh đường mới được xây dựng dành cho chúa đế nhân loại dưới sự chỉ đạo của quan chức được gọi là tổng phó tế và phó tế. Họ đã thiết lập ra các quy tắc
để thu giáo thuế từ các tín đồ và cách phân bổ của cải này trong các giáo phận. Vào cuối thế niên kỷ thứ 33, sự phát triển mạnh mẽ của giáo hội đã tạo nên những tác động lớn lên toàn Empire. Ngoại trừ ở các vùng lãnh thổ do Mechanicus hoặc Adeptus Astartes kiểm soát, mọi thế giới của Imperium Upmen giờ đây đều có cho mình hàng nghìn ngôi đền được dựng lên dành cho hoàng đế, trong khi sự giàu có của cả thiên hạ không ngừng chảy vào kho bạc của giáo hội. Nhưng khi tiềm lực chính trị và kinh tế của Ministerium ngày càng lớn mạnh, tham vọng của các giáo sĩ cũng đã tăng theo. Giáo hội hoàng gia đã khởi đầu như một dòng tu khiêm tốn, tìm cách dạy những người khác noi gương đức hy sinh của hoàng đế vì sự tốt đẹp chung của nhân loại. Nhưng giáo hội trong thời kỳ này lại quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề thế tục. Ngay từ khi thành lập, chế độ giáo hội đã tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình đến mọi ngóc ngách của thiên hà, và các lãnh đạo của nó luôn quyết tâm duy trì một sự kiểm soát chặt chẽ đối với nền chính trị và kinh tế của toàn Empire. Nó gán cho tất cả những ai phản đối lời dạy của mình là dị giáo và kết án tử đối với vô số người. Nhưng mong muốn tối đa hóa sự ảnh hưởng của nhà thờ cũng đã gặp phải sự chống đối từ chính các lãnh chúa tối cao của Terra. Họ luôn tìm cách để làm chậm sự bành trướng của giáo hội sang các hệ thống sao mới, trong đó phổ biến nhất là phủ quyết các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn, được gọi là các cuộc trừng phạt hoàng gia, Imperial Crusade, là các chiến dịch trừng phạt hoặc tái trừng phạt quy mô lớn chỉ có thể được thực hiện bởi thẩm quyền của các lãnh chúa tối cao, vì nó đòi hỏi sự tham gia của tất cả các nhánh khác nhau của bộ máy quân sự đế chế, cũng như bộ máy quan liêu của Adeptus Terra. Nhưng khi niềm tin vào chúa đế đã trở nên phổ thông, thì ngay cả các lãnh chúa Terra cũng khó chống lại ý chí của nhà thờ. Xét cho cùng, đối với phần lớn công dân của đế chế nhân loại, giáo hội hoàng gia chính là đại diện cho ý chí thiêng liêng của hoàng đế nhân loại, và nhiều lãnh chúa tối cao cũng chính là những tín đồ chân chính. Với sự ủng hộ của dân chúng cũng như phần lớn các quan chức chính phủ, giáo hội đã gián tiếp điều chỉnh luật pháp của Imperium để phù hợp với mục tiêu riêng của mình, và thậm chí đã thành lập cho mình một lực lượng quân sự riêng, được gọi là Fratres Templar. Fratres Templars được thành lập vào đầu thế niên kỷ thứ 32, trước cuộc war của Zibis, và đã phát triển cùng với quá trình bành trướng của giáo hội từ một lực lượng bảo vệ đơn thuần của trụ sở Ministerium tại Terra trở thành một lực lượng quân sự chuyên nghiệp, có khả năng và trang bị tương tự với lực lượng Imperial Guard, đồng thời sở hữu các phương tiện vận tải và chiến hạm của riêng mình. Với lực lượng này trong tay, giáo hội có thể phát động cái gọi là cuộc chiến của đức tin, War of Faith. Cuộc chiến của đức tin là một chiến dịch quân sự với mục tiêu và cách tiến hành gần như tương tự với một cuộc Imperial Crusade. Tuy nhiên, nó chỉ phụ thuộc vào quyết định của Hội đồng Ministerium và của những người sẵn sàng theo họ tham chiến. Trước khi thành lập lực lượng Fratres Templars, thì để đạt được các mục tiêu quân sự của mình, Ministerium đã buộc phải chờ quyết định của các lãnh chúa tối cao chấp nhận tiến hành một cuộc Imperial Crusade. Từ đó, nhà thờ cũng sẽ lôi kéo sự ủng hộ của quần chúng bằng việc tuyên bố rằng nó là một cuộc chiến đức tin, tố cáo mục tiêu của cuộc chiến là những kẻ dị giáo vô thần đang bị thanh trừng bởi cơn thịnh nộ của hoàng đế. Nhưng giờ đây, với Fratres Templar là quân đội riêng của mình, bao gồm cả bộ binh và cả hạm đội hùng mạnh, Ministerium đã có thể theo đuổi các mục tiêu quân sự của riêng mình, cho dù các lãnh chúa tối cao của Terra có đồng ý tiến hành một cuộc Imperial Crusade hay là không. Nhưng sự tổn thất quân lực này không hề tránh được sự chú ý của các lãnh chúa tối cao. Trong các phiên họp riêng của Sanatorium Imperialis, vị Fabricator General của Adeptus Mechanicus thường phản đối các đề xuất của Ecclesiac, và các Chapter Master của Adeptus Astartes cũng ngày càng coi trật tự và mục tiêu của họ bị vấy bẩn bởi các mong muốn tôn giáo của nhà thờ. Tức giận vì mất đi quyền lực và địa vị của mình, các quan chức của bộ máy hành chính Administrarum cũng tìm cách giành lại vị trí quyền lực của mình trong Imperium thông qua nhiều cách, bao gồm việc bỏ phiếu gây ảnh hưởng trong Sanatorium và làm suy yếu quyền lực của giáo hội bằng cách bổ nhiệm những người trung thành của mình vào các cơ quan chính phủ cấp cao, bao gồm cả bên trong bộ máy của Ministerium. Từ cuối thế niên kỷ thứ 34 đến đầu thế niên kỷ thứ 35, kết quả của những nỗ lực này đã trở nên rõ ràng và quyền lực của giáo hội hoàng gia cuối cùng cũng đã lung lay. Đặc biệt là sau một loạt các nhân vật yếu kém và bất tài đến mức tai hại được bầu làm Ecclesiac. Bên ngoài, Ministerium vẫn tỏ ra là một tổ chức mang đầy quyền lực và vững chắc. Nhưng sự thật là phía sau bức màn này, Administrarum đã lật ngược bàn cờ chính trị từ lâu và đang kiểm soát chặt chẽ các chương trình nghị sự của Holy Synod. Để thoát khỏi sự kìm kẹp chính trị của Administrarum, Ecclesiac Benedict đệ tứ
đã chuyển Holy Synod và các văn phòng cấp cao của giáo hội đến một hành tinh mang tên Ophelia 7. Hành tinh này từng là thủ đô của giáo phận cũ của Benedict đệ tứ khi ông còn là Hồng Y, và có thể là thế giới giàu có thứ 3 trên toàn Imperium, chỉ đứng sau Terra và sao Hỏa. Được tách ra khỏi mưu đồ của Sanatorium Imperialis bởi khoảng cách hơn 10.000 năm ánh sáng, sức mạnh của Minasodom lại trỗi dậy một lần nữa, và Hội đồng Holy Synod lại bắt đầu phát động các cuộc chiến tranh đức tin của mình chống lại tất cả những kẻ được họ tuyên bố là dị giáo hoặc là kẻ thù của loài người. Không gì đáng ngạc nhiên khi những kẻ dị giáo như vậy thường nằm trong chính các cơ quan chính phủ đang là trở ngại cho sự bành trướng hơn nữa của giáo hội hoàng giá. Nhưng những chia rẽ chính trị ngày càng tăng trong Imperium cũng đã sớm bị phát hiện và lợi dụng bởi kẻ thù của loài người. Vào đầu thế niên kỷ thứ 35, các tăng nhân bắt nguồn từ hỗn ma đã thành công trong việc chia cắt đế chế nhân loại thành hai nửa. Các căng thẳng chính trị tại Terra và yêu cầu về giáo thuế ngày càng tăng của Minasodom đã gây ra các thảm họa tài nguyên trên nhiều thế giới trên khắp Imperium và khiến các cuộc bạo động dần trở nên phổ biến. Thường với khởi đầu là các cuộc tranh chấp về các điều khoản thương mại giữa một số hành tinh với chính phủ đế chế và nhanh chóng leo thang thành các cuộc nổi loạn toàn phần. Phong trào bạo loạn này dù đã lên đến đỉnh điểm với việc hội đồng lãnh đạo Earth Council của hành tinh mang tên Nova Terra đã chống lại thẩm quyền của các lãnh chúa Terra và tuyên bố mình là người cai trị hợp pháp của sạch mừng tầm Pacificus, một trong năm phân khu lớn của Imperium, bao gồm phần lớn cực Tây của Thiên Hà. Một trong những thế lực đầu tiên có hành động sớm nhất trước sự lì khai của sạch mừng tầm Pacificus là Chapter Space Marine Dark Angels. Bởi lẽ các lãnh đạo của Dark Angel tin rằng cuộc nổi dậy này là do các thiên thần xà ngã thực hiện. Họ là những cựu Dark Angel Astartes đã đồn trú tại hành tinh mẹ Caliban đã mất của họ trong cuộc dị giáo Horus dưới sự lãnh đạo của kẻ phản bội Luther. Một phần các thiên thần xà ngã này đã quay sang phục vụ cho hỗn ma sau khi Caliban bị phá hủy và trở thành các Chaos Space Marines. Nhưng cũng có những người khác tuyên bố mình vẫn còn trung thành với Imperium và khẳng định rằng chính Primarch Lionel Johnson của quân đoàn Dark Angels mới chính là kẻ phản bội thực sự. Những kẻ xà ngã này tuyên bố mình ghê tởm cả các vị thần hỗn ma và sự méo mó của giấc mơ của hoàng đế đối với nhân loại sau khi dị giáo Horus kết thúc. Một số đã xóa đi danh tính của mình và trở thành linh đánh thuê hoặc cướp biển, trong khi số khác lại tìm cách hòa nhập trở lại với xã hội loài người. Nhưng bất kể họ nghĩ gì về bản thân, Chapter Dark Angels quyết tâm sẽ bắt và xử tử tất cả các thiên thần xa ngã này để xóa đi nỗi hổ thẹn với sự phản bội của họ đối với Imperium. Nhiều lãnh đạo trong Chapter tin rằng chính những kẻ xa ngã này đã thao túng các sự kiện dẫn đến sự ly khai của Nova Terra. Dựa theo những dấu vết mà họ tìm được, Dark Angels đã tiến hành cuộc tấn công táo bạo vào Nova Terra. Họ tin rằng một trong các thành viên của Hội đồng Earth Council chính là Cypher, thiên thần xa ngã khét tiếng và bí hiểm nhất. Bất chấp những nỗ lực của họ, Cypher cuối cùng đã trượt khỏi lòng bàn tay của họ một lần nữa và khiến họ thất bại trong việc giải mã các mưu đồ của hắn. Trong suốt thời đại xung đột nội bộ được nhớ đến là Nova Terra Interregnum này, những mối đe dọa bên ngoài cũng đã dần xuất hiện trên khắp thiên hà. Trong những hồ sơ còn sót lại của thời kỳ này đã gợi ý về một cuộc xung đột lớn phát sinh từ hệ thống sao mang tên Gold Stars bí ẩn, được gọi là Pale Wasting. Mặc dù phần lớn bằng chứng cụ thể liên quan đến cuộc xung đột này đã bị giấu kín hoặc bị phá hủy bởi tòa án dị giáo, những mảnh múa giải rác đã gợi ý rằng đây là một sự kiện tận thế khác chống lại thứ gọi là bệnh dịch do sao sinh ra, hay động cơ ác mộng, đã quét qua hàng loạt hành tinh và tàn sát dân số của nhiều sector. Đồng thời, những chia rẽ khác cũng đã nổ ra trên khắp đế chế. Các giáo sĩ công nghệ tại Falkor mang tên Moire đã quay lưng lại với những lời dạy truyền thống của Adeptus Mechanicus. Tôi nhớ đến là sự lý giáo Moire, những kẻ dị giáo của hành tinh này tin rằng ánh sáng tâm linh của ngọn Astronomicon chứa đựng những thông điệp ẩn trong những dao động vi mô của nó, và rằng đây là những thông điệp từ chính vị thần máy Omessiah. Họ đã biên soạn những thông điệp này thành các bản lưu trữ và sau đó nhanh chóng lan truyền đến nhiều Forgua khác nhau của Mechanicus trên khắp thiên hà. Những thông điệp này bao gồm những dự đoán rằng Adeptus Mechanicus trên sao Hỏa sẽ bị lật đổ và Cult Mechanicus sẽ hợp nhất với Imperial Cult trở thành một tổ chức tôn giáo duy nhất. Những tuyên bố này sau đó đã bị coi là dị giáo bởi Hội đồng Mechanicus tại sao Hỏa, và một cùng nội chiến khác đã sớm nổ ra giữa hai phe ủng hộ và phản đối thông điệp của Moire, bao gồm cả các quân đoàn Titan và thậm chí là một số Chapter Space Marine liên minh với Mechanicus.
Cùng lúc đó, hoạt động tình báo của Chapter Dark Angels đã dẫn họ đến với một mục tiêu mới, là một thống chế độc tài của một thế giới mới nổi và là người ủng hộ chủ chốt của cuộc nổi loạn Nova Terra, tên là Obadiah Harkon. Sau quá trình theo dấu khó khăn, các Space Marines của Dark Angels cuối cùng đã dồn được Harkon vào một khu vực chưa được khai phá của Segmentum Pacificus, nơi ông ta ẩn náu trên một thế giới được dùng làm cảng cực biển. Để đảm bảo không có lối thoát cho Harkon, hạm đội của Dark Angels đã phong tỏa không phận của cả hành tinh, sau đó ra lệnh cho toàn bộ lực lượng tinh nhuệ mang tên Deathwing của mình xuống bề mặt để bắt giữ Harkon, kẻ mà sau đó đã sớm bại lộ thân phận thật là một trong những thiên thần xà ngã. Hắn đã từ chối đầu hàng, nhưng cuối cùng đã bị khuất phục trong cuộc đấu tay đôi với thủ lĩnh của các Deathwing. Sau đó hắn đã nhanh chóng bị áp giải về Xerox, pháo đài tu viện di động của Dark Angels để thẩm vấn và hành quyết. Cuộc ly giáo Moire cuối cùng cũng đã kết thúc thông qua sự đổ máu lớn giữa các phe phái khác nhau của Adeptus Mechanicus, trong khi bản thân Fogwar Moire bị phá hủy sau khi sao hỏa triển khai một hạm đội lớn để quét sạch sự sống khỏi thế giới dị giáo này. Nhưng ngay cả vậy, cuộc ly giáo của Mechanicus vẫn cháy âm ỉ trong suốt nhiều thập kỷ. Các trận chiến tàn khốc đã diễn ra giữa các Fogwar khác nhau và xác của hàng chục nghìn chiến hạm Mechanicus đã lấp kín khoảng không phía trên vô vàn hành tinh. Sau sự phá hủy của Moire, các lực lượng của sao hỏa cuối cùng đã thành công trong việc loại trừ những kẻ dị giáo ra khỏi hàng ngũ của họ. Nhưng cuộc xung đột này đã để lại một mối hận thù sâu sắc giữa các Fogwar trong suốt nhiều thế kỷ sau đó. Trong khi toàn thể Imperium vẫn đang vật lộn với những cuộc xung đột không hồi kết, vào giữa thế niên kỷ thứ 35, Gregor đệ thập nhất đã được bầu ra làm Ecclesiarch tiếp theo của giáo hội hoàng gia, với hy vọng sẽ tiếp thêm sinh lực cho giáo hội và tin rằng trung tâm thực sự của đức tin luôn phải là thế giới quê hương của nhân loại. Ông ta đã quyết định rời trụ sở chính của Militarum tại Ophelia 7 về lại cung điện Ecclesiarchy tại Terra. Bất chấp sự phản đối gay gắt và mất tới hơn một thập kỷ, Gregor đệ thập nhất đã thành công trong việc mở lại hoạt động của trụ sở giáo hội hoàng gia tại Terra. Tuy nhiên, chi phí cho việc di chuyển và tân trang lại cung điện Ecclesiarch đã gây ra thiệt hại nặng nề cho nguồn lực vốn đã hao mòn của Ministerium, buộc giáo hội phải tăng thêm các yêu cầu vô lý về giáo thuế tại tất cả các giáo phận. Gregor đã hứa rằng sau đó ông sẽ thực hiện cải cách để củng cố vị trí của giáo hội. Nhưng trước khi kịp thực hiện, ông ta đã chết một cách đáng ngờ bởi ngộ độc thực phẩm. Hàng triệu tín đồ của hoàng đế đã đi qua quan tài của Ecclesiarch Gregor và đổ lệ. Nhưng không lâu sau cái chết của ông ta thì một thủ lĩnh mới của Ministerium đã được bầu ra. Bất chấp các mục tiêu được đề ra bởi người tiền nhiệm, vị Ecclesiarch mới này lại là một người rất bảo thủ với truyền thống cũ của giáo hội và từ chối thực hiện cải cách. Nhưng cũng chính với nỗ lực của hội đồng Adeptus Ministerium mới và cứng rắn hơn này, Imperium cuối cùng đã tiến tới chấm dứt thành công Nova Terra Interregnum vào năm thứ 975 của thế niên kỷ thứ 35. Xuất phát từ quyết tâm tìm cách sử dụng đức tin mạnh mẽ của người dân để biến vương quốc của hoàng đế thành một nhà nước thần quyền thực sự do nhà thờ cai trị, lời truyền đạo của Ecclesiarchy đã khơi mào cho hàng loạt cuộc chiến tranh đức tin chống lại hội đồng nổi loạn Old Council của Nova Terra, được nhớ đến như là trận đại hồng thủy của các linh hồn, với nguyên cớ là do hội đồng Old Council đã công khai bác bỏ lời dạy của giáo hội hoàng gia. Các cuộc xung đột tôn giáo tàn khốc này dù đã nhấn chìm đế chế trong chiến tranh ở quy mô chưa từng thấy kể từ thời dị giáo Horus, và nó cuối cùng đã lật đổ thành công hội đồng phản loạn của Nova Terra và đưa sự ly khai của Segmentum Pacificus đến với một kết thúc tất yếu. Từ đây, Imperium of Man đã được thống nhất lần đầu tiên sau hơn 900 năm bị chia cắt. Nhưng đồng thời, các cuộc chiến tranh đức tin vĩ đại của thời kỳ này cuối cùng đã tái củng cố lại quyền lực của Ecclesiarchy trên toàn thể Imperium, và Administratum lại một lần nữa tìm cách hạ bệ nó. Vì mục tiêu này, Administratum đã tìm ra cho mình một con át chủ bài mới. Tên ông ta là Gorg Van Dyne, và sự cai trị điên loạn của ông ta sẽ được nhớ đến là Vương Triều của Máu. Chương 6. Thời đại của sự bội đạo. Khi đế chế nhân loại bước dần vào thế niên kỷ thứ 36, giáo hội Adeptus Ministerium đã đạt đến đỉnh cao quyền lực của mình với khả năng kiểm soát chặt chẽ đối với nền chính trị của toàn thiên hà. Điều này đã đạt được thông qua các cuộc chiến đức tin đẫm máu với cái chết của hàng tỷ người và sự cai trị kém hiệu quả của các lãnh chúa Terra. Xuyên suốt thời kỳ ly khai của Nova Terra, Ministerium đã ngang nhiên nhận công lao từ những chiến công mà các tổ chức khác tạo nên, trong đó bao gồm những quan chức của Adeptus Administratum,
nhưng người đã rất tức giận với sự tổn thất quyền lực trong việc quản lý vương quốc của hoàng đế. Thiên niên kỷ mới đã ló rạng và Administratum đã trở nên mệt mỏi với các cuộc chiến tranh ngầm dài dẳng của bộ máy quan liêu. Để thay đổi điều này, việc bổ nhiệm Gok Van Dyne làm chủ nhân thứ 361 của Administratum, hội đồng quan liêu thế tục của Emporium đã chuẩn bị để công khai giành lại quyền lực từ giáo hội hoàng gia. Trong quá trình lên nắm quyền của mình, Van Dyne đã chứng tỏ là một chính trị gia tàn nhẫn, không từ thủ đoạn để có được vị trí mình mong muốn, bao gồm cả sử dụng sát thủ để loại bỏ đối thủ của mình. Van Dyne cũng là một trong những người phản đối mạnh mẽ quyền thống trị của Ministratum đối với đế chế sau trận đại hồng thủy của các linh hồn. Ngay sau khi được bổ nhiệm làm lãnh đạo mới của Administratum, ông ta đã tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình đối với giáo hội hoàng gia bằng cách thu hút sự ủng hộ của nhiều hồng y khác nhau của hội đồng Holy Synod và đã dàn xếp thành công lần bầu cử Ecclesiac tiếp theo của giáo hội cho một người đàn ông được lịch sử ghi nhớ là Paulus Đệ Tam. Khi còn là một hồng y, Paulus Đệ Tam được coi là một kẻ bất tài, tham lam và là một người có thể dễ dàng bị lợi dụng để phục vụ cho lợi ích của cơ quan hành chính Administratum. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của các hồng y, Van Dyne đã hành động quyết liệt hơn mong đợi. Thay vì tìm cách kiểm soát giáo hội thông qua con rối Ecclesiac của mình, thì không lâu sau khi Paulus Đệ Tam lên nhậm chức, Van Dyne đã cùng với một đội ngũ sĩ quan Astra Militarum được chọn lọc kỹ lưỡng để thực hiện một cuộc đảo chính trá hình bằng cách tuyên bố Paulus Đệ Tam là một kẻ phản bội với những cáo buộc không rõ ràng và bản chết ông ta. Trước khi toàn bộ hội đồng Holy Synod có thể phản ứng, Van Dyne đã được các hồng y ủng hộ mình tuyên bố ông ta là Ecclesiac mới. Từ đây, với tư cách là chủ nhân của cơ quan hành chính Administratum, vừa là lãnh đạo của giáo hội hoàng gia, Gok Van Dyne đã trở thành người đàn ông quyền lực nhất trên toàn thể Imperium of Man. Để củng cố quyền lực của mình, ông ta đã nâng đỡ một loạt hồng y bù nhìn và Holy Synod. Trong lúc đó, những hồng y phản đối sự lên ngôi của ông ta đã tìm cách trốn chạy đến thủ đô thứ hai của giáo hội ở Ophalia 7 để thoát khỏi nanh vuốt của nhà độc tài mới. Nhưng rồi, số phận đã cản trở nỗ lực của họ khi con tàu của họ đã bất ngờ bị một cơn bão warp lớn nuốt chửng khi đang di chuyển. Không còn ai dám chống đối trong hội đồng Holy Synod. Van Dyne đã tỏ ra là một nhà lãnh đạo máu lạnh và là một người biết sử dụng quyền lực của mình một cách hiệu quả. Ông ta từng đọc những bài phát biểu dài để than phiền về tình trạng hiện tại của Imperium và vạch ra những hành động tàn bạo chống lại những nhóm đối tượng mà ông ta tin là có trách nhiệm. Hệ thống cấp bậc của Astra Militarum và Imperial Navy cũng đã gặp phải những xáo trộn mạnh mẽ bởi các sĩ quan sẵn sàng thực hiện bất kỳ mệnh lệnh nào của Van Dyne. Thông qua đó, chức vụ của họ sẽ được đảm bảo, thậm chí là thăng tiến, miễn là họ không bao giờ đặt quá nhiều câu hỏi về bản chất của những kẻ dị giáo mà họ tiêu diệt dưới lệnh của ông ta. Nhưng bất chấp sự kiểm soát chặt chẽ của Van Dyne đối với cả giáo hội hoàng gia và bộ máy quan liêu của Administratum, Van Dyne vẫn cực kỳ hoang tưởng và luôn nhìn thấy những âm mưu thủ đoạn chống lại sự cai trị của mình ở mọi ngóc ngách. Ông ta thậm chí còn thường xuyên rơi vào những cơn mê sảng, trong đó ông ta sẽ tự tranh cãi với chính mình, đôi khi lẩm bẩm, đôi khi hét to, và biện minh bằng cách khẳng định mình đã nhận được những thông điệp từ hoàng đế. Nhưng những cơn mê sảng như vậy lại thường luôn kéo theo những đợt đàn áp bạo lực vô căn cứ. Bên trong phòng làm việc của ông ta là một ảo ảnh ba chiều khổng lồ về bản đồ của toàn thiên hà theo thời gian thực. Nó cung cấp thông tin cập nhật liên tục về hoạt động của các cơn bão warp, và bất kỳ khi nào các tuyến đường du hành warp trở nên bình lặng, ông ta sẽ cử đi một hạm đội để củng cố lại quyền cai trị trực tiếp của mình trên những thế giới mà ông ta tin rằng đang tìm cách phản bội mình. Thông qua quá trình lùng sục giữ phản trắc ảo tưởng này, sự tồn tại của một giáo phái tự gọi mình là ái nữ của hoàng đế đã khiến ông ta chú ý. Giáo phái nhỏ này bao gồm 500 người phụ nữ sống tại một thế giới nông nghiệp ít người biết đến, tên là Sanlo. Họ cống hiến hết mình cho việc tôn thờ vị thần hoàng đế, thông qua việc nỗ lực thanh lọc tâm trí của mình khỏi mọi cân nhắc trần tục bằng việc tu luyện các môn võ thuật cổ xưa. Ban đầu, Van Dyne đã sợ sự tồn tại của họ như là một mối đe dọa khác đối với sự cai trị của mình. Nhưng sau khi được nghe tin tức về kỹ năng võ thuật và sự trong sáng về mặt tinh thần của họ, hắn đã cho rằng họ sẽ trở thành những hộ vệ hoàn hảo. Nếu họ có thể bị thuyết phục để trực tiếp phục vụ mình, họ có thể khiến ông ta cảm thấy an toàn hơn và loại bỏ được phần nào sự hoang tưởng mất kiểm soát của mình. Để làm được điều đó, Van Dyne thông báo rằng Sanlo sẽ được khai sáng bằng một chuyến viếng thăm của Ecclesiac. Đúng như dự định, Van Dyne đã đích thân đến thăm thế giới xa xôi này cùng với một đoàn tùy tùng bao gồm gần 100.000 người hầu và binh lính.
Đám rước dài hàng km của Vandai đã tiến dần đến ngôi đền của các ái nữ của hoàng đế, trong khi cư dân của Sanlor họ reo lời ca tụng ông ta trước những họng súng. Nhưng khi đến trước ngưỡng cửa của các ái nữ, ông ta đã bị chặn lại và được một thành viên trẻ của giáo phái này thông báo rằng họ không công nhận quyền cai trị của ông ta vì ông ta là một Ecclesiac không xứng đáng. Đoàn tùy tùng của Vandai đã chuẩn bị cho một cơn thịnh nộ bùng nổ trước tuyên bố sắc sược này, nhưng ông ta đã giữ được sự bình tĩnh của mình. Thay vào đó, Vandai tuyên bố rằng nếu họ cho phép ông ta bước vào ngôi đền của mình, thì ông ta sẽ cho họ chứng kiến một phép màu để chứng minh rằng mình chính là người được chọn xứng đáng của chúa đế. Sau khi được cho phép, Vandai đã quỳ gối cầu nguyện với hoàng đế tại trung tâm của ngôi đền, trong khi nắm chặt tràng hạt Rosarius của giáo hội trong tay. Sau đó, ông ta đã bất ngờ đứng dậy và ra lệnh cho một trong các binh lính bắn mình bằng một khẩu súng lục. Khi tia năng lượng chạm vào cơ thể Vandai, một vụ nổ chói lòa đã che khuất tầm mắt của tất cả những người có mặt. Và khi họ có thể nhìn lại một lần nữa, Vandai vẫn đứng vững ở giữa căn phòng, tựa mình vào cây gậy của mình và không hề có dấu hiệu bị tổn thương. Gần như ngay tức khắc, toàn bộ binh lính và các ái nữ của hoàng đế đã quỳ xuống trước người được chọn đáng kính của ngài. Nhưng tất nhiên, như sau này chính Vandai đã khoe khoang với những người chép sử kiên nhẫn của mình, thì tất cả chỉ là lừa bịp. Hắn đã đánh cược rằng những ái nữ của hoàng đế bị cô lập tại thế giới xa xôi và lạc hậu này chưa bao giờ nghe nói đến về huy hiệu Rosarius hay thiết bị tạo trường bảo vệ cá nhân mà nó chứa đựng. Từ đây, các ái nữ của hoàng đế đã thề trung thành với Vandai và cùng ông ta quay trở lại Terra với tư cách là lực lượng vệ sĩ mới của Ecclesiac. Lấy tên gọi mới là tức phụ của hoàng đế, họ được huấn luyện bởi kỷ luật của Astra Militarum và được trang bị với những loại vũ khí và công nghệ tốt nhất của Emperor. Đóng vai trò là hộ vệ thân cận của Vandai và thậm chí là người hành quyết của hắn. Họ sẵn sàng giết chóc mà không cần thắc mắc vì người mà họ tin là cánh tay phải của hoàng đế tại cõi trần. Vài năm sau đó, khi một số hồng y bất đồng chính kiến với Vandai cuối cùng đã có đủ can đảm để thực hiện các cuộc ám sát bất thành, các tức phụ của hoàng đế đã bước vào văn phòng của hội đồng Holy Synod và khóa trái cửa, rồi trở ra sau vài giờ sau đó với những chiếc đầu bị chặt của mọi hồng y bên trong. Nhưng dù đã an tâm hơn về vị trí quyền lực của mình, chính hoang tưởng về sự phản bội vẫn tiếp tục thúc đẩy các chiến dịch đàn áp đẫm máu của Vandai với nhiều cuộc thanh trừng hàng tỷ sinh mạng dần trở nên phổ biến. Nhưng khi sự áp bức của nền độc tài Vandai trở nên trầm trọng nhất và Emperor đang rơi vào suy tàn vì những chính sách sai lầm của ông ta, thì một tia hy vọng mới đã lóe lên trên một hành tinh xa xôi mang tên Dimama. Nơi đây từng là quê hương của một tổ chức tôn giáo được gọi là Liên minh Ánh Sáng. Nó từng là đối thủ chính của đền thờ của Hoàng đế Cứu Thế, tổ chức tiền thân của Giáo hội Hoàng gia. Mặc dù Liên minh Ánh Sáng cũng tôn thờ Hoàng đế như một vị thần, họ tin rằng sự hy sinh của ngài nên được noi gương bởi mọi tín đồ. Nó rao giảng rằng tất cả những người trung thành với Hoàng đế nên sống khiêm nhường, từ bỏ việc theo đuổi quyền lực và ham muốn thế tục. Thay vào đó, các tín đồ nên theo đuổi sự rộng lượng và lòng trắc ẩn trong từng lời nói và hành động của mình. Thông điệp này mâu thuẫn trực tiếp với lời kêu gọi thần quyền của đền thờ của Hoàng đế Cứu Thế. Vì vậy, Adeptus Ministrorum thời kỳ đầu đã phát động cuộc chiến đức tin đầu tiên chống lại Liên minh Ánh Sáng với sự hậu thuẫn của các lãnh chúa Terra, và Liên minh Ánh Sáng đã nhanh chóng được coi là bị tiêu diệt. Tuy nhiên giờ đây, các báo cáo mới lại liên tục truyền đến tai Vandai rằng các nghi thức cổ xưa của Liên minh Ánh Sáng đang được thực hiện trên Dimama một lần nữa, và các thông điệp tôn giáo của nó được lan truyền khắp các thế giới lân cận bởi một linh mục tên là Sebastian Thor. Dù không biết mục đích cuối cùng của Thor là gì, nhưng Vandai cho rằng ông là một mối đe dọa đối với giáo hội và ra lệnh cho những người đáng tin cậy và trung thành nhất trong tổ chức Fraternis Templar để diệt trừ mối họa này. Hành tinh Dimama đã được chỉ định trở thành mục tiêu của mệnh lệnh Exterminators và một hạm đội khổng lồ đã được cử đi để thi hành mệnh lệnh ngay lập tức. Ngay khi nó vừa kịp xuất hiện bên ngoài hệ thống sao Clax, toàn bộ hạm đội đã bị phá hủy bởi một sự xuất hiện đột ngột của một cơn bão warp khổng lồ, sau này được coi là sự can thiệp thần thánh của chính hoàng đế. Cho đến tận ngày nay, cơn bão warp này vẫn không hề có dấu hiệu tan biến và được đặt tên là cơn bão của sự thịnh nộ của hoàng đế. Cái chết đột ngột của hạm đội Fratris Templar khổng lồ đã làm suy yếu nghiêm trọng sức mạnh quân sự của giáo hội hoàng gia, tạo điều kiện cho nhiều cuộc khởi nghĩa bùng nổ tại Segmentum Obscurus chiếm phần lớn cực bắc của thiên hà.
Phần lớn các quân nổi dậy này đã được thúc đẩy bởi thông điệp của Sebastian Thor, và dòng người hành hương đã bắt đầu di chuyển từ thế giới này sang thế giới khác để lan truyền lời dạy của Liên minh Ánh Sáng. Ở mọi thế giới mà Thor đi qua, ông đã kêu gọi cải cách bộ máy Adeptus Ministerium và tuyên bố Gorg Van Dyne là một kẻ dị giáo đối với đức tin của hoàng đế. Tin tức về thông điệp của Thor đã dần lan truyền từ Segmentum Obscurus đến phần còn lại của thiên hà. Khoảng cách càng xa thì câu chuyện càng được phóng đại, và chẳng bao lâu sau, Thor đã được quần chúng ca ngợi như là một thiên thần báo thù được hoàng đế phái đến để hạ bệ kẻ bội đạo Gorg Van Dyne. Trong phần lớn thời kỳ cai trị của Gorg Van Dyne, Adeptus Astartes và Adeptus Mechanicus đã phớt lờ những gì đang xảy ra ở phần còn lại của thiên hà để tập trung vào các mục tiêu riêng của mình. Nhưng khi phong trào nổi dậy tại Segmentum Obscurus bùng nổ, họ đã tuyên bố chống lại Van Dyne. Nhiều Chapter Master của Space Marine nằm ở khu vực gần Terra đã bắt đầu lên tiếng ủng hộ các đề xuất cải cách của Sebastian Thor, và Adeptus Mechanicus đã ban hành lệnh triệu tập các lãnh chúa tối cao để tiến hành truy tố và xử tử Van Dyne vì tội phản bội Omessiah. Để loại bỏ Gorg Van Dyne khỏi quyền lực, vị Fabricator General đã ra lệnh cho các trung đoàn Skitari đến Terra. Họ được gia nhập bởi các lực lượng Space Marine từ Imperial Fists, Soulstrinkers, Firehawk và Black Templars. Sau nhiều tháng, cuộc vây hãm của họ đã khiến cung điện giáo hội trở thành đống đổ nát. Nhưng các tức phụ của hoàng đế đã đảm bảo rằng khu phức hợp trung tâm của cung điện, nơi Van Dyne đang cố thủ, vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng mối đe dọa thực sự đối với sự cai trị của Gorg Van Dyne đã đến từ bên trong. Adeptus Custodes là những người bạn đồng hành và là cận vệ cổ xưa của chính hoàng đế. Họ đã rất hiếm khi bước ra khỏi chính điện hoàng gia trong những năm tháng sau cuộc dị giáo Horus, vì hầu hết các Custodians đều tự trách mình về những thất bại trong việc bảo vệ hoàng đế và đã thề rằng sẽ không có tổn hại nào nữa có thể chạm vào chủ nhân của nhân loại. Do đó, họ đã chủ động tránh né các vấn đề chính trị của đế chế, theo vào đó chỉ tập trung vào việc bảo vệ cơ thể của chủ nhân loài người bên trong chính điện. Nhưng giờ đây, khi mà đế chế nhân loại dường như đang đứng trên ngưỡng cửa của một cuộc nội chiến tàn khốc khác, họ đã chọn hành động. Thông qua tuyến đường hầm bí mật nối cung điện hoàng gia với cung điện Ecclesiarchy, nơi Van Dyne đang ẩn náu dưới sự bảo vệ của các tức phụ của hoàng đế, các Custodes đã bí mật xâm nhập và cố gắng thuyết phục các tức phụ rằng họ đang phục vụ kẻ phản bội thực sự. Nhưng đáng buồn thay, không một ai chịu tin lời họ. Do đó, các Custodes chỉ còn lại một lựa chọn. Họ đã đưa thủ lĩnh của các tức phụ của hoàng đế trở lại mê lộ vô tận của cung điện hoàng gia. Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn của các Custodes, họ đã đi qua cánh cổng vĩnh hằng của chính điện và đứng trước ngai vàng của hoàng đế. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau khi họ được diện kiến hình hài tàn phế của ngài trên ngai vàng. Nhưng một khi họ bước ra khỏi cánh cổng vĩnh hằng, đôi mắt của họ đã bừng lên cơn thịnh nộ và hận thù. Thủ lĩnh của các tức phụ tên là Alicia Dominica đã lập tức quay trở lại cung điện giáo hội và đưa ra sự thật với các chiến binh chị em của mình rằng Gorg Van Dyne là kẻ phản bội hoàng đế và đã biến giáo hội hoàng gia thành phương tiện cho những tham vọng đen tối của chính mình. Tệ hơn nữa, ông ta đã mãi mãi làm vấy bẩn đức tin của chính họ. Không cần thảo luận thêm, Dominica đã tiến vào văn phòng của Gorg Van Dyne, nơi cô cáo buộc hắn là một kẻ dị giáo đã quay lưng lại với hoàng đế và gần như phá hủy mọi thứ mà chủ nhân của nhân loại tìm cách xây dựng. Cô tuyên bố rằng không thể nào có lòng thương cho một tội ác như vậy và rút lưỡi gươm của mình để thực thi án tử hình. Gorg Van Dyne chỉ quẫn trí ngước nhìn lên trong sự bối rối kinh hoàng và chỉ có thể lắp bắp nói được rằng: "Ta không có thời gian để chết, ta quá bận." Và rồi lưỡi gươm của Dominica giáng xuống, chặt lìa đầu ông ta chỉ bằng một nhát chém. Vương triều của máu của Gorg Van Dyne cuối cùng cũng đã kết thúc. Với cái chết của Van Dyne, Sebastian Thor đã được đưa đến Terra dưới yêu cầu của thủ lĩnh Adeptus Custodes. Cả Thor và Liên minh Ánh Sáng của ông đều đã được xóa bỏ khỏi mọi cáo buộc dị giáo. Với sự hậu thuẫn của các Astartes và Adeptus Mechanicus, Sebastian Thor đã được bầu thay thế Gorg Van Dyne làm Ecclesiarch tiếp theo của giáo hội hoàng gia. Ông ngay lập tức bắt đầu thực hiện cải cách lại bộ máy của Adeptus Ministerium với mục tiêu xây dựng lại hệ thống giáo điều để tập trung vào việc thúc đẩy các giá trị tinh thần, chấm dứt nỗ lực thiết lập một chế độ thần quyền của các cựu Ecclesiarch đi trước. Để đảm bảo điều này được duy trì, Thor đã thành lập một hội đồng nhà thờ mới được gọi là Holy Ministra tại hành tinh thủ đô thứ hai của giáo hội hoàng gia, Ophelia 7.
Mặc dù Holy Synod tại Terra vẫn là cơ quan cai trị tối cao của giáo hội hoàng gia, tổ chức mới này sẽ đóng vai trò là một cơ quan quản lý thứ cấp cho Ministerium với nhiệm vụ chuyển tiếp và phổ biến các mệnh lệnh của giáo hội hoàng gia tại Terra tới phần còn lại của Tiana. Đồng thời, Holy Ministra sẽ là cơ quan thực thi pháp luật của giáo hội, bao gồm cả việc chống lại các quan chức biến chất của chính nó. Sự phân chia quyền lực này sẽ bảo vệ nhà thờ khỏi sự thao túng bởi các tổ chức bên ngoài hoặc thậm chí là bởi các cá nhân bên trong cấu trúc của Ministerium. Sau đó, mỗi giáo phận của Tiana đã được chia thành các khu vực nhỏ hơn. Điều này làm giảm quyền lực cá nhân của mỗi hồng y vì họ sẽ kiểm soát dân số nhỏ hơn và có ít nguồn lực hơn. Bên cạnh đó, sự gia tăng số lượng của các hồng y có nghĩa là hội đồng Holy Synod sẽ lớn hơn và phức tạp hơn, làm loãng quyền lực của tất cả các thành viên. Một trong những nước đi đầu tiên của Sanatorium Imperialis sau sự kết thúc của Triều Đại Máu là ban hành sắc lệnh Decree Passive nhằm giới hạn sức mạnh quân sự của Ecclesiarchy, tuyên bố rằng chế độ giáo hội sẽ không được phép duy trì lực lượng quân sự của riêng mình, cụ thể là những người đàn ông mang vũ khí, Men Under Arms. Điều này đã dẫn đến sự giải thể hoàn toàn của lực lượng Fratris Templar, vốn đã là công cụ cho nhiều hành vi lạm dụng quyền lực của các Ecclesiarch. Nhưng Sebastian Thor là một chính trị gia đủ khôn ngoan để biết rằng chế độ giáo hội không nên hoàn toàn phục tùng ý muốn của các tổ chức chính phủ khác. Vì vậy, ông đã chọn tuân theo mệnh lệnh bãi binh theo đúng nghĩa đen của các văn bản trong sắc lệnh. Đó là loại bỏ tất cả đàn ông ra khỏi lực lượng quân sự và biến các tức phụ của hoàng đế trở thành lực lượng quân đội mới của giáo hội hoàng gia và lấy tên gọi mới cho họ là Adepta Sororitas hay Sister of Battle. Hiển nhiên là các lãnh chúa tối cao không hề thoải mái về sự lách luật này, nhưng vì không thể tìm thấy lỗ hổng nào trong logic pháp lý của Thor, và nhiều người cũng đã đồng tình với lập luận của ông rằng các Adepta Sororitas sẽ tự trị và chỉ tuân theo mệnh lệnh của Ministerium khi cần thiết. Nhưng điều mà công chúng không được biết là vương triều máu của Gorg Vandai cũng đã buộc tòa án dị giáo phải thực hiện các thay đổi lớn trong tổ chức của mình, với một Order thứ ba đã được thành lập, gọi là Order Hereticus. Tòa án dị giáo đã học được rằng không phải tất cả các mối đe dọa đối với loài người đều đến từ bên ngoài. Đôi khi những kẻ thù tồi tệ nhất lại là những kẻ trong chính các tổ chức của đế chế. Do đó, nhiệm vụ của Order Hereticus sẽ là đảm bảo rằng không còn một kẻ dị giáo phản bội nào như Gorg Vandai có thể xuất hiện và hủy hoại vương quốc của hoàng đế. Về mục tiêu chung này, Order Hereticus đã được Adepta Sororitas hỗ trợ với tư cách là lực lượng quân sự của mình, cũng như Death Watch của Order Xenos và Grey Knight của Order Malleus. Và với giáo hội hoàng gia đã được cải tổ, các Chapter Space Marine và các Adept của Mechanicus đã khôi phục thành công bộ máy Sanatorium Imperialis và bầu ra một hội đồng thánh chúa Terra mới để cai trị đế chế một lần nữa. Nhiều quan chức phạm tội thông đồng với Vandai đã bị xét xử và loại bỏ khỏi bộ máy chính phủ. Trong khi đó, những người đã đứng lên chống lại sự thống trị độc tài của hắn ta đã được tiến cử trở thành các lãnh đạo mới của nhiều Adepta khác nhau. Theo thời gian, những vết thương của đế chế nhân loại gây ra bởi sự cai trị điên loạn của Gorg Vandai đã dần được chữa lành thông qua nỗ lực chung của bộ máy chính phủ mới cũng như lời dạy trong sáng hơn của Ministerium. Với các kẻ thù bên trong Imperium đã bị loại bỏ, các công dân của nó lại hướng ra bên ngoài với mong muốn mở rộng vương quốc của hoàng đế thêm một lần nữa. Chương 7. Sự suy vong. Những năm tháng sau khi vương triều bội đạo của Gorg Vandai kết thúc, những cơn mưa máu vẫn đổ xuống nền đất mục rữa của vô vàn thế giới trên khắp Imperium. Nhưng lần này, máu đã không đổ vì sự cai trị điên loạn của một kẻ độc tài phản bội đức tin, mà là vì lòng cam thù của những tín đồ chân chính của hoàng đế nhân loại. Được ghi nhớ là thời đại của sự chuộc tội, thời kỳ kéo dài hơn 1.000 năm nay đánh dấu sự phục hồi chậm rãi của Imperium sau khi thoát khỏi sự cai trị của Gorg Vandai. Được đặc trưng bằng hàng ngàn cuộc thanh trừng quy mô lớn những kẻ dị giáo và các thế lực thù địch đối với quyền cai trị của Imperium đối với toàn Tiana, các lãnh chúa tối cao quyết tâm khôi phục trật tự và sự thống nhất cho toàn Imperium, và họ theo đuổi mục tiêu này với những biện pháp quyết liệt và tàn bạo thông qua việc phát động hàng loạt cuộc thành trừng lớn, thắp lên những giàn thiêu dị giáo trên vô số thế giới cũng như ngay bên trong khuôn viên của cơ quan chính phủ. Giáo hội hoàng gia vốn đã bị suy yếu và chia rẽ trong thời đại bội đạo đã lại trở nên quyền lực và nhiệt thành hơn bao giờ hết khi những kẻ chống đối lời dạy của nó bị thành trừng bằng vô số cách khủng khiếp khác nhau. Tòa án dị giáo đã được trao quyền lực sâu rộng để diệt trừ tà giáo và Xenos, nhân danh hoàng đế. Các tộc vụ của nó với quyền lực gần như không giới hạn đã thực hiện những cuộc càn quét dị giáo và Xenos tàn khốc, và hàng tỷ người đã bị thiêu sống trong những cuộc hành quyết công khai.
Niềm đam mê tôn giáo này cuối cùng đã lên đến đỉnh điểm với một làn sóng của các phong trào cống hiến cho các cuộc thập tự chinh nhân danh hoàng đế. Lời kêu gọi chuộc tội về hoàng đế vào thời điểm này mạnh mẽ đến mức đã khiến cho hàng ngàn thế giới không còn đủ khả năng phòng thủ khi đồng loạt các lực lượng quân sự chủ chốt của đế chế, bao gồm Imperial Navy, Astra Militarum và các Chapter Space Marine bị lôi kéo vào các cuộc thập tự chinh chuộc tội dài dẳng hơn và khủng khiếp hơn, có thể kéo dài đến hàng thế kỷ với thương vong không thể thống kê nổi, được thúc đẩy cả trực tiếp lẫn gián tiếp bởi chủ nghĩa tôn giáo cuồng tín của nhà thờ, sẵn sàng sử dụng mọi hình thức của bạo lực cực độ để xác lập và tái củng cố quyền cai trị của hoàng đế đối với toàn thiên hạ. Hai trong số những cuộc xung đột tàn khốc nhất đã diễn ra trong thời kỳ này là cuộc thập tự chinh vực thẳm và cuộc chiến Oculusiad. Cuộc thập tự chinh vực thẳm bắt đầu vào năm 321 của thiên niên kỷ thứ 37, khi một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong hội đồng Ecclesiarchy là Thánh Basilius đã cáo buộc 30 Chapter Space Marine là thiếu đức tin vào hoàng đế và đã bị vấy bẩn bởi sự suy đồi. Từ chỗ chứng kiến lòng trung thành và danh dự của mình bị phá hủy bởi lời buộc tội, các chapter này đã cùng bắt tay vào thực hiện một cuộc thập tự chinh sâu bên trong Eye of Terror để chứng minh sự trong sạch của mình thông qua việc thanh trừng những thế giới đã bị đánh cắp qua quyền cai trị chính đáng của hoàng đế bởi sự ra đời của hoàng tử bóng tối Slaanesh. Cuộc chinh phạt này sau đó đã được coi là một thảm họa đối với tất cả các chapter tham gia. Hơn 800 năm sau khi cuộc thập tự chinh vực thẳm bắt đầu, những người còn sống sót của nó cuối cùng đã quay trở lại không gian thực, với gần như toàn bộ lực lượng đã bị tiêu diệt hoặc bị tha hóa bởi hỗn mang sau hàng thế kỷ chinh chiến bên trong lãnh hải của Warp. Tức giận và cay đắng trước số phận của mình, thay vì đón nhận vinh hiển với chiến tích thanh trừng hơn 400 hành tinh khỏi quỷ dữ, Chapter Master Kovac Lan của Chapter Vorpal tuyên bố Thánh Basilius đã băng hà từ lâu là một tông đồ của hỗn ma, kẻ đã thêu dệt những cáo buộc vô căn cứ dẫn đến sự diệt vong của các Chapter Space Marine chân chính. Trong vòng chưa đầy một năm sau đó, mọi di tích và đền thờ được biết đến của vị thánh giả tạo đều bị phá hủy và những tín đồ của ông ta đều đã bị xử tử với tội danh dị giáo. Xương và thánh tích của Basilius sau đó đã được đặt trong một phi thuyền vận tải vô chủ và phóng thẳng vào một ngôi sao. Cuộc chiến Oculusiad bắt đầu vào năm 555 của thiên niên kỷ thứ 37, khi rìa phía tây bắc của thiên hà bị tàn phá bởi những kẻ dị giáo tự gọi mình là tông đồ của vị vua mù. Nó được lãnh đạo bởi một giáo sĩ công nghệ nổi loạn, có sự tồn tại xác thịt của nhân loại là một sự sỉ nhục đối với vị thần máy Omessire. Các tông đồ của hắn đã khai quật được nhiều loại công nghệ mạnh mẽ từ thời đại công nghệ, giúp hắn vũ khí hóa những ngôi sao bình thường thành các siêu tần tinh. Từ đó, bản đồ sao của thiên hà đã thay đổi mãi mãi khi các tông đồ của vị vua mù thanh lọc vùng rìa không gian thuộc Segmentum Obscurus khỏi sự sống con người bằng những vũ khí hủy diệt khủng khiếp này. Chiến tranh đã sớm nổ ra trong suốt một thập kỷ tàn khốc, cho đến khi chiến hạm chỉ huy của vị vua mù bị phát hiện và phá hủy bởi chiếc Dominus Astra của Imperial Navy. Không còn sự lãnh đạo, tổ chức của các tông đồ đã nhanh chóng bị khuất phục và các vũ khí nguy hiểm của chúng đã được khóa kín trong những tầng hầm sâu nhất của sao hỏa. Theo thời gian, nguồn lực của đế chế nhân loại đã gần như cạn kiệt do các cuộc huy động quân sự dồn dập từ khắp thiên hà. Sự phân tán và tiêu hao lực lượng trong các cuộc thập tự chinh hoàng gia và các cuộc chiến vì đức tin liên tục của thời kỳ này đã khiến nhiều hành tinh của Imperium mất hoàn toàn khả năng phòng thủ. Do đó, vào khoảng đầu thiên niên kỷ thứ 38, tình trạng hỗn loạn đã lại bùng nổ trên toàn lãnh thổ Imperium, đánh dấu sự khởi đầu cho một thời kỳ mới sau này được ghi nhớ là sự suy vong. Trong đó, hết hệ thống sao này đến hệ thống sao khác đã bị tàn phá bởi các cuộc xâm lăng của các loài Xenos, các cuộc nổ dậy dị giáo và các cuộc tấn công của hỗn ma, hoặc phải đối mặt với sự diệt vong do các thảm họa lương thực và môi trường. Vào năm 754 của thiên niên kỷ thứ 37, trên hàng ngàn hành tinh, các giai cấp thấp kém đã nổi dậy chống lại sự áp bức của các nhà cầm quyền Imperium với sự thúc đẩy của những nhà lãnh đạo tự xưng, hứa hẹn về một lối sống tốt đẹp hơn, một thiên hà khoan dung hơn với con người. Phong trào này đặc biệt phổ biến trong giới trẻ của Imperium, khiến nó có được mệnh danh là cuộc thập tự chinh nhì đồng. Hàng tỷ người hành hương trẻ tuổi, nhiệt thành đã cướp lấy những con tàu vận tải để thực hiện một cuộc hành hương đi đến Terra, nhưng phần lớn đã biến mất trong lòng Warp. Từ đó, nó còn được định danh là cuộc thập tự chinh thất lạc, The Lost Crusade. Nhưng rồi, vào năm thứ 666 của thế niên kỷ thứ 38, một đội tàu không gian khổng lồ gồm các phi thuyền dị dạng đã trôi dạt ra khỏi Warp gần Terra. Một số phi thuyền mục nát này vẫn có thể được nhận dạng là phương tiện vận chuyển chở những người hành hương từ cuộc thập tự chinh thất lạc.
và tòa án dị giáo đã phải hoạt động điên cuồng để che đậy sự tồn tại của hạm đội này và phi hành đoàn bị quỷ ám và đột biến khủng khiếp của nó. Sự mệt mỏi của Imperium cũng đã sớm trở thành lợi thế cho các quân đoàn phản bội tấn công nhân loại từ The Eye of Terror. Với tổng cộng 4 cuộc thập tự trình đen đã được phát động bởi War Master Abaddon từ cuối thế niên kỷ thứ 38 đến đầu 41. Tuy các cuộc Black Crusade này đều đã thất bại trong việc giành lấy mục tiêu trung tâm của chúng là chiếm lấy Terra, những thiệt hại mà chúng đã gây ra cho Imperium sau mỗi lần ra quân vẫn là vô cùng nặng nề, làm xói mòn hơn nữa nền móng vốn đã suy tàn của Imperium cũng như của chính bức màn ngăn cách giữa thực tại và Immaterial. Cứ mỗi lần ra khỏi con mắt kiếp đà, đạo quân hỗn mang của Abaddon lại ngày càng lớn mạnh hơn trước, hứa hẹn về sự thất bại của các lực lượng phòng thủ Imperium trong tương lai gần. Nổi bật nhất trong số này là cuộc thập tự trình đen lần thứ 12, hay còn được gọi là cuộc đại chiến Gothic. Bắt đầu vào năm thứ 139 của thế niên kỷ thứ 41, sau khi một loạt các cơn bão wow khổng lồ đã bất ngờ chia cắt sector Gothic thuộc segmentum Obscurus khỏi phần còn lại của Terra. Cuộc đại chiến Gothic bao gồm hàng trăm cuộc xâm lược hành tinh và các trận hải chiến kéo dài cho hơn 2 thập kỷ, từ năm 139 đến 160 của thế niên kỷ thứ 41, và chỉ kết thúc khi lực lượng của Abaddon buộc phải rút lui vào Immaterium vì sự xuất hiện ngày càng gia tăng của quân tiếp viện Imperium sau kia cơn bão Warp vốn là lợi thế cho cuộc xâm lược của chúng cuối cùng cũng đã tan biến một cách bí ẩn. Cuộc xung đột này đã gây ra sự hủy diệt của nhiều hành tinh cũng như cái chết của hàng tỷ công dân và binh lính đế chế. Và mặc dù một lần nữa đã bị đẩy lùi, quân đoàn đen của Abaddon đã giành được các chiến lợi phẩm đắt giá. Chúng đã chiếm được 2 trong tổng số 6 vật thể di động cổ đại khổng lồ có nguồn gốc Xenos bí ẩn, được gọi là pháo đài Blackstone, từng được Imperium trưng dụng như là các cảng neo đậu tàu chiến khổng lồ. Bản thân chúng đều là những vũ khí mạnh mẽ có khả năng gây bất ổn cho chính các ngôi sao và phá hủy toàn bộ hệ mặt trời bằng các vụ nổ siêu tần tinh. Với các pháo đài Blackstone trong tay, sức mạnh của quân đoàn đen giờ đây đã trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng bất chấp bối cảnh tam tối chung của thời kỳ này, những chiến công vĩ đại của nhân loại vẫn được tạo nên. Vào đầu thế niên kỷ thứ 39, 5 vị tướng đã trở thành lãnh đạo của 5 segmentum của đế chế nhân loại. Mỗi vị nhân này đã chỉ huy một cuộc thập tự trình hoàng gia, được nhớ đến là các cuộc thập tự trình chuộc tội, đã cùng đẩy biên giới của toàn Imperium ra xa nhất trong vòng 500 năm. Tất cả các chỉ huy này sau đó đều đã biến mất một cái bí ẩn sau 50 năm dẫn đầu các chiến dịch trừng phạt của mình, đánh dấu chấm dứt của các cuộc thập tự trình chuộc tội của họ. Ecclesiarch Innovan Đệ Tam sau đó đã tuyên bố cả 5 vị nhân này là những vị thánh đã quay trở lại bên cạnh hoàng đế khi nhiệm vụ của họ đã hoàn thành. Nhưng ngay cả với thành tích vĩ đại của những người tiền nhiệm này, thì không lâu sau sự mất tích bí ẩn của 5 vị tướng của các cuộc thập tự trình chuộc tội, một vị chỉ huy cấp cao bậc Lord Solar mang tên Macarius của Astra Militarum đã chứng tỏ mình là vị chỉ huy phàm trần vĩ đại nhất lịch sử đế chế, thông qua việc lãnh đạo một trong các chiến dịch trừng phạt thành công nhất lịch sử Imperium vào đầu thế niên kỷ thứ 41. Cuộc trừng phạt hoàng gia của ông được ghi nhớ là Macarian Crusade, đã vươn tới rìa của thiên hà và hơn 1.000 thế giới mới đã được thêm vào lãnh thổ đế chế chỉ sau vỏn vẹn 7 năm tiêu chuẩn của Terra. Với chiến công lẫy lừng của mình, ông đã được Adeptus Ministrorum ca tụng là vị thánh sống trước khi ông không may qua đời vì bệnh tật. Kể từ kết thúc của cuộc thập tự trình vĩ đại, Imperium mới ghi nhận sự mở rộng lãnh thổ trên quy mô lớn và nhanh chóng đến vậy. Nhưng mặc cho tất cả những vinh quang này, tình trạng suy tàn của toàn Imperium rộng lớn vẫn không hề thay đổi, thậm chí chỉ ngày càng tồi tệ hơn qua từng ngày. Nhưng sự thật là sự suy tàn của Imperium đã tiếp diễn trong hàng ngàn năm, ngay từ khi War Master vĩ đại nhất của loài người quyết định phản bội hoàng đế. Tất cả những gì đã và đang níu kéo nó khỏi sự sụp đổ hoàn toàn trong gần 10.000 năm sau đó chính là niềm tin tuyệt đối vào sự bảo hộ của Ngài. Ngay khi nhân loại bước vào thế niên kỷ thứ 41, các công dân của Imperium ở khắp mọi nơi trong thiên hà, dù là Chapter Master cao quý hay những đứa trẻ vô danh của các thành phố tổ ong chưa bao giờ được nhìn thấy ánh dương, đã cùng mơ về một giấc mơ. Rằng hoàng đế với hốc mắt trống rỗng trên ngai vàng mục nát của mình đang đổ lệ. Và mặc dù giấc mơ này có vô số dĩ bản khác nhau, tất cả đều hiểu rằng hoàng đế khóc không phải cho chính mình, mà là cho tương lai tăm tối của toàn nhân loại, vì ngày tận thế đang ở rất gần. Chương 8. Tử thần của khoảng không. Nhân loại đã tiến dần đến kết thúc của thế niên kỷ thứ 41. Mặc dù bị bao vây từ mọi phía, các công dân của Imperium vẫn luôn tìm thấy hy vọng thông qua đức tin vào hoàng đế linh thiêng. Nhưng dù niềm tin của họ có mạnh mẽ đến đâu,
họ vẫn không thể thay đổi sự thật rằng Imperium đang tiến ngày càng gần hơn đến sự diệt vong. Trong khi các kẻ thù cũ vẫn đang tranh nhau xâu xé nhân loại bất cứ khi nào có cơ hội, thì các mối đe dọa mới từ các loài Xenos đã đồng loạt xuất hiện vào những thế kỷ cuối của thế niên kỷ thứ 41, đã làm lay chuyển các quan niệm lâu đời của đế chế về vị trí của con người trong chuỗi tự ăn của vũ trụ. Tất cả bắt đầu với những gì được cho là một báo cáo về dị giáo nhỏ trên một thế giới khai thác khoáng sản ở rìa phía đông của Thiên Hà. Hành tinh Gosa Quintus đã được cai trị bởi triều đại Trist trong nhiều thế kỷ và được biết đến là nơi sở hữu quặng adamantium tinh khiết nhất trong toàn sạch mân tấm Optima. Chúng được chiết xuất từ sâu bên trong lòng hành tinh từ một hệ thống hang động ngầm khổng lồ được gọi là The Great Pit và đã luôn giúp hành tinh này có được một nền kinh tế ổn định. Nhưng vào năm thứ 680 của thế niên kỷ thứ 41, một loạt các báo cáo đã truyền đến tòa án dị giáo rằng một biến thể dị giáo của giáo hội hoàng gia đã ẩn náu trên thế giới khai thác mỏ này. Để làm rõ nghi vấn này, một điều tra viên Inquisitor tên là Chai Green đã đến Gosa Quintus cùng với sự hỗ trợ của một đội Tempestus Science, lực lượng đặc nhiệm tình nhuệ của Astra Militarum. Cuộc điều tra của Inquisitor Chai Green cuối cùng đã đưa ông vào các tầng hầm sâu hơn của The Great Pit. Tiến vào càng sâu, nhóm trinh sát của Chai Green càng tìm thấy nhiều bằng chứng về sự biến chất của Gosa Quintus. Nhưng kỳ lạ thay, trong thông báo cuối cùng của ông với Ordo Hereticus đã chỉ ra rằng các báo cáo về dị giáo đã được phóng đại và triều đại Trist đã được ông tuyên bố là trong sạch. Phải mất đến hơn một năm kể từ khi tòa án dị giáo mất liên lạc với đội điều tra của Chai Green, một tiểu đội thuộc chapter Death Watch gồm 5 Space Marine lão luyện là Q-Team Axis đã được phái đến Gosa Quintus để điều tra về sự mất tích bí ẩn của vị Inquisitor, và ngay cả họ cũng đã không bao giờ quay trở lại. Các báo cáo về cuộc điều tra thất bại của Dead Watch cuối cùng đã đến với Chapter Space Marine Ultramarines vì thế giới mẹ Macrack của họ cũng nằm ở rìa phía đông của thiên hà. Quyết tâm làm sáng tỏ tình hình tại Gosa Quintus, vị First Chaplain của Ultramarines, Otan Calcius, đã quyết định gia nhập Dead Watch. Với đội Q-Team do chính mình lựa chọn, Calcius đã khám phá ra một sự thật khủng khiếp tại Gosa Quintus. Q-Team Calcius của vị First Chaplain đã đào sâu vào các đường hầm của The Great Pit và phát hiện ra rằng nó đã bị xâm chiếm bởi những con người là Xenos gớm ghiếc, những kẻ tự nhận là một phần của một tổ chức vũ trang mà chúng gọi là giáo phái của Hoàng đế Bốn Tay. Một số chúng có các đặc điểm quái dị dễ nhận biết với chiếc đầu phình to và có đến hai đôi tay. Một có bàn tay con người, còn đôi kia lại có móng vuốt sắc lẹm. Nhưng phần lớn số khác lại trông gần như hoàn toàn giống con người, ngoại trừ hàm răng sắc nhọn và làn da kỳ lạ. Điều này đạt được là do giống loài Xenos bí ẩn này đã trộn lẫn các vật liệu sinh học di truyền của mình vào bộ gen của các vật chủ con người và sau đó kiểm soát tất cả các thành viên của giáo phái của chúng thông qua sự kiểm soát thần kinh bằng tín hiệu tâm linh. Vì đặc điểm trộn lẫn gen của chúng, loài Xenos mới này sau đó đã được Imperium đặt tên là Gene Stealer. Q-Team Calcius đã chống lại các cuộc tấn công dữ dội của chúng khi họ tiến vào sâu hơn bên trong lõi của thế giới thối nát của triều đại Trist. Họ đã phát hiện ra nguồn gốc của lời nguyền biến đổi gen khủng khiếp tại Gosa Quintus dưới hình dạng của một con quái vật gớm ghiếc được gọi là Gene Stealer Patriarch. Tuy rằng cuối cùng, đội Q-Team đã tiêu diệt thành công được Patriarch và sống sót trở về, Calcius và các Space Marine của ông đã mãi mãi bị thay đổi bởi cuộc đụng độ kinh hoàng tại đây. Nhưng điều gây sốc nhất là bằng chứng đáng sợ mà họ đã phát hiện ra trong hang ổ của Gene Stealer Patriarch. Một tổ hợp các ảo ảnh bản đồ 3 chiều đã tiết lộ rằng dưới vỏ bọc của các chuyến tàu thương mại, triều đại Trist do giáo phái Gene Stealer kiểm soát đã gieo rắc lời nguyền trộn gen của chúng ra toàn bộ sector bằng khả năng lây nhiễm hiệu quả đến đáng kinh ngạc. Khi chỉ một cá thể Gene Stealer cũng có thể thiết lập các giáo phái tương tự tại Gosa Quintus trên bất kỳ thế giới nào mà chúng chạm tới, từ đó dần hủy hoại nó từ bên trong. Nhưng thậm chí còn tồi tệ hơn là tại một thế giới nằm tại vùng biên giới không xa Gosa Quintus, tòa án dị giáo đã biết được rằng sự lây nhiễm của Gene Stealer chỉ là dấu hiệu ban đầu về một mối đe dọa từ một chủng loài Xenos lớn hơn bất kỳ mối đe dọa nào khác mà thiên hà từng biết đến. Lord Inquisitor Fidus Crippman là một đặc vụ cấp cao của Ordo Xenos, người đã nổi danh là anh hùng của Imperium sau khi giúp đỡ thúc đẩy quá trình tái thiết và xác nhập các thế giới mới được chinh phục xuyên suốt trong và sau cuộc thập tự chinh Macarians.
Ông đã nghiên cứu hàng loạt các báo cáo gần đây của một đoàn thám hiểm Mechanicus trong một khu vực thuộc segmentum Ultima. Các báo cáo này đã chỉ ra một khuôn mẫu bất thường của một loạt các hành tinh chết lan rộng vào bên trong, bắt đầu từ rìa phía đông của thiên hà. Vào năm thứ 745 của thiên niên kỷ thứ 41, ông đã du hành đến một tiền đồn của Adeptus Mechanicus tại hành tinh mang tên Tyrant Primus. Nhưng khi đến nơi, Crippen đã bàng hoàng phát hiện ra rằng Tyrant Primus từng là một hành tinh nổi danh với các đại dương bất tận đầy ắp vô số các loài thực vật và động vật, đã hóa thành một tảng thiên thạch cằn cỗi, hoàn toàn không có sự sống, thiếu vắng ngay cả những dạng vi khuẩn đơn giản nhất. Vì nằm trên một hành tinh thuộc vùng không gian nguy hiểm ở rìa thiên hà, tiền đồn Mechanicus của Tyrant Primus là một tổ hợp cấu trúc pháo đài và bon kè chồng chéo nhau, được bảo vệ tương đối tốt bởi 4 tháp pháo laser phòng thủ và hàng chục ụ súng máy tầm xa autocannon và las cannon. Tất cả được che chắn bởi một hệ thống máy tạo khiên năng lượng bảo vệ cùng bao bọc một pháo đài trung tâm kiên cố. Nó còn có cho mình một lực lượng bộ binh và tàu chiến tương đối đáng gờm, bao gồm một trung đoàn Astra Militarum, một đội vệ binh Skitari và một đội tàu Imperial Navy gồm các tàu tuần dương hạng nhẹ và phi cơ chiến đấu Thunderbolts. Crippen đã vô cùng bối rối vì lực lượng phòng thủ này lẽ ra phải đủ mạnh để chống lại các cuộc tấn công thường thấy của các loài Xenos ở rìa thiên hà. Vị Inquisitor sau đó đã sớm tìm ra câu trả lời cho câu đố hóc búa của mình trong một hộp đen dữ liệu mà ông đã phát hiện ra đang nằm sâu trong pháo đài đổ nát của Mechanicus. Nó chứa thông điệp cuối cùng của chỉ huy tiền đồn là Magos Vanak, cảnh báo nhân loại rằng một mối đe dọa ngoài hành tinh khủng khiếp mới đã xuất hiện từ khoảng không giữa các thiên hà. Những lời nhắn cuối cùng của vị Magos mô tả về những gì đã xảy ra tại Tyrant đã khiến Crippen ớn lạnh. Tử thần, hỡi vị thần mày, tử thần đã tới. Các dữ liệu trong hộp đen mà Crippen tìm được đã tiết lộ rằng Magos Vanak đang thực hiện một cuộc khảo sát về các thế giới lân cận, thì một đám mây khổng lồ được tạo thành từ các vật thể không xác định đã xâm nhập vào hệ thống sao Tyrant. Đám mây này sau đó được xác định là một hạm đội gồm hàng ngàn sinh khối khổng lồ giống như các con tàu vũ trụ sống theo đúng nghĩa đen. Các con tàu sinh học ngoài hành tinh này đã dễ dàng áp đảo hạm đội nhỏ của Imperial Navy trước khi nỗi kinh hoàng của Tyrant Primus thực sự bắt đầu. Hạm đội sinh học bí ẩn đã thả vào bầu khí quyển của Tyrant hàng nghìn khối vật chất sinh học khổng lồ, sau này được gọi là bào tử Mysatic, đóng vai trò như là các phương tiện vận chuyển. Chúng đã rơi xuống các đại dương của Tyrant và giải phóng ra một lượng lớn các bầy đàn Xenos bao gồm vô số hình dạng và kích thước khác nhau, đã lập tức lao vào tấn công hàng phòng thủ của Tyrant. Inquisitor Crippen đã sớm nhận ra rằng các cá thể Xenos này sở hữu các đặc điểm hình thái sinh học gần như tương đồng với các mô tả về Jean Stealer Patriarch mà Deathwatch đã chạm trán tại Gosha Quintus. Điều này đã giúp ông nhận ra rằng sự lây nhiễm của các Jean Stealer chỉ là tiền đề cho một cuộc xâm lăng lớn của loài Xenos này. Các Astropath của Tyrant đã không thể kêu gọi giúp đỡ bằng giao tiếp tâm linh, vì bầy đàn Xenos này đã được chỉ đạo bởi một sự hiện diện tâm linh khổng lồ và vô cùng mạnh mẽ, được gọi là Hive Mind. Đây chính là đầu não kiểm soát tất cả các hành vi của chúng và có khả năng phá vỡ các liên kết tâm linh trong warp trên diện rộng, khiến cho mục tiêu của chúng bị cô lập hoàn toàn. Khả năng này sau đó được gọi là Shadow in the Warp. Ban đầu, lực lượng Astra Militarum đã đẩy lùi thành công bầy Xenos bằng hỏa lực tập trung, nhưng cuối cùng họ cũng đã bị áp đảo bởi số lượng khủng khiếp của những kẻ xâm lược. Hầm chỉ huy của tổ hợp Mechanicus chính là nơi cố thủ cuối cùng của họ, nhưng ngay cả nó cũng đã sớm thất thủ. Những cánh cổng làm từ ceramic kiên cố đã lần lượt sụp đổ trước sức nặng của những cá thể Xenos khổng lồ, và tất cả những người trú ẩn bên trong đều đã bị tàn sát. Magos Vanak đã nhấn công tắc khẩn cấp, từ đó thu thập tất cả các mã dữ liệu của tiền đồn Tyrant và cái kết thảm khốc của nó, và một hộp đen nằm sâu bên dưới lòng căn cứ nơi Crippen đã tìm thấy nó. Với hộp đen dữ liệu bên mình, Crippen đã đặt tên cho mối đe dọa ngoài hành tinh mới này là Tyrannid, theo tên của Tyrant Primus, thế giới đầu tiên của Imperium bị chúng xâm lược. Ngay lập tức, Crippen bắt đầu hành trình cảnh báo Imperium từ hành tinh Macrack. Nếu như tính toán của Crippen là chính xác, hành tinh này sẽ nằm ngay trên đường đi của hạm đội Tyrannid. Ông sẽ phải cảnh báo Chapter Master của các Ultramarines tập hợp lực lượng của mình để chuẩn bị cho cuộc xâm lăng sắp tới. Đúng như lời cảnh báo của Magos Vanak, tử thần đang đến với tất cả.
Nhưng còn có một nhân vật khác trong thiên hà đã biết về điều sắp xảy ra với Imperium từ lâu. Tên của hắn là Zarak, vị vua cầm lặng, và hắn đã từng là chỉ huy của cả một giống loài Xenos cơ học bất tử cổ đại, được gọi là Necrons. 60 triệu năm trước thiên niên kỷ thứ 41, loài Necron được biết đến là Necrontia, một giống loài ngoài hành tinh cổ đại cai trị một đế chế rộng lớn trải dài khắp thiên hà. Necrontia là một loài có tuổi thọ ngắn ngủi vì các căn bệnh nan y di truyền và thường rơi vào những cuộc xung đột tàn khốc. Lãnh thổ của chúng bị chia cắt bởi sự thống trị của nhiều triều đại. Các triều đại được cai trị bởi các vị vua được gọi là Pharaoh, được thống nhất một cách lỏng lẻo bởi một hội đồng cấp cao gọi là Triarch. Các Triarch được lãnh đạo bởi một Pharaoh được gọi là Silent King, vị vua cầm lặng, vì hắn chỉ giao tiếp với người dân của mình một cách gián tiếp thông qua các thành viên khác của hội đồng Triarch. Vương quốc của các Necrontyr liên tục bị chia rẽ bởi các cuộc chiến tranh triền miên giữa các triều đại. Các Triarch cuối cùng đã nhận ra rằng chỉ thông qua một kẻ thù chung bên ngoài mới có thể đoàn kết được các triều đại và giúp loài Necrontyr có đủ sức mạnh để làm chủ thiên hà. Và kẻ thù chung mà chúng đã chọn là Owan, một chủng loài ngoài hành tinh siêu việt với khả năng làm chủ mạnh mẽ sức mạnh psychic của Warp, và chính là những người đã xây dựng lên hệ thống Warpway. Các Necrontyr từ lâu đã ghen tị với vòng đời gần như vô tận cũng như sự thịnh vượng của đế chế Owan. Do đó, các triều đại Necrontyr đã cùng hợp nhất để giải phóng cơn thịnh nộ của mình lên loài Owan. Cuộc chiến giữa hai kẻ thù thần thánh này sau này được nhớ đến trong thần thoại của loài Eldar là cuộc chiến của thiên đàng. Cuộc xung đột kéo dài hàng triệu năm này được coi là cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử của toàn thiên hà. Bất chấp mọi nỗ lực của mình, người Necrontyr đã sớm phải nhận ra rằng chúng có rất ít cơ hội đánh bại được Owan với khả năng làm chủ sức mạnh psychic mạnh mẽ, ngay cả với các công nghệ tiên tiến của mình. Nhưng khi sự thất bại đã gần như chắc chắn và chúng tiến ngày càng gần hơn đến bờ vực diệt vong, loài Necrontyr đã tìm ra cho mình những vị cửu tinh mà chúng đặt tên là Catan hay Thần Sao. Catan là những sinh vật ngoài hành tinh cực kỳ cổ xưa, được tạo nên từ năng lượng thuần khiết, đã sinh tồn bằng việc hấp thụ các vì sao kể từ khởi đầu của chính vũ trụ. Nhưng các Catan lại thích mùi vị của năng lượng linh hồn trong các sinh vật sống hơn là dòng năng lượng nhạt nhẽo của các mặt trời. Chính vì lý do này, một Catan sau này được Necron gọi bằng cái tên cay đắng là The Deceiver, kẻ lừa lọc, đã tìm đến Zarek, vị Silent King cuối cùng, và đề nghị thành lập một liên minh để cùng đánh bại Owan. Với sự hướng dẫn của những đồng minh mạnh mẽ, các Necrontyr đã tham gia vào một quá trình chuyển đổi cơ thể được gọi là Biotransference để rũ bỏ cơ thể xác thịt mềm yếu đầy bệnh tật của mình và bước vào những cơ thể mới được làm bằng kim loại sống được gọi là Necrodermis. Thông qua đó, chúng sẽ có được sự bất tử mà mình hằng mong ước. Nhưng điều mà loài Necrontyr đã không ngờ được đó là linh hồn của chúng sẽ bị tách rời khỏi cơ thể trong khi quá trình chuyển đổi cơ thể được thực hiện, tạo điều kiện cho các cực thàn mưu mẹo hấp thụ tất cả dòng năng lượng sống của giống loài. Sau khi quá trình hoán đổi cơ thể đã hoàn tất, Necrontyr đã trở thành những Necron bất tử, cuối cùng đã thoát khỏi tất cả sự mềm yếu của xác thịt. Nhưng Silent King Zarek đã phải bàng hoàng nhận ra sự thật rằng giống loài của hắn đã phải trả giá bằng chính linh hồn của mình. Đúng như kế hoạch của Catan, đại đa số Necron sau khi hoán đổi thân xác đều đã trở thành những cỗ máy tự động vô tri, trong khi chỉ có giới quý tộc Necron được phép giữ lại những khả năng nhận thức cơ bản để trở thành một lực lượng nô lệ lý tưởng cho các vị thần sao. Và như vậy, với đội quân kim loại bất tử mới, cục diện của cuộc chiến trên thiên đàng đã nghiêng về phía các Catan. Hàng loạt hệ thống sao đã bị nuốt chửng bởi sức mạnh bè cong thực tại của các thần sao, trong khi các quân đoàn Necron thực hiện những cuộc diệt chủng tới tận lòng Webway. Để đáp trả, Owan đã tạo ra nhiều loài mới, như tổ tiên của loài Orc và Eldar, để hỗ trợ mình trong cuộc chiến. Nhưng tất cả những nỗ lực này cuối cùng đã được chứng minh là quá muộn màng, và sự tuyệt chủng cuối cùng đã tìm đến các Owan như một lẽ tất yếu. Khi cuối cùng kẻ thù truyền kiếp Owan đã biến mất khỏi thiên hà, Zarek đã lãnh đạo một cuộc nổi dậy chống lại các thần sao của mình. Thông qua yếu tố bất ngờ và công nghệ siêu tân tiến được nghiên cứu bí mật của Necron, các Catan đã bị hạ bệ và mỗi Catan đã bị phân rã thành hàng ngàn mảnh khác nhau rồi bị ném vào trong các nhà tù đa chiều vô tận không lối thoát, để rồi sau đó sẽ trở thành nô lệ của các Necron với vai trò như là vũ khí và nguồn năng lượng. Nhưng cuộc nổi dậy này đã làm sức mạnh của loài Necron bị suy yếu trầm trọng.
đến mức chúng không còn có thể chống lại sức mạnh ngày càng gia tăng của các giống loài trẻ hơn, tiêu biểu là loài Eldari lúc này đã làm chủ hệ thống Webway. Salen King hy vọng sẽ tìm ra cách đảo ngược quá trình chuyển đổi cơ thể và khôi phục lại linh hồn cho giống loài của mình. Nhưng hắn cũng biết rõ rằng Necron lúc này không thể chống lại sự báo thù của loài Eldar. Do đó, Zarek đã ra lệnh cho các thành phố Necron còn lại được xây dựng thành các lăng mộ lớn, nơi mà chúng sẽ cùng an nghỉ trong hơn 60 triệu năm tiếp theo. Và khi thời cơ tới, Necron sẽ thức tỉnh để chinh phục thiên hà và khôi phục lại vương triều đã mất của mình. Nhưng Zarek đã phá hủy các giao thức kiểm soát mà hắn từng sử dụng để điều khiển giống loài của mình và bỏ lại thiên hà phía sau với hy vọng tìm kiếm sự chuộc tội giữa sự trống rỗng vô ngần của khoảng không. Và rồi, sau hơn 60 triệu năm, sự lưu đày của Silent King cuối cùng cũng đã kết thúc. Trong khi lang thang trong khoảng không giữa các thiên hà, Zarek đã phát hiện ra sự tồn tại của các hạm đội Tyranids. Nhận ra rằng giải ngân hà của mình sẽ là mục tiêu tiếp theo của loài Xenos háu đói này, Silent King đã quay trở lại thiên hà một lần nữa. Một cách chậm rãi và cẩn thận, hắn bắt đầu tìm đường đến những thế giới mộ của loài Necron để dần đánh thức các triều đại bất tử vẫn còn đang ngủ say. Nhưng trước khi có thể đánh thức tất cả, mặc dù hắn cũng chưa thể nhìn thấy khả năng nào, Zarek hy vọng rằng những chủng tộc trẻ hơn như loài người đã thừa kế các vì sao sau khi đế chế Eldar sụp đổ có thể chống lại cơn thủy triều đói khát của Hive Mind. Mặc dù các lăng mộ Necron đã bắt đầu thức dậy một cách không đều đặn từ giấc ngủ sâu hoặc bị tiêu diệt bởi các loài khác trong suốt thời gian tồn tại của Imperium, hàng nghìn tỷ Necron vẫn còn đang nằm lặng yên trong tình trạng tê liệt dưới tầng địa chất của vô số hành tinh. Vị Silent King đã quyết tâm đánh thức tất cả, và một khi các hạm đội Tyranid của Hive Mind đã bị đẩy lùi, đội quân bất tử của hắn sẽ trỗi dậy và giành lại thiên hà cho riêng mình. Chương 9. Thời đại diệt vong. Khi những thế kỷ cuối cùng của thiên niên kỷ thứ 41 sắp sửa khép lại, viễn cảnh về tương lai của nhân loại lại một lần nữa bị che lấp bởi máu và nước mắt. Vào thời điểm này, các cuộc ly khai nổi loạn và các cuộc xâm lăng bất ngờ của các quân đoàn phản bội giờ đây đang tiếp diễn trên khắp mọi ngóc ngách của thiên hà. Và Warp lại một lần nữa bắt đầu trở nên bất ổn và một cơn khủng hoảng sai cơ và dị nhân lại quét qua Imperium. Tệ hơn nữa, vì đã cảm nhận được sự suy yếu của Imperium, các chủng tộc ngoài hành tinh, cả cũ lẫn mới, cũng đã từng bước bao vây thiên hà từ mọi phía. Trên toàn thể Imperium of Man rộng lớn, các Atropath đã làm việc cật lực để thu nhận các thông điệp truyền qua Immaterium, và hết lần này đến lần khác, chúng đều là những lời cầu cứu tuyệt vọng. Các thống chế hành tinh gửi lời cầu xin viện trợ trước bờ vực sụp đổ của cả hệ thống sao, các sĩ quan Astra Militarum kêu gọi tiếp viện từ những chiến trường vô vọng, và các đô đốc của Imperial Navy đưa ra những cảnh báo liên tục về các chuyển động của các hạm đội thù địch khổng lồ. Các lực lượng của Imperium đã chiến đấu với lòng quả cảm của những anh hùng cổ xưa, quyết tâm bảo vệ nhân loại bằng mọi giá, nhưng họ không thể có mặt ở mọi nơi cùng một lúc. Các Space Marine và Astra Militarum đã từng bước xa lầy vào các cuộc chiến tranh với quy mô chưa từng có tiền lệ trước đây, ngay cả trong thời kỳ Horus Heresy. Những tín đồ nhiệt thành của Hoàng đế tuyên bố rằng sự loạn lạc này chính là sự trừng phạt của Chủ đế đối với nhân loại, bởi lẽ họ đã làm trái với tâm nguyện của Ngài. Và những nhà tiên tri tự xưng đã sớm đưa những điểm báo tăm tối của mình vang vọng khắp Imperium về Time of Ending, một kỷ nguyên mà nhân loại sẽ bị xét xử và trừng phạt bởi cơn thịnh nộ của Hoàng đế, nơi mà đức tin sẽ được thử thách bằng hỏa ngục và lòng dũng cảm của mọi đàn ông và phụ nữ đều sẽ bị đẩy đến giới hạn của nó và thậm chí còn vượt xa hơn thế. Tại khởi đầu của kỷ nguyên này, các loài Xenos chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Imperium. Chỉ vài năm trước khi loài Tyranid được phát hiện, Imperium đã ghi nhận sự tồn tại của hàng loạt đế chế Xenos khác đang từng bước ăn mòn các biên giới của nhân loại. Đáng chú ý nhất trong số này là một đế chế thuộc về một loài Xenos mang hình thái giống con người đã bắt đầu di chuyển vào lãnh thổ đế chế nhân loại từ rìa phía đông của thiên hà, được gọi là Tau. Tau là một giống loài thông minh, có công nghệ tiên tiến và có thái độ tương đối ôn hòa. Các hoạt động buôn bán và thương mại đã sớm bí mật phát triển mạnh mẽ giữa các hành tinh của chúng và con người nằm ở khu vực biên giới của vịnh Damocles, một khu vực không gian lớn nhưng lại tương đối trống rỗng, chia cắt nhiều hành tinh, bao gồm cả trung tâm của đế chế Tau với phần còn lại của thiên hà. Thực tế là nhân loại đã có những tiếp xúc đầu tiên với Tau vào cuối thế kỷ thứ 35. Con tàu thám hiểm mang tên Lands Vision của Adeptus Mechanicus đã phát hiện ra thế giới quê hương của Tau.
Nhưng đế chế thao của thời kỳ đó chỉ vừa chạm đến thời kỳ đồ đá của mình với các công cụ săn bắn đơn giản và vẫn đang tìm cách để tạo ra lửa. Nhưng trước khi Imperium có thể quyết định nên làm gì với loài Xenos bản địa thấp kém này, một cơn bão warp dữ dội đã bất ngờ bùng phát khắp vùng không gian xung quanh hành tinh của Tau, buộc chiếc Land Vision phải rút lui khỏi hệ thống sao. Sau đó, các cuộc chiến tranh tàn khốc của thời đại bội đạo đã ngăn cản những nỗ lực thám hiểm tiếp theo và nhân loại nhanh chóng quên đi sự tồn tại của loài Tau. Nhờ sự bao bọc của các cơn bão warp, Tau đã có một cơ hội phát triển trong hòa bình và chỉ trong vòng 6.000 năm tiếp theo, Tau đã trở thành một nền văn minh có trình độ công nghệ kỹ thuật tương đối mạnh mẽ. Trong thời tiền sử của mình, loài Tau cũng đã từng sống như những bộ lạc du mục. Những người Tau trên núi có những mảng da lớn và khung xương nhẹ, giúp chúng có thể bay lượn nhờ vào các luồng gió nóng. Người Tau ở các thung lũng ven sông đã phát triển nông nghiệp và luyện kim, hình thành lên những khu định cư thực sự đầu tiên. Sự phát triển của các khu định cư đã dẫn đến nhu cầu buôn bán, và những người Tau đi lang thang bắt đầu thiết lập các mối quan hệ giữa các bộ tộc khác nhau, du hành ngược xuôi các con sông trên chiếc xà lan thô sơ của mình. Còn người Tau ở vùng đồng bằng đã trở thành những thợ săn mạnh mẽ, to lớn và khỏe mạnh hơn hầu hết những dân tộc Tau khác. Nhưng chỉ trong vòng vài ngàn năm sau đó, những thay đổi quá nhanh chóng về mặt xã hội, sinh học và công nghệ của Tau sau đó đã dẫn đến xung đột. Trong suốt giai đoạn lịch sử được gọi là Mon Tau, có nghĩa là thời đại chết, các dân tộc Tau đã gây chiến với nhau để tranh giành tài nguyên và vì những khác biệt trong nền văn hóa của chúng. Chiến tranh đã kéo dài qua nhiều thế kỷ tăm tối và mối hận thù giữa các dân tộc Tau chỉ ngày càng trầm trọng hơn. Nhưng may mắn thay cho loài Tau, điều này đã sớm thay đổi với sự xuất hiện của một nhóm người Tau thứ năm, những kẻ tự gọi mình là Iteros. Các truyền thuyết của Tau sau này cho rằng các Iteros đã xuất hiện lần đầu tiên tại một thành phố Tau cổ mang tên Fiontown sau khi những ánh sáng kỳ lạ được nhìn thấy trên bầu trời. Fiontown là một thành phố đã bị vây hãm bởi các chiến binh đồng bằng hung hãn trong gần 5 năm địa phương. Vào thời điểm này, hai người Tau bí ẩn đã xuất hiện. Một người đã tiến vào doanh trại của các chiến binh đồng bằng, trong khi người kia tiến vào pháo đài bị bao vây. Cả hai đều toát ra một sức mạnh uy quyền khổng lồ mà dường như không có người Tau nào khác có thể cưỡng lại. Chỉ trong vòng vài giờ ngắn ngủi, cánh cổng của Fiontown đã mở ra và cả hai bên đã sẵn sàng đối thoại trong hòa bình. Các Iteros đã truyền đạt với hai bên chiến tuyến về tầm quan trọng của hòa bình và sự đoàn kết giữa tất cả các Tau. Chúng mô tả một quan niệm mới về sự tồn tại mà chúng gọi là cái tốt cao cả, The Greater Good, một lý tưởng mà mọi người Tau phải cố gắng đạt được vì một tương lai tốt đẹp hơn. Nó đòi hỏi các Tau phải đặt nhu cầu tập thể của giống loài lên trên những ham muốn ích kỷ của cá nhân. Cả những kẻ bao vây và bị bao vây dường như đã bị mê hoặc bởi thông điệp của các Iteros và đã chấp nhận làm theo. Và các thỏa thuận ngừng chiến nhanh chóng đạt được không chỉ tại Fiotan mà trên khắp thế giới quê hương của Tau với sự xuất hiện liên tiếp của nhiều Iteros khác nhau. Chỉ trong vòng vài năm sau đó, các Iteros đã định hình lại toàn bộ xã hội Tau để theo đuổi lý tưởng Greater Good. Các nền văn hóa riêng biệt của Tau đã được hợp nhất và phân hóa thành 4 giai cấp, được gọi là các caste. Mỗi caste phục vụ cho một nhu cầu khác nhau của toàn xã hội. Thứ nhất là Fire Caste, phần lớn có nguồn gốc từ những chiến binh Tau đồng bằng, đã tạo lập nên quân đội của người Tau. Thứ hai là Air Caste, là những người Tau vận hành các phi thuyền vượt biển sao của Tau. Thứ ba là Water Caste, là các thương nhân và nhà ngoại giao Tau. Và cuối cùng là Earth Caste, là những nhà khoa học, kỹ sư và người lao động chính của xã hội Tau. Với lý tưởng Greater Good để chỉ dẫn chúng và các Iteros để hợp nhất chúng, Tau đã phát triển nhanh chóng với nhiều bước nhảy vọt cả về trình độ xã hội và công nghệ. Đến cuối thế niên kỷ thứ 41, chúng đã trở thành một nền văn minh có đủ khả năng du hành không gian và vượt qua được khoảng trống không gian của khu vực phía đông Tên Hà, được biết đến là Vịnh Damocles, và đã đồng hóa thành công một số loài Xenos khác vào đế chế của mình. Thật không may, những lợi ích về mặt thương mại và sự thân thiện của các nhà ngoại giao Tau đã tạo ra hấp dẫn không kém đối với nhiều thế giới của Imperium gần Vịnh Damocles. Và các thỏa thuận giao dịch ngầm đã được nhiều hành tinh con người ký kết với đế chế Tau, dần khiến cho tòa án dĩ giáo ngày càng nghi ngờ rằng nhiều thuộc địa của loài người tại đây đang tìm cách ly khai khỏi Imperium để gia nhập đế chế Tau. Âm mưu dĩ giáo như vậy chắc chắn không được phép xảy ra. Do đó, Tau đã sớm được chỉ định là một mối đe dọa lớn đối với Imperium. Nhưng vì sự trì trệ của bộ máy hành chính và các mục tiêu quan trọng hơn trong thiên hà, nên phải mất đến hơn một thế kỷ sau đó, một chiến dịch quân sự lớn mới được phát động để chấm dứt nỗ lực đồng hóa nhân loại của Tau.
tôi nhớ đến là cuộc thập tự trình Damocles. Mục đích hàng đầu của nó là loại bỏ sự tồn tại của đế chế Tao và giành lại vùng lãnh thổ của đế chế đã bị loài Tao chiếm đóng, bao gồm gần như toàn bộ sector Lithas của segment tầm Ultima. Cuộc thập tự trình Damocles đã được thực hiện bởi một lực lượng quân sự hùng hậu, bao gồm hàng chục tàu chiến của Imperial Navy, 5 đại đội Space Marine và 19 trung đoàn Astra Militarum. Bắt đầu vào năm 742 của Thiên Niên Kỷ thứ 41, đợt tiến công đầu tiên của Imperium đã nhắm vào một subsector mang tên Thimbra, nơi các thế giới loài người đã chọn cùng tồn tại hòa hợp với Tao. Lực lượng viễn chinh đã tái thiết lập một cách tàn bạo quyền thống trị của Imperium đối với hai hành tinh nổi loạn là Garrus và Clist đã công khai gia nhập đế chế Tao. Những tổ chức có liên quan đến việc giao dịch với Tao đều bị bắt giữ và trừng phạt tại một cuộc xét xử đặc biệt được tổ chức bởi các thẩm phán quan giận dữ. Với các thuộc địa lớn của đế chế đã được tái trinh phạt, lực lượng thập tự trinh đã tiếp tục di chuyển và đã giao chiếm trực tiếp với Tao lần đầu tiên trên lãnh thổ của chúng trong hệ thống sao Hidas. Mặc dù ban đầu hạm đội Imperium đã gặp phải rất ít sự kháng cự khi họ băng qua vịnh Damocles trong vòng hơn 5 tháng, thì ngay khi vừa tiến vào vùng không gian của hành tinh Tau mang tên Daleth, họ đã phải hứng chịu những thương vong khủng khiếp trước khả năng hỏa lực mạnh mẽ của hạm đội Aircast của Tau và các giống loài Xenos đồng minh màn rợ của chúng. Chỉ trong vòng vài ngày giao tranh, Imperium đã mất đi 4 chiến hạm chủ lực và 14 tàu hộ tống. Cuộc tấn công tại bề mặt hành tinh cũng không thu được kết quả nào tốt hơn khi số lượng áp đảo của lực lượng bộ binh Tau và hỏa lực được cung cấp bởi các phương tiện chiến tranh mạnh mẽ đã làm thất bại gần như mọi nỗ lực của đế chế nhằm chiếm lấy hành tinh này. Thất bại ban đầu tại Daleth đã giúp cho đế chế Tau có được sự tôn trọng nhất định từ phía các chỉ huy của Imperium và buộc họ phải yêu cầu thêm quân tiếp viện cần thiết để hoàn thành chiến dịch. Nhưng sau đó, theo mệnh lệnh từ Lord Inquisitor Fidus Crimen, hạm đội Imperium tại vịnh Damocles phải lập tức quay trở lại lãnh thổ Imperium để đối phó với cuộc xâm lăng sắp tới của loài Tyranids. Nhận ra rằng nên để con người rời khỏi lãnh thổ của mình và tránh đổ máu thêm nữa, một thỏa thuận đình chiến đã được các nhà ngoại giao Tau thuộc Watercast ký kết thành công với các chỉ huy của cuộc trừng phạt Damocles và hạm đội Imperium đã nhanh chóng rút lui toàn bộ khỏi lãnh thổ của đế chế Tau. Sau cùng, loài Tau đã nhận ra rằng thiên hạ sẽ không dễ dàng nghe theo lý tưởng Greater Good của mình, còn Imperium đã bị sốc khi lần đầu tiên trong lịch sử họ phải đối mặt với một đối thủ cạnh tranh vì lòng trung thành của các thế giới loài người trong thiên hạ kể từ cuộc thập tự trình vĩ đại. Tuy nhiên, mối họa của đế chế Tau sẽ phải tạm gác lại, vì Lord Inquisitor Crimen đã triệu gọi hạm đội Damocles vì một lý do quan trọng hơn nhiều. Hạm đội tổ ong Tyranids mà ông đã phát hiện ở Tyran đã tiến sâu hơn vào thiên hà với tốc độ đáng lo ngại. Bỏ lại Tyran phía sau, ông đã tìm cách gửi một thông điệp Astropath cảnh báo về cuộc xâm lược của Hive Mind thông qua một trạm Astropathic nằm ở hành tinh mang tên Thanros. Crimen hy vọng cơ sở đặc biệt này có khả năng tăng cường các tín hiệu psychic và cho phép ông gửi thông điệp của mình đến Terra vượt qua sự ngăn cản của Shadow in the Warp gây ra bởi Hive Mind. Nhưng khi ông tới được Thanros, hành tinh này đã bị hủy diệt bởi bầy đàn Tyranids tháo ăn từ lâu. Rất may, trong cơn tuyệt vọng của mình, Crimen đã trục vớt thành công thiết bị khuếch đại tín hiệu của trạm Astropath và gửi thành công báo cáo của mình tới Terra, kèm theo dữ liệu ghi lại những gì đã xảy ra tại Tyran Primus. Ngay sau đó, Odor Xenos đã ra lệnh cho vị Inquisitor lập tức đi đến hành tinh mẹ Macrack của Chapter Ultramarines để hỗ trợ họ trong việc xây dựng hệ thống phòng thủ chống lại nỗi kinh hoàng sắp tới. Crimen cũng được thông báo rằng, để phù hợp với các thông lệ của đế chế, hạm đội tổ ong của Hive Mind đã được chỉ định một mật danh được lấy từ một con quái thú trong truyền thuyết của trái đất cũ là Behemoth. Và vị chỉ huy sẽ phải đối đầu với Hive Fleet Behemoth sẽ là Manius Augustus Kalga, vị Chapter Master của Ultramarines. Trong một căn hầm của pháo đài tu viện của Chapter trên Macrack, là những ghi chép về tiểu sử của các Asate vĩ đại nhất trong các Ultramarines. Trong đó, có 28 cuốn sách được dành riêng cho Kalga, gấp đôi con số của bất kỳ vị chỉ huy nào khác của Chapter. Kỹ năng và thành tích của ông được coi là vô song trong lịch sử lâu dài của Ultramarines, chỉ đứng sau chính Primarch của họ, Robote Gilliman. Kalga quyết định rằng hạm đội Tyranids bắt buộc phải bị tiêu diệt ở Macrack trước khi nó tiến sâu hơn vào trung tâm của Imperium, vì sẽ không còn lực lượng nào của Imperium có đủ khả năng để chống lại nó trong vòng hàng trăm năm ánh sáng tiếp theo. Và với các dự đoán được cung cấp bởi Inquisitor Crimen về quỹ đạo di chuyển của Behemoth,
Lực lượng của Ultramarines đã lần đầu tiên đối mặt với bầy đàn Titanid tại cuộc xâm lược hành tinh nông nghiệp mang tên Prandium. Bất chấp mọi nỗ lực của họ, các Ultramarines đã nhanh chóng bị áp đảo bởi số lượng khủng khiếp của hạm đội tổ ong khổng lồ, và Prandium, từng được coi là một trong những thế giới đẹp đẽ nhất trong toàn đế chế nhân loại, đã bị biến thành một tảng đá vô hồn. Imperium rồi đã hiểu được rằng cuộc xâm lăng của loài Titanids không chỉ nhằm mục đích phá hoại theo bản năng mà còn bao gồm tiêu thụ và phát triển. Toàn bộ sinh khối hữu cơ của hành tinh bị chúng tấn công đều sẽ bị ăn và hấp thụ vào bầy đàn, bao gồm toàn bộ thảm thực vật, động vật, đất, nước, thậm chí là vi sinh vật. Từ đó giữa hạm đội tổ ong của chúng sinh sản thêm nhiều cá thể Titanids với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, giúp chúng có khả năng bù đắp tổn thất vô cùng hiệu quả. Tệ hơn nữa, hệ sinh thái của loài Titanids bao gồm không chỉ một vài mà là vô số dạng sinh học khác nhau, với các dạng mới liên tục được sinh ra và tiến hóa các cơ chế tự vệ tấn công chuyên biệt để phục vụ các vai trò nhất định cho bầy đàn, giúp chúng nhanh chóng thích nghi với các điều kiện khác nhau của cuộc xâm lăng và đương đầu với những phương pháp tấn công của kẻ địch mà trước đó chúng không thể. Với kinh nghiệm đắt giá từ cuộc đụng độ này, Kaoga đã kết luận rằng để đánh bại được Behemoth, các Ultramarines và đồng minh của họ sẽ phải thích nghi và phát triển các chiến lược và chiến thuật mới, không nhất thiết phải có trong văn bản Codex Astartes linh thiêng của Gilliman. Các cuộc tấn công tiêu hao chớp nhoáng truyền thống của Space Marine sẽ phải bị thay thế bằng phòng thủ tập trung và hỏa lực tĩnh. Điều này có nghĩa là họ sẽ phải chọn một nơi để lập hàng phòng thủ. Và Kaoga đã quyết định đó sẽ là các pháo đài vĩ đại nằm ở cực bắc và nam của Macrack. Với trận chiến nhiều khả năng mang tính quyết định số mệnh của toàn segment tầm sắp tới, các Ultramarines đã củng cố hệ thống phòng thủ vốn đã được xem là bất khả xâm phạm của hành tinh mẹ của họ. Bảo vệ quỹ đạo Macrack là một hạm đội hùng vĩ, bao gồm các chiến hạm của Chapter, các pháo đài sao khổng lồ và gần như toàn bộ các tàu chiến thuộc hệ sao Ultrama. Nếu họ không thể ngăn cản Behemoth trong khoảng không, Kaoga sẽ cho lực lượng của mình rút lui vào các pháo đài ở vùng cực và cầm cự cho đến khi quân tư viện của Imperium đến nơi. Dù với bất kỳ giá nào, Macrack cũng không được phép thất thủ. Khi hạm đội của Hive Mind đã chạm đến hệ thống Ultrama, nó đã sớm chứng minh là không thể ngăn cản trước khả năng phòng thủ quỹ đạo tiêu chuẩn của Imperium, và liên tiếp nhiều thế giới của hệ thống Ultrama đã bị chúng hủy diệt trong vô vọng. Trận chiến vì Macrack cuối cùng đã bắt đầu vào cuối năm 745 của tiền niên kỷ thứ 41, cũng như điều đã xảy ra ở Tyrant. Trong khi hạm đội phòng thủ quỹ đạo đã tiêu diệt được vô số tàu sinh học Tyranid, số lượng của chúng đơn giản đã quá áp đảo để bị đẩy lùi. Trong khi các tàu sinh học đối đầu hạm đội của Ultramarines, các làn sóng tấn công dồn dập băng bào tử Masatic đã được chúng thả xuống quỹ đạo, mang theo vô số cá thể Tyranids xuống bề mặt rực lửa của Macrack. Tại mặt đất, Chapter Master Kaoga đã chia lực lượng của mình thành 3 đội quân. Đội quân thứ nhất và thứ hai, bao gồm đại đội 1 của Chapter và những binh lính của lực lượng phòng thủ hành tinh sẽ bảo vệ các pháo đài ở vùng cực, trong khi lực lượng thứ 3 lớn nhất được tạo thành từ đại đội 2 của Ultramarine và các thành phần còn lại của đại đội 5 và 10, được dẫn đầu bởi chính Kaoga trong một loạt các cuộc tấn công của hậu quân nhằm cố gắng làm chậm cuộc tấn công dữ dội của Titanis và câu giờ cho lực lượng của đại đội 1 củng cố thêm các pháo đài ở vùng cực. Ban đầu, Ultramarine đã làm chậm thành công bước tiến của bầy đàn Titanis trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng ngay cả dưới sự lãnh đạo của Kaoga, lực lượng Imperium chỉ trì hoãn được làn sóng Titanid vô tận đang tiến tới từ mọi phía. Và cuối cùng, buộc Kaoga đã phải đưa ra quyết định rút lui lực lượng của mình xa hơn về phía cực bắc. Cùng lúc đó, cảng Sirocor, một trong các cơ sở neo đậu chính của Imperial Navy tại Macrack, đã bị Jean Stealer xâm nhập và tiêu diệt phần lớn phi cơ chiến đấu của Kaoga cùng với các phi công và quân phòng thủ của nó. Mất đi phần lớn lực lượng quân chủng trợ chiến Auxilia của mình, nhưng vẫn cần phải làm chậm bầy đàn Titanid đang kéo tới, Kaoga quyết định cùng các Ultramarines còn lại của mình tử thủ ở sườn đồi sắt lạnh. Sườn sắt lạnh là một khu phức hợp công nghiệp nằm trên bờ biển của vùng cực bắc. Đây là trở ngại cuối cùng mà bầy đàn Titanid cần phải vượt qua trước khi đến được các pháo đài vùng cực của đại đội 1. Nó được bảo vệ bởi một đại đội Auxilia và một xe tăng siêu trọng bên Blade trước khi được gia nhập bởi Kaoga và các Asate còn lại của ông. Đến thời điểm này, Titanid Hive Mind đã xác định rằng Manius Kaoga chính đại diện cho trụ cột của lực lượng phòng thủ của Macrack. Và để loại bỏ vị Chapter Master, nó đã tạo ra một cá thể Titanid đặc biệt mới, được gọi là Swarmlord. Độc lập hơn với khả năng kiểm soát tinh thần của Hive Mind so với hầu hết các dạng Titanid khác, Swarmlord chính là sum tổng của tất cả kinh nghiệm chiến đấu mà loài Titanid đã thu nhận được qua hàng triệu năm tồn tại của chúng.
khi bị giết, kinh nghiệm của nó chỉ đơn giản là quay trở lại với Hive Mind để rồi cuối cùng được cung cấp cho lần tái sinh tiếp theo. Sự xuất hiện của con quái vật đặc biệt này đã được chứng minh là một bước ngoặt lớn trong cuộc chiến giành sườn sắt lạnh. Mặc dù những người phòng thủ đã bắt đầu đánh bại được các làn sóng Tyranids đang tấn công một cách hỗn độn theo bản năng, ảnh hưởng của Swarm Lord đã truyền cho bầy đàn xung quanh mình những khả năng chiến đấu bất ngờ mới. Và trong lúc hỗn loạn, Swarm Lord đã giăng thành công một cái bẫy cho phép nó đối mặt với Kaoga trong khi các Space Marine của ông bị đánh lạc hướng ở một nơi khác bởi một lực lượng Tyranids ban đầu đã giả vờ chết. Ngay cả Chapter Master hùng mạnh của Ultramarine cũng tỏ ra là không thể sánh được với sức mạnh tập thể của toàn bộ loài Tyranid mà Swarm Lord sở hữu. Bị thương nặng, ông chỉ may mắn được cứu sống nhờ hành động hy sinh từ một hộ vệ Onogard của mình khi anh đã cầm chân Swarm Lord đủ lâu để một phi cơ Thunderhawks đưa Kaoga trốn thoát lên quỹ đạo. Và như vậy, sườn sắt lạnh đã thất thủ và con đường dẫn đến các pháo đài vùng cực đã rộng mở đối với bầy đàn của Hive Mind. Trong khi các cuộc giằng co tuyệt vọng ở mặt đất vẫn đang diễn ra, hàng phòng thủ quỹ đạo của Makrak đã gần như bị hủy diệt hoàn toàn bởi hạm đội Tyranid, cho phép chúng tăng cường cuộc xâm lược của mình bằng cách chút hàng vạn bào tử Masadik trực tiếp vào các pháo đài trọng yếu ở vùng cực. Mặc dù bị thương nặng, sức chịu đựng phi thường của cơ thể Space Marine đã cho phép Kaoga nắm quyền chỉ huy hạm đội Ultramarine còn lại và phối hợp các cuộc tấn công vào các tàu sinh học trên quỹ đạo. Tuy nhiên, sau khi đã rải xuống bề mặt gần hết những gói hàng Tyranid của mình, các con tàu sinh học đã bắt đầu di chuyển khỏi quỹ đạo Makrak để dụ hạm đội của Kaoga tiến vào vòng thiên thể của hành tinh Circle ở rìa hệ thống, nơi cả hai bên đều đã lên kế hoạch phục kích. Đàn Tyranid vẫn còn một hạm đội thứ hai ẩn náu giữa vòng thiên thể của Circle và đã giăng bẫy trước. Tuy nhiên ngay sau đó, hơn 200 tàu chiến thuộc hạm đội Tempestus đã bất ngờ hiện thực hóa từ Warp ngay phía sau, khiến cho hạm đội Tyranid rơi vào thế gọng kìm. Dẫu bị bất ngờ, hạm đội của Hive Mind vẫn chiếm ưu thế về số lượng và nhanh chóng gây ra thiệt hại nặng nề cho lực lượng của Kaoga. Đối mặt với tử thần, thiết giáp hạm lớp Emperor mang tên Dominus Astra đã anh dũng lao vào trung tâm của hạm đội Behemoth và cho nổ hệ thống Warp Drive của nó, tạo ra một vụ nổ kinh hoàng, mở ra một rãnh nứt Warp tạm thời tại trung tâm và nghiền nát gần như toàn bộ hạm đội Tyranid khi nó cùng bị hút vào Warp. Mặc dù vẫn còn một số các tàu sinh học còn sống sót, vụ nổ trên quỹ đạo của Circle đánh dấu sự kết thúc của cái được nhớ đến là cuộc đại chiến Tyranid lần thứ nhất. Ngay sau khi hạm đội Behemoth bị tiêu diệt trong không gian, lực lượng của Kaoga đã ngay lập tức lao về phía Makrak để cứu trợ cho các pháo đài vùng cực. Chiến trận tàn khốc vẫn kéo dài suốt nhiều ngày tại bề mặt, nhưng vì không còn được nhận thêm quân tiếp viện từ hạm đội trên quỹ đạo, tất cả bè lũ Tyranid cuối cùng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Mặc dù một phần lực lượng đồn trú của pháo đài phía nam đã sống sót, mọi chiến binh của pháo đài cực bắc, bao gồm toàn bộ đại đội 1 của Ultramarines, đều đã tử trận. First Chaplain Votan Calcius đã bị thương nặng trong các trận chiến giành lại pháo đài cực bắc, và ngay khi lành lại, ông đã xin phép Kaoga thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới để đối phó với loài Tyranid, được gọi là các cựu binh của đại chiến Tyranid. Họ sẽ trở thành một lực lượng chủ chốt của Chapter Ultramarine để đối phó với các mối họa trong tương lai từ Hive Mind. Mặc dù hạm đội Behemoth đã bị tiêu diệt, nhưng phải mất nhiều năm nữa để tất cả các dấu vết còn lại của chúng bị quét sạch khỏi Makrak và hơn 100 năm để các Ultramarine bù đắp tất cả những tổn thất của họ. Còn quái thú Swarm Lord đã chính thức được liệt kê là bị tiêu diệt trong cuộc tấn công cuối cùng vào pháo đài cực bắc, nhưng không hề có xác chết nào được tìm thấy. Toàn thể đế chế nhân loại đã quay cuồng vì những tác động của tin tức rằng chỉ một cuộc xâm lăng duy nhất của Xenos cũng đã gần như xóa sổ một trong những chapter Space Marine cao quý nhất. Và tòa án dị giáo đã dự đoán rằng một cuộc tấn công khác của loài Tyranid chắc chắn sẽ xảy ra và có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của toàn bộ loài người. Nhưng cũng chính vào thời điểm tuyệt vọng nhất này, sâu trong lòng Warp, kẻ thù lâu đời nhất của đế chế nhân loại đã chuẩn bị phát động chiến dịch lớn nhất trong cuộc chiến dài của hắn. Cuộc thập tự chinh đen lần thứ 13 của Abaddon the Despoiler sắp sửa bắt đầu. Chương 10. Vì Kaedia. Khi năm thứ 999 của thiên niên kỷ thứ 41 đến gần, đế chế nhân loại đã một lần nữa bị bao vây bởi kẻ thù từ mọi phía. Chỉ trong vòng 4 năm ngắn ngủi, các hạm đội Tyranid mới,
Kraken và Leviathan đã lần lượt tấn công thiên hà. Trong khi hai Fleet Kraken bị đánh bại trong gang tấc bởi nỗ lực của gần như mọi phe phái khác nhau trong thiên hà, hành trình của hai Fleet Leviathan hướng tới Terra chỉ có thể bị trì hoãn. Như một đàn thiêu thân bị thu hút bởi ánh sáng tâm linh của ngọn Astronomicon, bước tiến của Leviathan đã bị ngăn lại vì vướng phải một cuộc xung đột với loài Orc tại Sector Octarius thuộc Segmentum Ultima, nhờ vào hành động đánh lạc hướng của Inquisitor Cripman bằng cách làm lây lan có chủ đích một nhóm Gene Stealer tại Sector Octarius lúc này đang bị loài Orc kiểm soát. Tuy nhiên, cuộc chiến tại Octarius cũng tiềm ẩn một mối họa khôn lường, vì với đặc điểm sinh ra cho chiến tranh của cả hai loài, bất kể bên nào chiến thắng cuộc chiến này cũng sẽ trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết và rồi trở thành một thảm họa mới mà Imperium phải đối mặt. Trong khi đó, trên hành tinh Armageddon, từng được biết đến hàng ngàn năm trước là Ulanor Pram thuộc Segmentum Solar, Imperium đã một lần nữa phải vật lộn với sự trỗi dậy của đế chế Orc lớn nhất kể từ cuộc war của The Beast. Hàng loạt chiến dịch quân sự quy mô lớn của đế chế kéo dài suốt nhiều thập kỷ đã tạm thời làm giảm đà phát triển và loại bỏ được thủ lĩnh của chúng là Warboss Kaxku Mac Uruk Traka khỏi vị trí lãnh đạo, đơn giản vì hắn đã chán ghét những cuộc chiến giằng co tại Armageddon. Nhưng trước khi biến mất, nhà tiên tri tự xưng của các vị thần da xanh đã hứa một ngày nào đó hắn sẽ quay trở lại cùng với mọi tộc Orc trong thiên hà để tham gia vào cuộc đối đầu cuối cùng với Imperium. Trong khi nhiều thiên niên kỷ đã trôi qua kể từ kết thúc của cái được gọi là Time of Ending mà các nhà tiên tri của Imperium đã tuyên bố, các dấu hiệu đáng sợ về thảm họa chỉ ngày càng gia tăng trong những năm cuối cùng của thiên niên kỷ thứ 41. Những kẻ phản bội, đột biến và dị giáo nổi dậy với số lượng chưa từng có. Đại dịch Psyker lại một lần nữa lan tràn trên khắp các thế giới của nhân loại, trong khi năng lượng địa ngục của Warp áp sát và bức màn của thực tại. Và mỗi ngày trôi qua lại đưa sự diệt vong không thể tránh khỏi tới gần hơn một chút. Những nhà ngoại cảm trên khắp thiên hà đã tuyên bố rằng tận thế đang đến gần. Lo lắng, các lãnh chúa tối cao của Terra đã yêu cầu lãnh đạo của Adeptus Astra Telepathica cố gắng thăm dò The Eye of Terror bằng phương pháp tâm linh, với hy vọng khám phá ra những gì mà thế lực hỗn mang đang lên kế hoạch. Nhưng ngay cả với sự hỗ trợ của những sai cơ mạnh mẽ nhất, ông cũng không thể phát hiện ra bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào. Như thể một tấm màn vô hình đã được dựng lên xung quanh cánh cổng Warp khổng lồ. Bản thân điều này cũng vô cùng đáng lo ngại, và ông đã cảnh báo các lãnh chúa tối cao rằng đây có thể là sự bình lặng trước bão tố. Sự thật là, sâu trong con mắt khiếp đảm, với sự hậu thuẫn của các vị ác thần hỗn ma, Abaddon the Despoiler, War Master của hỗn ma đã làm được điều mà không một lãnh đạo nào làm được kể từ sau Horus, đó là hợp nhất tất cả các quân đoàn phản bội dưới sự chỉ huy của mình trong liên tiếp 12 cuộc thập tự chinh đen để tấn công vào lãnh thổ của Imperium. Giờ đây, thiên niên kỷ thứ 42 đã ló rạng và hắn đã hoàn tất công việc chuẩn bị để phát động cuộc thập tự chinh đen tiếp theo của mình. Đây sẽ là cuộc xâm lược lớn nhất vào không gian thực của các thế lực hỗn ma kể từ cuộc nổi loạn chống lại hoàng đế của Horus Lupercal. Và mục tiêu lần này của nó chính là thế giới pháo đài đang cánh giữ The Eye of Terror, Cadia. Nếu cuộc xâm lược lần này của hắn có thể xuyên thủng hàng phòng thủ hùng mạnh của cánh cổng Cadian, thì con đường dẫn đến Terra sẽ lại mở ra với Abaddon và quân đoàn đen của hắn cuối cùng sẽ có cơ hội hoàn tất việc mà Horus đã thất bại. Nó bắt đầu với việc hàng loạt những phi thuyền vô chủ khổng lồ, các Spacehawk, bất ngờ nổ lên từ biển Warp xung quanh Sector Cadia và đâm vào các hành tinh và căn cứ chiến lược quan trọng của Imperium trên toàn Sector, tạo ra các thiệt hại đáng kể đến sức mạnh của các hạm đội Imperial Navy. Không lâu sau đó, một hạm đội hỗn mang phục vụ cho ác thần Nurgle được chỉ huy bởi thiết giáp hạm Terminus Est, sói hạm của Black Lord Typhus của quân đoàn Death Guard. Hạm đội của chúng đã ngay lập tức bắt đầu lây lan dịch bệnh truyền nhiễm ra khắp các sector. Các y sĩ hoàng gia của Viện Y tế Official Medicaid đã bất lực trong việc ngăn cản sự lây lan của đại dịch từ Warp này. Trận dịch tồi tệ nhất được gọi đơn giản là đại dịch xác sống, đã quét qua nhiều thế giới xung quanh các sector Agrippina, Cadia và Belis Corona. Nó khiến cho cơ thể những người bị nhiễm bệnh thối rữa cho đến khi họ sống lại dưới hình dạng của những cái xác di động thèm khát máu thịt. Vì được trao sức mạnh bởi vị thần bệnh dịch, một vết cắn hoặc chỉ một vết xước nhỏ từ một trong những bệnh nhân này cũng có thể tạo ra sự lây nhiễm.
với liên tiếp nhiều hành tinh trong các sector này cuối cùng đã buộc phải bị bỏ hoang hoặc bị phá hủy bởi mệnh lệnh Exterminators sau khi các lục địa đồng loạt bị hàng tỷ xác chết biệt đi tàn phá. Đồng thời, các giáo phái hỗn ma cũng đã bắt đầu đồng loạt xuất hiện trên nhiều hành tinh, giao rằng Imperium đã từ bỏ lời dạy của hoàng đế nhân loại và sắp sửa nhận được sự trừng phạt của ngài. Trong khi hệ thống chính quyền bị tê liệt hoàn toàn vì bệnh dịch, không thể làm gì nhiều để ngăn chặn sự hỗn loạn của quần chúng mà các giáo phái này đã gây ra. Hệ quả là những cuộc nổi loạn tàn bạo bắt đầu bùng nổ mà không báo trước, gây ra sự diệt vong của nhiều thế giới. Bất chấp những xung đột ngày càng gia tăng trong các sector bao quanh The Eye of Terror, thế giới pháo đài hoàng gia Cadia vẫn đứng vững như là ngọn đuốc mạnh mẽ của sự ổn định và là mỏ neo hy vọng của nhiều sector xung quanh. Để chống lại hoạt động phá hoại ngày càng gia tăng của hỗn ma, bộ chỉ huy cấp cao của nó đã ra lệnh cho mọi trung đoàn xung kích Cadia thuộc Astra Militarum và nhiều đồng minh của họ tập trung trên chính Cadia. Hàng trăm bãi đổ bộ bổ sung đã được xây dựng xung quanh thành phố Cast Tyrock của Cadia để chuẩn bị cho quân tiếp viện, bao gồm hàng chục trung đoàn Astra Militarum, các trung đoàn Titans và Skitari của Adeptus Mechanicus đến từ Captina. Hàng triệu binh sĩ đã được tập hợp khi trung đoàn Voskani Cataphract hạ cánh xuống Cadia. Đây được coi là một trong những đơn vị trung kiên nhất trong toàn Segmentum. Và để vinh danh thành tích của họ, vị thống đốc của hành tinh và các chỉ huy cấp cao của lực lượng phòng thủ Cadia đã đích thân có mặt tại bãi tập kết Tyrock để chào đón họ đến với thế giới pháo đài. Nhưng các chỉ huy hoàng gia đã không hề biết được rằng trung đoàn Voskani, vì sợ phải đối mặt với hỗn mang một lần nữa, đã trao lời thề trung thành của mình cho các vị thần hỗn mang từ lâu. Ngay khi vừa bước ra khỏi con tàu vận tải của mình, Voskani với cơ hiệu của Cadia và Imperium đã được thay thế bằng ngôi sao tám cánh của hỗn ma đã lập tức phát động cuộc tấn công bất ngờ, diệt chết thống đốc và phần lớn chỉ huy cấp cao của Cadia, bao gồm cả chỉ huy của hàng phòng thủ cánh cổng Cadian, khiến cho các lực lượng khác của Cadia rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trước đòn đánh chí mạng này, tướng Usuka Ikrit của trung đoàn Cadian thứ 8 là người đã đứng lên chỉ huy các lực lượng trung thành của Cadia thực hiện đánh phản công. Bị áp đảo về số lượng và bị bao vây, những kẻ phản bội cuối cùng của trung đoàn Voskani tại bề mặt Cadia đã nhanh chóng bị tiêu diệt. Usuka Ikrit là một nhà lãnh đạo sáng giá. Sinh ra trong hoàn cảnh khiêm tốn, cha mẹ và em gái của ông đều đã bị sát hại khi ông còn nhỏ trong cuộc tấn công của những kẻ tôn thờ hỗn ma. Ông đã thăng cấp từ một người lính vệ binh hoàng gia bình thường của Astra Militarum dựa trên tài năng chiến thuật và quyết tâm gần như siêu phàm của mình trong việc chống lại hỗn ma bất kể cái giá phải trả. Sau chiến trận thảm khốc tại Tyrock, Creed đã được bầu làm thống đốc hành tinh mới và là Lord Castellan, lãnh đạo tối cao của tất cả các lực lượng quân sự của Cadia. Nhận ra rằng đây chỉ là mở đầu cho cuộc chiến sắp tới, hàng trăm lời kêu gọi trợ giúp và quân tiếp viện đã được Creed gửi đi khắp Imperium, vì vị Lord Castellan biết rõ rằng cuộc thập tự chinh đen lần thứ 13 đã bắt đầu. Và đó là vào năm 999 của thiên niên kỷ thứ 41. Giờ đây, các thế giới xung quanh cánh cổng Cadian, ngoại trừ chính Cadia, đã gần như bất lực trước sức nặng của những xung đột nội bộ và đại dịch từ Warp. Theo lời kêu gọi của Creed, Cadia đã nhanh chóng nhận được thêm quân tiếp viện, bao gồm không chỉ các trung đoàn Astra Militarum, các chiến binh của Adeptus Astartes, Adeptus Sororitas, mà còn bao gồm các cỗ máy chiến tranh mạnh mẽ của các gia tộc Imperial Knight. Trong lúc Cadia chuẩn bị cho cuộc tàn sát không thể tránh khỏi sắp tới, các cuộc chiến tranh tàn khốc đã nổ ra khắp các sector xung quanh The Eye of Terror khi làn sóng đầu tiên của quân đoàn đen tràn ra cánh cổng Cadian để tấn công đế chế nhân loại. Hàng ngàn tàu chiến của quân đoàn đen mang theo các Heretic Astartes và các đồng minh hỗn mang khác của chúng, bao gồm dị nhân, tông đồ hỗn mang và quỷ dữ, cũng như các quân đoàn Titan phản bội của Dark Mechanicum đã phân tán ra mọi hướng, tạo ra những cảnh tượng tàn khốc chưa từng thấy kể từ Horus Heresy. Đại dịch xác sống của Typhus, giờ được gọi là Plague of Unbelief, đã càn quét dân số của Sector Agrippino. Các quân đoàn phản bội Emperor Children và Night Lords đã gieo rắc nỗi kinh hoàng ra khắp các sector xung quanh dị ai thông qua các cuộc tàn sát man rợ. Và các gián điệp của Alpha Legion lộ diện khắp Segmentum để làm trì hoãn dòng quân tiếp viện của Cadia, trong khi hạm đội của Iron Gurios thực hiện cuộc xâm lăng toàn diện vào Medusa, hành tinh mẹ của Chapter Space Marine Iron Hands. Chẳng bao lâu sau,
mọi thế giới trong vòng 1.000 năm ánh sáng xung quanh The Eye of Terror đã bị lôi kéo và xung đột. Với toàn bộ vùng không gian xung quanh The Eye of Terror đã rơi vào hỗn loạn, một hạm đội Black Legion đã tiến công vào chính hệ thống Cadian và thành lập các căn cứ hậu phương tại các hành tinh ở rìa của hệ mà chúng chiếm được, tạo thành bàn đạp để hạm đội chính của War Master Abaddon tấn công vào Cadia. Hạm đội của Imperium đã làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn bước tiến của chúng. Nhưng lực lượng của Hồn Mang có lợi thế quá lớn về số lượng và chỉ sau 3 ngày giao tranh, phần lớn các chiến hạm của Imperial Navy trong hệ sao Cadian đã bị tê liệt hoặc bị tiêu diệt hoàn toàn. Cuối cùng, sau khi đánh chiếm thành công các căn cứ không gian của Cadia, khả năng phòng thủ quỹ đạo của hành tinh đã gần như không còn. Và cuộc xâm lược Cadia được chờ đợi từ lâu của Abaddon cuối cùng đã bắt đầu. Nó được mở màn với các đợt oanh tạc dữ dội từ quỹ đạo nhằm loại bỏ hàng phòng thủ mặt đất của Cadia. Ngay sau đó, quân lực của Abaddon đã lập tức đổ bộ xuống bề mặt hành tinh. Trong khi những kẻ sùng bái hỗn ma, Space Marine phản bội và quỷ dữ tham gia vào các cuộc tấn công Cadia trong các bầy đàn vượt quá tầm mắt, những người đàn ông và phụ nữ phàm trần của Cadia vẫn giữ vững các phòng tuyến của mình, đúng với phẩm chất kiên cường của con người Cadia khi đứng trước mọi thử thách. Mặc cho mọi nỗ lực của mình, các lực lượng tiêu viện của họ vẫn gặp rất nhiều khó khăn để tới được Cadia do sự cản trở của các cơn bão sai kích dữ dội bắt đầu nổi lên trong lòng Warp. Những cơn bão Warp này chính là kết quả của một nghi lễ với các phù thủy từ quân đoàn phản bội World Bearers, tạo điều kiện cho quỷ dữ cùng tham gia vào cuộc xâm lăng của quân đoàn đen và ngăn chặn Cadia nhận thêm sự hỗ trợ từ các sector bên ngoài. Mặc cho điều này, hàng phòng thủ của Cadia vẫn được củng cố xuyên suốt thời gian mà cuộc xâm lược Cadia diễn ra nhờ vào sự xuất hiện không đồng đều của các Charter Space Marine, bao gồm Black Templars, White Scars, Blood Angels, Dark Angels và Space Wolf. Suốt những tháng sau đợt tiến quân đầu tiên của Abaddon, các lực lượng bảo vệ Cadia đã đẩy lùi được hàng loạt đợt càn quét diện rộng của Hỗn Mang và cả hai bên đều đã hứng chịu những thương vong vô cùng nặng nề. Nhưng rồi theo thời gian, với việc quân tiếp viện của Abaddon vẫn liên tục kéo đến từ Warp, bao gồm cả sự tham gia của các Chaos Titan hùng mạnh, các phòng tuyến của Cadia đã dần bị phá vỡ và từng cứ điểm đã bị chúng chiếm đóng hoặc tiêu diệt hoàn toàn cho đến khi quân lực còn lại của Usuka Ikri buộc phải rút lui về Castcraft, tổ hợp pháo đài lớn duy nhất của hành tinh vẫn còn nằm trong tay của Imperium. Vị Lord Castellan, Usuka Ikrit và các chỉ huy của Cadia còn rất ít lựa chọn vào thời điểm này ngoài cố thủ. Dưới sự chỉ huy của họ là các trung đoàn còn lại của Astra Militarum đã bị tổn thất nặng. Một lực lượng Sister Pato thuộc Order of Almighty Lady, một trong 6 nhánh chính của Adapta Sororitas và các Space Marine từ các Charter Dark Angels, Black Templars và Space Wolf. Nhưng bất chấp sự tàn khốc của chiến trận, Creed biết rõ rằng bản thân War Master Abaddon vẫn chưa đặt chân xuống Cadia. Và do đó, ông lo lắng rằng đòn tấn công cuối cùng của hắn vẫn chưa được thực hiện. Lực lượng của Usuka Ikrit cũng có rất ít hy vọng về quân tiêu viện vào lúc này. Các Astropath của Cadia đều đã thiệt mạng trong các đợt càn quét trước đó của Abaddon. Đối mặt với tình thế hiểm nghèo, Creed đã tập hợp tất cả những người có năng lực sai kích còn lại và ra lệnh cho họ được đặt vào trong một hệ thống máy phát tín hiệu tâm linh để truyền thông điệp cứu trợ đến phần còn lại của Imperium. Nhưng ông cũng chắc chắn rằng thông điệp của họ khó có thể đến nơi kịp thời để tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Phía trên quỹ đạo Cadia, hạm đội đen của chính Abaddon The Despoiler cuối cùng đã xuất hiện từ Warp. Nó là một bầy đàn tàu chiến bị quỷ ám và các Spellhook lớn đến nỗi dường như che khuất ánh sáng của các vì sao. Nằm giữa hạm đội này là cấu trúc 8 cánh khổng lồ của một pháo đài Blackstone, vũ khí cổ xưa của Xenos có khả năng tiêu diệt toàn bộ hệ thống sao. Và tất cả những gì còn lại trên quỹ đạo đang cố gắng làm chậm cuộc tấn công của Abaddon vào thế giới pháo đài là chiến hạm Fireman Fang đã bị hư hại nặng nề thuộc Charter Space Marine Space Wolf. Nó vẫn chiến đấu với sức mạnh và ý chí của một hạm đội ngay cả khi nó đã đứng trước bờ vực nổ tung do các lò phản ứng bị quá tải. Usuka Ikrit cuối cùng đã nhận ra sự thật khủng khiếp rằng cuộc thập tự chinh đen lần thứ 13 của Abaddon The Despoiler vẫn chưa kết thúc. Nó thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu. Trong khi đó, tại một nơi khác trong thiên hà, lãnh đạo trên các Gravur của loài Eldar tin rằng cuộc thập tự chinh đen lần thứ 13 này là đại diện cho khởi đầu của Rana Dandra, trận chiến cuối cùng giữa các phe phái Eldar và Hỗn Ma. Một nhà thần bí Eldar tên là Kaisadoras tuyên bố rằng thời kỳ cuối cùng đã đến. Sau một thời gian dài thiền định với Farseer Edrath Odran,
của Grabur Utwi. Khasaduras đã giải thích cho cả hai Farseer rằng hy vọng sống sót cuối cùng cho giống loài Eldar lúc này nằm ở việc đánh thức Init, vị thần chết của Eldar trong Warp. Thật không may, điều này yêu cầu sự hy sinh của mọi Eldar còn lại trong Thina. Nhưng trong lúc cả nhân loại và các Grabur Eldar đang phải đối mặt với thảm họa, một kẻ đã nhìn vào tương lai tăm tối sắp tới và cười nhạo. Tên của hắn là Kegorak, vị thần lừa lọc của Eldari. Hắn là vị thần duy nhất của loài Eldar đã may mắn không bị hấp thụ hoặc bị xé xác bởi Slaanesh khi ả chào đời. Kegorak đã trốn vào Webway, nơi tiếng cười của hắn vẫn tiếp tục vang vọng tới một hành lang vô tận của nó. Khiếu hài hước của hắn đã được tôn vinh bởi các Eldar vì hắn đã tìm ra cách để lừa vị ác thần dục vọng sử dụng toàn bộ sức mạnh của ả, không phải để tiêu diệt Eldar mà là để cứu rỗi chúng. Kegorak đã ghi lại màn kịch cuối cùng này trong các trang của một cuốn sách pha lê được bao bọc bằng ánh sáng bên trong Black Library. Black Library, thư viện đen, là một Grabur đặc biệt nằm ẩn sâu trong lòng Webway và chứa đựng mọi mẩu kiến thức mà loài Eldar từng biết đến về hỗn ma. Khi Abaddon the Despoiler cuối cùng cũng tung ra cuộc tấn công vĩ đại của mình để lật đổ hoàng đế nhân loại, những sợi xích ánh sáng của vị thần cười đã tan biến và cuốn sách rơi khỏi bệ của mình với các trang giấy rộng mở. Được viết bằng thứ mực của ánh sáng của bóng tối, những văn tự của nó đã mang lại hy vọng mong manh mới cho sự tồn vong của các phe phái Eldar và nhân loại. Nhưng nó sẽ đòi hỏi một màn kịch lừa dối và thao túng trải dài khắp thiên hà bởi những người được chọn của Kegorak. Các Eldari được gọi là Harlequins. Nhưng đối với những người bảo vệ của Kadia, hy vọng vẫn còn là một điều quá xa vời. Đối với phần lớn những người đang ẩn náu dưới các bong ke và pháo đài cuối cùng của hành tinh này, mọi hy vọng đã tan biến khi họ biết được rằng hạm đội đen của Abaddon đang sở hữu pháo đài Blackstone mang tên Wheel of Eternity. Nó từng là một trong 6 pháo đài hình sao di động ngoài hành tinh khổng lồ không rõ nguồn gốc, đã từng được Imperium trưng dụng làm tiền đồn của các hạm đội Imperial Navy trong sector Gothic. Thông qua các dạng công nghệ chưa được khám phá, mỗi pháo đài này đều sở hữu khả năng giải phóng một chùm năng lượng warp thuần túy, có thể tiêu diệt bất kỳ thứ gì trên đường đi của nó, kể cả một hành tinh. Trong cuộc xâm lược không gian thực trước đó của Abaddon hơn 1.000 năm trước, được nhớ đến là Đại chiến Gothic, hắn đã chiếm được 2 trong số 6 các pháo đài Blackstone này. Kể từ ngày đó, Adeptus Mechanicus đã phải làm việc cật lực để tìm ra cách chống lại vũ khí hủy diệt hành tinh của chúng. Bằng cách kết hợp công nghệ của lá chắn Void Shield với trường Galafield của các tàu chiến, họ đã tìm ra cách để pha ra một tấm khiên năng lượng có thể làm tiêu tan chùm tia warp của pháo đài Blackstone. Thật không may, thành quả của những lao động này là hệ thống máy tạo lá chắn của Kadia đã bị hư hỏng trong cuộc vây hãm trước đó của hỗn mang tại bề mặt. Và để có thêm thời gian sửa chữa, chiến hạm Fireman's Fang của các Space Wolf đã khởi động một cuộc tấn công đổ bộ giáp lá cả nhắm thẳng vào chiếc Wheel of Eternity, với hy vọng sẽ làm chậm hành trình của nó tới tầm bắn của Kadia đủ lâu để thông máy tạo lá chắn được khôi phục. Tại một nơi khác trong Thina, vị Archmagos Dominus Belisarius Cole, một giáo sĩ công nghệ cấp cao của Sao Hỏa chuyên về nghệ thuật quân sự, đã được Solandri Velwalker, một Shadow Seer của Harlequin, chỉ dẫn đến một thế giới mang tên Ariad 6. Hành tinh này đã bị tấn công bởi Abaddon trong cuộc thập tự trình đen lần thứ tư hơn 6.000 năm trước. Mặc dù đã bị tấn công bởi một bộ tộc Orc đã xâm chiếm hành tinh này, cô đã phát hiện ra rằng Abaddon đã tấn công nơi đây có chủ đích, vì nó đã từng là nơi đặt những cột trụ khổng lồ được xây dựng bởi các Necron từ hàng chục triệu năm về trước, nhằm mục đích đẩy lùi sức mạnh của Warp. Và những cột trụ tương tự cũng đang tồn tại trên Kadia. Sức mạnh của chúng đã đẩy lùi ảnh hưởng của The Eye of Terror và tạo ra một lối đi ổn định ra khỏi Warp mà giờ đây được gọi là cổng Kadian. Nhận ra kế hoạch khủng khiếp thực sự của Abaddon, Cole đã lập tức lên đường đến Kadia. Abaddon không muốn chinh phục thế giới pháo đài, mà hắn ta muốn phá hủy các cột trụ Necron của nó và làm suy yếu rào cản giữa không gian thực và Immaterial. Nhưng trong khi hành động của Cole được thao túng bởi Harlequins như một phần trong màn kịch của Kegorak, một nhân vật chủ chốt khác của cuộc vây hãm Kadia là lãnh chúa Necron Trazen the Infinite đã bước vào cuộc xung đột này vì lý do ích kỷ của riêng mình. Trazen là một kẻ bị ám ảnh bởi đam mê sưu tập các hiện vật gắn liền với các sự kiện quan trọng trong suốt lịch sử thiên hà. Khi cuộc thập tự trinh đen lần thứ 13 bắt đầu,
một trong những hiện vật từng thuộc về Imperium, được gọi là chuông của thánh Gestas, đã bất ngờ rung lên 13 lần trong bảo tàng ngưng động thời gian của Trajan. Mỗi tiếng chuông cất lên đều đã gây ra sự phá hủy trên diện rộng đối với các căn hầm cổ vật quý giá của hắn. Phẫn nộ trước sự tàn phá gây ra bởi chiếc chuông, Trajan đã bắt đầu điều tra nguyên nhân khiến nó rung lên với sự trợ giúp của một bảo vật Necron được gọi là Clesia Orrery. Món bảo vật này đã vẽ ra một bản đồ ba chiều theo thời gian thực của Thiên Hà, mà qua đó hắn biết được rằng Cadia đang bị hỗn mang tấn công nhằm mục đích phá hủy các cột trụ được Necron xây dựng. Không muốn chứng kiến hỗn mang giành lấy Thiên Hà, và có lẽ cũng để thu thập thêm các hiện vật mới, Trajan đã tìm đường đến Cadia và mang theo mình một vài bảo vật chọn lọc trong bộ sưu tập của hắn cho các trường hợp khẩn cấp. Khi đã có mặt tại Cadia, Trajan đã bí mật sửa chữa lại hệ thống máy tạo lá chắn của hành tinh và thậm chí tăng gấp 3 lần khả năng của nó thông qua việc bổ sung công nghệ Necron. Và khi chiếc Wheel of Eternity di chuyển vào vị trí để bắn trúng tia warp của nó, lá chắn của Cadia đã kích hoạt và bao bọc lấy toàn bộ thế giới pháo đài trong một chiếc áo choàng năng lượng không thể xuyên phá. Tức giận, Abaddon ra lệnh cho Ukratos, một Demon Prince của Khorne, tiến hành một cuộc tấn công mặt đất để phá hủy máy tạo khiên của Cadia. Trong vòng 8 ngày tiếp theo, Ukratos với sự hỗ trợ của các Chaos Space Marine đã chiếm thế thượng phong đối với các lực lượng còn lại của Cadia. Từng chút một, chúng đã dần tiến công đến Karskraft. Tên Demon Prince lập tức hướng về pháo đài chỉ huy nơi đang đặt máy tạo lá chắn. Và rồi, chỉ còn có chướng ngại vật cuối cùng cản đường hắn ta là hai Sister Battle, tên là Genevieve và Elendor, thuộc Order of Armated Lady. Bất chấp sự kháng cự anh dũng của họ, Ukratos đã giết cả hai và chuẩn bị để phá hủy lá chắn của Cadia. Nhưng đúng vào lúc này, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Vị thánh sống Celestine, một sister có đức tin vào chủ đế thuần khiết đến mức sau khi chết, cô đã được hồi sinh thành một sinh vật bất tử của Warp, xuất hiện phía trên Karskraft và lơ lửng trên không như đuôi cánh thiên thần. Bên cạnh cô là năm tiểu đội Sister Battle thuộc Order of Armated Lady. Họ đều là những sister đã được cho là mất tích suốt 1.400 năm trước trong Immaterium. Khi đối mặt với Celestine, Ukratos tuyên bố rằng ngay cả Celestine cũng không thể đánh bại hắn ta, một Demon Prince của Khorne. Cô mỉm cười trước sự kiêu ngạo của hắn và nói với hắn rằng ta không tới một mình và thời khắc của người đã tận. Chỉ với một cái vẫy tay của cô, hai Sister Pato đã ngã xuống, Genevieve và Elendor đã được hồi sinh để chiến đấu bên cạnh cô một lần nữa. Cùng nhau, họ đã hạ gục Demon Prince của vị thần máu và cái xác vô hồn của hắn đã bị ném ra khỏi bức tường thành của Karskraft và khiến cho một phần lực lượng hỗn mang phải rút lui trong sợ hãi. Và đây cũng chính là lúc mà lời kêu gọi cứu viện của Uzurka Ikrit đã được đáp lại. Pháo đài tu viện di động của Chapter Imperial Fist và là hộ vệ của Terra, pháo đài sao Phalanx đã hiện thực hóa từ Warp phía trên Cadia. Gạt sang một bên bầy đàn khát máu của hạm đội đen, chiếc Phalanx nhắm thẳng vào mục tiêu chính của mình là chiếc Wheel of Eternity. Bên trong pháo đài Blackstone, các Space Wolf máu lửa vẫn còn sống đã tiến ngày càng sâu hơn vào trung tâm của nó. Như thể một sinh vật sống, pháo đài Blackstone đã hỗ trợ bước tiến công của họ thông qua việc mở khóa các hành lang và vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ tự động. Gần như thể nó muốn hỗ trợ cho sự hủy diệt của chính mình. Chiếc Phalanx đã giải phóng toàn bộ cơn thịnh nộ của các thác pháo chính của mình vào cơ thể của chiếc Wheel of Eternity ngay sau khi hệ thống khiên năng lượng của nó bị phá hủy bởi các Space Wolf cảm tử bên trong, khiến cho từng mảng cấu trúc vĩ đại của nó nứt toác ra như một viên đá trong lò lửa và đổ ánh sáng tím rực rỡ vào khoảng không. Nhưng pháo đài Blackstone đã không bị phá hủy hoàn toàn, mà bị tách ra thành ba mảnh lơ lửng trên quỹ đạo của Cadia như các mặt trăng mèo mó. Dưới bề mặt, bên trong pháo đài đổ nát của Karskraft, Uzurka Ikrit vẫn chưa thể tìm thấy được hy vọng thực sự nào. Chỉ là một chiến thắng rất nhỏ trong cuộc xung đột lớn ngoài sức tưởng tượng với Cadia là trung tâm. Phía trên đài chỉ huy của chiếc Vengeful Spirit, Ezekiel Abaddon, War Master của hỗn mang đã có một tầm nhìn tuyệt vời để chiếm ngưỡng sự thất bại từ các lực lượng của hắn. Nhận ra không còn lựa chọn nào khác, hắn quyết định sẽ đích thân lãnh đạo cuộc tấn công tại bề mặt để chấm dứt sự kháng cự của Cadia. Chương 11. Đứa con phục hận. Trước khi cuộc tấn công cuối cùng của Abaddon vào Cadia có thể bắt đầu,
Một hạm đội tư viện của Imperium đã vượt qua hạm đội của Hỗn Mang và lao xuống bề mặt của Cadia. Nó bao gồm các tàu vận tải của Imperial Fist từ Phalanx và một hạm đội nhỏ của Adeptus Mechanicus đã đến từ hành tinh Ariad 6, chờ theo Belisarius Cole. Cole đã sớm nói rõ với quân phòng thủ của Kharskrab đang ngạc nhiên rằng ông đã nóng lòng được bắt tay vào làm việc và cứu Cadia khỏi cơn thịnh nộ của Abaddon. Ông hiểu rõ rằng Cadia phải đứng vững trước lực lượng của Hỗn Mang, nếu không đất mẹ Terra sẽ sớm gặp nguy. Khi quân đoàn đen tấn công Cadia, có rất ít người hiểu được mục đích thực sự của Abaddon, ngay cả các vị thần Hỗn Mang của Warp và những kẻ dưới quyền chỉ huy của hắn. Hầu hết đều không mấy suy nghĩ. Đối với những nhà tiên tri của quân đoàn phản bội World Bearers, sự sụp đổ của Imperium đã là định mệnh được báo trước bởi các vị thần Hỗn Mang từ hàng thiên niên kỷ trước. Đối với các Nylos và những người say sưa với sự thống khổ của người phàm, đây chính là thời điểm mà nỗi kinh hoàng sẽ thống trị. Còn đối với Alpha Legion, đây đơn giản chỉ là giai đoạn mới nhất trong một kế hoạch đã trải dài qua nhiều thiên niên kỷ, không kém phần quan trọng so với hàng chục cuộc xung đột khác đang diễn ra. Mục tiêu thực sự đã được War Master của Hỗn Mang ấp ủ trong hơn 10.000 năm, chính là chọc thủng cánh cổng Cadian và phá hủy các cột trụ Necron đang ngăn cản những đợt thủy triều sai kích của The Eye of Terror. Như vậy, bản thân Warp sẽ phun trào vào không gian thực từ The Eye theo một tuyến đường được gọi là The Crimson Path. Vết nứt Warp khổng lồ mới này sẽ lan sâu vào trung tâm của đế chế nhân loại và cuối cùng nhấn chìm Terra sau khi đã bủa vây toàn bộ không gian thực. Abaddon và các đồng minh quỷ dữ của hắn sẽ có thể dễ dàng tiếp cận với thực tại hơn. Thậm chí, ngay cả các Demon Primarchs của các quân đoàn phản bội cũng sẽ có thể tồn tại vĩnh viễn trong không gian thực. Một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, Abaddon quyết tâm sẽ hoàn thành được điều mà Horus Lupercal không thể, đó là phá hủy đế chế của Hoàng đế nhân loại. Để làm được điều này, hắn cũng phải giữ bí mật về mục tiêu cuối cùng của mình, ngay cả với nhiều lực lượng của chính hắn. Vì một khi các vị thần bóng tối biết được ý định thực sự của hắn, sự thống nhất mong manh của Warp sẽ tan biến khi mỗi vị thần tìm cách giành chiến lợi phẩm trong không gian thực cho riêng mình. Sau sự phá hủy của pháo đài Blackstone, Wheel of Eternity, các cuộc tấn công của quân đoàn đen đã dần chậm lại, giúp các lực lượng của Imperium có thời gian để tổ chức một cuộc họp ngay tại phần còn lại của thành phố pháo đài, Kharskrab. Vị Archmagus Belisarius Cole đã phác thảo những gì ông học được về các cột trụ Xenos có tuổi đời hàng triệu năm đang nằm trong tình trạng tê liệt trên Cadia và các thế giới khác trong Thiên Hà, rằng chính chúng đã ngăn không cho Warp và vỡ giới hạn của bức màn giữa các chiều không gian và nhấn chìm Thiên Hà kể từ cuộc chiến của Thiên Đàng giữa loài Necron và O-1. Abaddon the Despoiler đã phát động tới 12 cuộc thập tự chinh đen thất bại trước đó, không phải vì hắn là một nhà lãnh đạo kém năng lực và cố chấp, mà là để che đậy cho mục tiêu thực sự của mình, đó là xóa sổ các bãi cột trụ nằm rải rác trên khắp Thiên Hà để làm suy yếu mối liên kết của bức màn ngăn cách thực tại và Immaterial. Bản tóm tắt của Cole đã làm rõ với vị Lord Castellan Usuka y Crit rằng đồng bằng Elysion gần Kharskrab, nơi có các cột trụ Xenos, phải được bảo vệ bằng mọi giá. Abaddon không được phép đạt được mục tiêu của hắn. Pháo đài sao di động Phalanx của Chapter Imperial Fist đã di chuyển vào quỹ đạo Cadia ngay phía trên các cột trụ, trong khi lực lượng của Crit thiết lập các công trình chiến hào và tuyến bảo vệ mới dưới bề mặt của đồng bằng Elysion, nơi quân đội Cadia cùng các Sister của Order of Omated Lady chấn giữ, trong khi các lực lượng Space Marine còn lại tạo thành một lực lượng tấn công duy nhất. Belisarius và đội ngũ Tech Priest của ông đã ngay lập tức làm việc không ngơi nghỉ trong các hang động ngầm bên dưới các bãi cột trụ, với hy vọng sẽ tìm ra cách kích hoạt và tăng cường khả năng chống Warp của chúng. Nhưng Abaddon the Despoiler đã thề sẽ tự mình đập tan sự kháng cự cuối cùng của Cadia. Trong lúc Cole đang làm việc hết sức để sửa chữa mạng lưới cột trụ, hạm đội của quân đoàn đen đã bao vây quỹ đạo Cadia ngay phía trên đồng bằng Elysion và thả xuống hàng ngàn chiếc drop pod và tàu đổ bộ mang theo các Heretic Astartes và những kẻ sùng bái Hỗn Mang nhiều không đếm xuể. Tất cả đều do chính War Master của chúng dẫn đầu. Bị áp đảo gần như về mọi mặt, khi cuộc tấn công mặt đất thứ hai của Abaddon bắt đầu, lực lượng Astra Militarum dưới sự chỉ huy của Osuka Ikrit đã buộc phải rút lui vào các tuyến đường hầm của mình, trong khi Abaddon dẫn đầu lực lượng của hắn mở đường máu và sâu hơn. Cùng lúc đó, Cole đã chạm mặt với Necron Lord Trajan the Infinite và được hắn đề nghị giúp đỡ. Dù ban đầu đã không tin tưởng lời của Trajan, hắn đã chỉ ra rằng
cả hai đều không muốn nhìn thấy thiên hà này bị phá hủy bởi hồn ma. Và cô cũng đang gặp bế tắc với công nghệ cổ đại của Necron. Do đó đề nghị của Trazen đã được chấp nhận. Và với sự hỗ trợ của Necron Lord, cô cuối cùng đã hiểu được đầy đủ về cách thức hoạt động và dần tiến tới kích hoạt lại hệ thống mạng lưới cột trụ của Cadia. Nhưng ngay sau đó, bức tường phía tây nam của hệ thống hang động mà cô đang làm việc đã sụp đổ khi lực lượng tinh nhuệ mặc giáp Terminator của quân đoàn đen dịch chuyển xuống lòng đất. Và War Master Abaddon the Despoiler chính là kẻ dẫn đầu. Để làm chậm cuộc tấn công của hỗn ma, Trazen đã sử dụng một thiết bị Necron được gọi là Mê Cung Tesseract. Nó đã giải phóng một vài bảo vật quý giá nhất trong bộ sưu tập của hắn khỏi tình trạng ngưng động thời gian. Bao gồm lực lượng Space Marine đã bị giam cầm kể từ thời dị giáo Horus, các trung đoàn tinh nhuệ thuộc Imperial Army và Imperial Guard. Nhưng quan trọng nhất trong số này là Katarina Greyfox, một Inquisitor của Order Hereticus, người đã bị Trazen giam cầm từ hàng thế kỷ trước. Trong khi các lực lượng Imperium cổ xưa được Trazen giải phóng đã nhanh chóng bị áp đảo bởi lực lượng của Abaddon, Katarina vừa thức tỉnh và bối rối đã chọn đánh giá tình thế hỗn loạn trước mặt ở ngoài rìa của các cuộc giao tranh. Ở một nơi khác, Abaddon đã nhận thấy cô đang tăng cường khả năng của các cột trụ. Và hắn đã cảm thấy một sự không chắc chắn đến đáng sợ sau khi nhận ra rằng Adeptus Mechanicus cuối cùng đã có thể làm sáng tỏ kế hoạch thực sự của mình. Lo sợ rằng thiết kế của hắn sẽ bị hủy hoại, Abaddon lập tức ra lệnh cho các phù thủy của mình thực hiện các nghi thức triệu hồi các bầy đàn quỷ dữ để tấn công vào mạng lưới cột trụ. Cadia đã tồn tại quá lâu và hắn quyết tâm chấm dứt sự kháng cự của nó bằng cách phá vỡ trái tim đang đập. Uzuka Ikrit sẽ chết dưới tay hắn. Nhưng khi Abaddon tiến về phía lãnh chúa Castellan, ánh sáng vàng lộng lẫy đột nhiên tràn vào căn phòng chỉ huy khi trần nhà sụp đổ. Trên đó, Thánh Celestine và các Sister Battle của cô đã tới để đối mặt với The Despoiler. Cùng lúc đó, những ánh sáng rực rỡ đã đột nhiên phóng ra từ tất cả các cột trụ có mặt trên đồng bằng Elysion. Cô và Trazen đã thành công trong việc kích hoạt các cột trụ và những dòng năng lượng đen tối đã đổ ra từ chúng và rồi hội tụ thành một tia ở bầu khí quyển phía trên như thể một mũi giáo nhắm thẳng vào trung tâm của con mắt khiếp đảm. Và rồi, một cảnh tượng tráng lệ đến nỗi không thể tin được đã xảy ra. The Eye of Terror đã bắt đầu khép lại. Ngay sau cảnh tượng huy hoàng này, tất cả những thực thể có liên kết với thế giới phi vật chất tại Cadia đều đã bắt đầu bị suy yếu, bao gồm cả ác quỷ và Thánh Celestine. Gần như không bị ảnh hưởng, Abaddon trở thành kẻ mạnh hơn. Và hắn cuối cùng đã có đủ sức mạnh để hạ gục vị thánh sống. Nhưng Inquisitor Katarina Greyfox đã chọn thời điểm này để can thiệp. Là một Psyker mạnh mẽ, vị Inquisitor đã sử dụng tất cả sức mạnh còn lại của mình để ngăn chặn thành công đòn kết liễu của Abaddon trước khi nó kịp giáng xuống Celestine. Uzuka Ikrit đã nhân cơ hội này để phát động một cuộc phản công và ông đã tự mình đối đầu với Abaddon. Nhưng War Master của hỗn ma đã tỏ ra là kẻ mạnh hơn và khiến Ikrit bị mất đi một cánh tay. Nhưng khi Abaddon chuẩn bị đoạt mạng vị Lord Castellan bằng chiếc Lightning Claw của Horus, Celestine đã hồi đủ sức mạnh để đâm thanh gươm của mình xuyên qua cơ thể của hắn, khiến cho móng vuốt của chiếc Lightning Claw bật mở và Ikrit được giải phóng. Bị thương nặng, Abaddon rồi đã nhận ra rằng những cột tháp của Cadia đang hoạt động trái với kế hoạch của mình và hắn sắp hết thời gian. Mong muốn giết chết Ikrit của hắn giờ đây chỉ là một hành động phù phiếm không cần thiết. Và với lòng căm thù sâu sắc đối với Cadia, Abaddon đã ra lệnh rút lui và dịch chuyển trở về trái hạm của mình. Sự thật là hắn đã sắp đặt số phận của Cadia từ lâu, thậm chí trước cả khi hắn đổ bộ xuống bề mặt hành tinh. Các kỹ sư của hạm đội đen, những Warp Smith và Tech Priest thuộc Dark Mechanicum của nó đã nhận được mệnh lệnh mà chúng đã chờ đợi từ lâu. Trong lúc chiến trận tại đồng bằng Elysion đang diễn ra, quân đoàn đen đã bí mật gắn các hệ thống phản lực plasma vào mảnh vỡ của pháo đài Blackstone Wheel of Eternity. Và rồi, với mệnh lệnh của Abaddon, chỉ với một lực đẩy từ những động cơ này, phần còn lại của pháo đài Blackstone đã lao vào tầng quỹ đạo thấp của Cadia. Với cơn bão lửa vẫn quấn quanh nó từ bầu khí quyển, tảng thiên thạch nhân tạo khổng lồ của quân đoàn đen đã va chạm với bề mặt của Cadia.
Lực tác động khủng khiếp của cú va chạm đã đánh bật Kadia khỏi quỹ đạo của chính nó và khiến các cột tháp trên hành tinh cùng sụp đổ khi các mảng kiến tạo đâm vào nhau và dần xé toạc thế giới pháo đài thành từng mảnh. Chùm tia năng lượng do các cột trụ của Kadia phóng ra đã vụt tắt và con mắt khiếp đảm đã mở ra một lần nữa và bắt đầu vươn ra ôm lấy Kadia để rồi tiếp tục lan rộng ra khắp thiên hà. Bè lũ quỷ dữ đã nhanh chóng tràn ra bề mặt hành tinh khi sức mạnh của Warp tăng vọt và thế giới pháo đài hùng vĩ nhất của đế chế nhân loại dần vỡ vụn. Abaddon the Despoiler đã giành chiến thắng. Nhưng ngay cả vào thời khắc tam tối nhất này, hy vọng vẫn tồn tại. Thánh Celestine đã dẫn dắt lực lượng Imperium còn lại ra khỏi hệ thống hầm hào của họ và một cuộc di tản vội vã đã được phát động ngay cả khi tầng địa chất đang dần sụp đổ xung quanh họ. Trong khi những chuyến tàu vận tải của Kadia đâm xuyên bầu trời địa ngục và những người lính đã cùng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ chuyến bay của họ, các Sister Battle và Space Marine là những người cuối cùng khởi hành cùng với vị Thánh Sống và Inquisitor Catherine trong những khoang tàu hôi hám đẫm máu của bất kỳ phương tiện vận tải nào có thể hoạt động. Riêng vị Lord Castellan, Ozuka Ikrit đã quyết tâm sẽ nằm lại cùng với pháo đài Kadia. Nhưng ông đã bất đắc dĩ được giải cứu bởi Jason the Infinite và được đặt vào mê cung Tesseract của hắn. Dù vị Necron Overlord đã buộc phải bỏ lại hình hài tan nát của Kadia phía sau, hắn ta cũng đã hài lòng chấp nhận thất bại, vì vị Lost Castellan sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho bộ sưu tập của hắn. Hạm đội của những người sống sót của đế chế đã được dẫn dắt bởi chiếc Phalanx và Iron Revenant, chiến hạm lớp Arch Mechanicus hùng vĩ của Belisarius Core. Họ cùng hướng đến hệ thống sao bên ngoài với hy vọng có thể đi đủ xa qua tầm ảnh hưởng của The Eye of Terror để có thể thực hiện một cú nhảy warp. Nhưng các pháp sư của Abaddon the Spoiler đã cảnh báo hắn rằng trên tàu của Core đã mang theo một cổ vật mạnh mẽ của đế chế có thể gây bất lợi cho kế hoạch tương lai của hắn. Do đó, chiếc Vengeful Spirit đã lập tức truy đuổi và cuối cùng đã làm tê liệt hệ thống tạo màn chắn Galerfield của chiếc Iron Remnant, đồng nghĩa lối thoát vào warp của cô đã bị cướp mất. Nhưng với đức tin mạnh mẽ và hoàng đế, chính Thánh Celestine là người đã một lần nữa tìm ra con đường phía trước. Cô đã chỉ ra mặt trăng Clasus, thế giới xa nhất trong hệ thống Kadian, với sự chắc chắn tuyệt đối rằng họ có thể tìm thấy sự cứu rỗi trong lớp băng của nó. Hạm đội nhỏ của họ đã dần di chuyển xuống Clasus và bắt đầu lê bước qua lớp tuyết lạnh giá trong khi liên tục bị lực lượng của Abaddon tấn công từ phía sau. Cole đã mang theo cổ vật mà ông đã cất giấu trên con tàu của mình trong một hòm chứa thành tích di động. Và rồi, khi Cole đã chắc chắn rằng họ đều đang hành quân đến cái chết vì một lời hứa mà ông đã hứa với một vị Primarch từ 10 thiên niên kỷ trước, lớp băng trước mặt của họ đã bất ngờ bị thổi bay khi những chiếc xe tăng phản trọng lực rực rỡ của Eldar Crabwell xuất hiện từ màn sương mù lạnh giá của Crisis để tấn công quân đoàn đen đang truy đuổi. Chẳng bao lâu sau, các lực lượng của Abaddon đã bị đẩy lùi bởi các Eldar, bao gồm quân lực Ashujani từ các Crabwell và Drukhari từ thành phố Cormorak nằm trong lòng Webway. Tất cả đều đang hoạt động phối hợp dưới sự chỉ huy của một người phụ nữ Eldar mặc trang phục của một nữ tu sĩ Eldarico. Celestine đã đúng. Sự cứu rỗi đã được tìm thấy trên Clasus. Người phụ nữ đang lãnh đạo các Eldar là Yvrin, thủ lĩnh của một phe Eldari mới được gọi là Inari, như người hầu của vị thần chết Eldar, Init. Trước đó nhiều tháng, với sự trợ giúp của các Harlequins, Farseer Erat Udranth của Crabwell Udri đã tìm ra cách để đánh thức vị thần chết trong Warp mà không cần phải hy sinh mạng sống của mọi Eldar trong thiên hà. Nhưng sự can thiệp bất ngờ của một lực lượng Death Watch vào nghi lễ của Erat Udran được thực hiện trên mặt trăng Farley của Heria đã khiến nó chỉ hoàn tất một phần trong việc đánh thức Init. Vị thần chết của Eldar mới thức tỉnh đã ngay lập tức đi khắp thiên hà để tìm ra một nhà vô địch đại diện cho mình, và hắn ta đã chọn Yvrin. Được sinh ra trên Crabwell Beltan, cô ta đã đi theo nhiều con đường của một Ashujani nhưng không thể tìm ra thứ phù hợp với mình, và cuối cùng đã tìm đường đến thành phố Cormorak của Dark Eldar, nơi cô ta trở thành một chiến binh và tham gia vào các đấu trường giác đấu tàn khốc. Từ đó đã tạo nên các liên kết ở cả hai phía bị chia cắt của loài Eldar. Yvrin đã từng bị giết ở đấu trường bởi một nữ tu của nữ thần Morahek, nhưng sức mạnh của Init đã hồi sinh cô ta ngay vào thời điểm mà hắn thức tỉnh. Từ đó, Yvrin đã trở thành đại diện của thần chết trong cõi trần. Với quyết tâm đoàn kết tất cả các phe phái Eldar vì cơ hội cứu rỗi duy nhất của giống loài,
sức mạnh của Init có thể bảo vệ những tinh hoa còn lại của toàn bộ loài Eldar khỏi cơn khát linh hồn của Slaanesh và đưa ra một giải pháp thay thế cho những viên đá linh hồn của Ashujani và sự tàn ác man rợ của Drukhari để cứu rỗi người dân của hắn. Cùng với Vizag, một chiến binh bậc thầy của Drukhari, Irin đã bắt đầu nhiệm vụ đánh thức hoàn toàn vị thần của mình để có thể đánh bại Slaanesh mãi mãi. Việc này đòi hỏi phải tìm được 5 cổ vật Eldar, được gọi là các thanh gươm Kronzuos, được cho là đã được rèn từ chính xương ngón tay của nữ thần Morayhek bởi thần rèn Vô của Eldar. Với những lưỡi gươm này trong tay, cô ta có thể tập trung ý thức của Init vào trạng thái thức tỉnh hoàn toàn bằng cách sử dụng một nghi lễ được gọi là The Seven Path. Nhưng để loài Eldar sống sót trước sự tấn công của hỗn mang đủ lâu để các Inari hoàn thành nhiệm vụ của mình, chúng sẽ cần đế chế nhân loại nhận lấy gánh nặng của cuộc chiến sắp tới. Và để con người có thể chiến thắng, họ sẽ cần một thủ lĩnh mới. Init đã hướng dẫn nhà vô địch Irin của hắn đi qua nhiều chông gai để rồi gặp được những người sống sót của Kadia tại Klesis. Giờ đây cô ta đề nghị với họ một liên minh. Inquisitor Katerina đã tỏ ra nghi ngờ vì cô biết rõ một sự thật rằng loài Eldar luôn hành động vì lợi ích của riêng mình. Nhưng Thánh Celestine đã ủng hộ đề xuất này, cho rằng đó là ý muốn của Hoàng đế, và với rất ít sự lựa chọn vào lúc này, những người khác đã đồng ý. Quân lực của Inari đã cầm chân quân đoàn đen đủ lâu để lực lượng Kadia đi vào cổng Webway trên Krasis và đi theo các đồng minh Eldar mới của mình đến điểm đến tiếp theo của họ, Vương quốc Ultramar của các Ultramarines. Nhưng Abaddon the Despoiler vẫn không từ bỏ cuộc truy sát sau khi đã thất bại ở Klesis. Vẫn lo sợ về những gì mà Belisarius đang nắm giữ, hắn đã cử một hạm đội của quân đoàn đen đến tấn công Ultramar. Vào thời điểm mà những người còn sống sót của Kadia đi ra khỏi Webway tại hành tinh Laphis trong hệ thống Makrak, các Ultramarines đã bị nhấn chìm bởi chiến tranh. Nhanh chóng liên lạc với các Ultramarines, những người còn sống sót của Kadia và Inari đã được đưa đến chính Makrak, lúc này đang phải đối mặt với một cuộc xâm lăng toàn diện của Abaddon. Tại đây, họ đã được diện kiến Chapter Master Manius Kelga và các sĩ quan dưới quyền của ông tại pháo đài tu viện của các Ultramarines, được gọi là Fortress of Hera. Liên minh giữa Imperium và Eldar lập tức bị các Ultramarines hết sức nghi ngờ vì những kẻ đi cùng với Eldar luôn được biết đến là phản đồ. Trước mặt Kelga, Belisarius Cole chỉ vào hòm thánh thức di động của mình và tuyên bố nó sở hữu một công nghệ có thể hồi sinh vị Primarch bị trọng thương của Ultramarines, Rubute Kiliman. Đề xuất không tưởng này đã ngay lập tức đối mặt với sự phản đối kịch liệt và nhóm của cô đã bị các Ultramarines cáo buộc là dị giáo. Nhưng trước khi có thể đưa ra quyết định, Manius Kalga đã tìm đến vị Chief Librarian của Chapter là Varro Tigurus để được cố vấn. Tigurus đã tiết lộ rằng ông đã nhiều lần nhìn thấy những điểm báo tăm tối về sự sụp đổ của Kadia và cuộc tấn công của Abaddon vào Ultramar. Ông tuyên bố rằng những người Kadia còn sống sót sẽ có vai trò lớn trong các sự kiện sắp diễn ra. Và vì thế, ông đã đảm bảo cho sự hiện diện của họ và ngay cả của các Eldar, vì tin rằng sự xuất hiện của họ chính là ý muốn của Hoàng đế. Tin tưởng vào lời khuyên của Chief Librarian, Kelga đã cho phép nhóm nhỏ của cô đi đến ngôi đền cải huấn, nơi chính Robote Gilliman đang an nghỉ trong một trường ngừng động thời gian. Trên cơ thể ông, vết thương chí mạng được tạo ra bởi lưỡi kiếm của Demon Primarch Fulgrim từ 10.000 năm trước vẫn còn được bảo toàn như mới. Belisarius Cole giải thích rằng, trước khi Gilliman bị thương, ông đã là đồng minh của vị Primarch trong nhiều dự án lớn nhằm củng cố sức mạnh của Imperium. Và giờ đây, cuối cùng ông sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình. Vị Archimagus đã mở hòm đựng thánh tích di động của mình và đem ra một bộ giáp tráng lệ, được gọi là Armor of Fate. Bên trong nó chứa đựng một hệ thống hỗ trợ sự sống có khả năng chữa lành vết thương chí mạng của vị Primarch. Sau đó, Irin đã tiết lộ lý do mà các Inari đã đi theo đoàn tị nạn của cô tới Makrak. Đó là vì chỉ mình bộ giáp của cô là không đủ để hồi sinh Gilliman. Chỉ có sức mạnh của sự sống và cái chết mới có thể đánh bại chất độc và hỗn mang đã đưa vào cơ thể ông. Khi cả hai bắt đầu thực hiện kết hợp công nghệ của Kho và sức mạnh pháp thuật của Eldar, mái vòm của ngôi đền đã bất ngờ sụp đổ do một phi cơ Thunderbolts của Ultramarine đã rơi xuống. Theo ngay sau nó là 10 cỗ máy đổ bộ Dreadclaw của quân đoàn đen đã đâm thẳng xuống nền của ngôi đền.
Tràn ra từ trong chúng là các Chaos Space Marines. Chúng đã thực hiện nỗ lực cuối cùng của mình để ngăn chặn sự hồi sinh của vị Primarch. Nhưng tất cả đã quá muộn. Khi các Terminator của Abaddon chỉ còn cách cơ thể của Guillemot vài bước, hàng ký tự trên hòm thánh tích của Kho đột nhiên nhấp nháy từ màu đỏ sang xanh lá cây. Irain mở mắt ra và việc chuyển giao sức mạnh của Init đã chính thức hoàn tất. Tại nơi mà trước đó Robert Guillemot tái nhợt nằm bất động, giờ ông đang đứng tỉnh táo và cảnh giác trước mối nguy hiểm xung quanh. Kho đã đưa ra món quà thứ hai của mình, thanh gươm của hoàng đế đã nằm bên cạnh ngai vàng của ngài trong suốt 10 thiên niên kỷ. Và ngay khi được Guillemot chạm vào, lưỡi gươm của nó đã bùng cháy với ánh lửa hoàng kim. Không cần giải thích, Guillemot lập tức lao vào đạo quân của Abaddon. Bất cứ nơi nào một vị Primarch đi tới, cái chết theo ngay sau. Ông chính là hiện thân của cơn thịnh nộ của toàn nhân loại. Một á thần sẽ khiến cho mọi kẻ thù gục ngã trước lưỡi gươm của mình như thể cỏ dại trước lưỡi hái. Các Terminator của Abaddon the Spoiler chính là những kẻ thù đầu tiên của nhân loại phải đối mặt với cơn thịnh nộ của một vị Primarch trong suốt 10.000 năm đã cố gắng chạy trốn. Nhưng hiển nhiên, không một ai trong số chúng có thể còn sống sót thoát khỏi Fortress of Hera. Trong giờ phút đen tối nhất của nhân loại, đứa con phục hận của hoàng đế đã trở lại.